Đại Y Vô Cương, Hứa Thuần Lương. Tập 21. Viên Bội Cường biết được tình huống này cũng là có chút đau đầu, Nguy Sơn Đảo phân viện trong mắt hắn vẫn luôn là một cây gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Mặc dù Triệu Phi Dương muốn thúc đẩy dưỡng lão bệnh viện kiến thiết, nhưng là Hoa Niên nội bộ tập đoàn đối với chuyện này cách nhìn cơ bản nhất trí, trước mắt cũng không thích hợp tam tuyến đồng tiến. Tập đoàn thu mua Trường Hưng về sau đã tuần tự khởi động Trường Hưng Bệnh viện 2 kỳ công trình kiến thiết cùng hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết, nếu như xây lại thiết dưỡng lão bệnh viện, đầu tư phong hiểm sẽ tăng lớn, kỳ thật cái này cùng Hoa Niên tập đoàn tài chính tình trạng cũng có được rất lớn liên quan. Viên Bội Cường so Triệu Phi Dương rõ ràng hơn Hoa Niên tập đoàn trước mắt tình trạng tài chính, lấy bọn hắn trước mắt tài chính, cho dù là hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết cũng không thể hoàn toàn cam đoan. Đâu còn có dư thừa tiền đi làm cái gì khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện. Nếu như không phải trưởng môn nhân Đường Kinh Vĩ thụ ý, hắn cũng không có khả năng đi tự mình cùng Đại Hằng tập đoàn bàn bạc, Đại Hằng tập đoàn lấy dễ địa, cộng thêm tiền mặt bồi thường phương án đối Hoa Niên tập đoàn phi thường có lợi, có thể hóa giải bọn hắn gặp phải tài chính áp lực, song phương đều có ý tứ này, chỉ tiếc cuối cùng bị Trấn Chính phủ kêu dừng. Trấn Chính phủ minh xác tỏ thái độ, Nguy Sơn Đảo bệnh viện mảnh đất này tính chất không thể đổi càng. Nếu như Trường Hưng không cách nào làm tròn lời hứa, kèm theo điều khoản liền sẽ sinh ra tác dụng, mang ý nghĩa chính phủ có thể đem bệnh viện một lần nữa thu hồi, đạo này Kim Cô Chú cũng đầy đủ cho thấy địa phương chính phủ cùng nhà đầu tư liên hệ quá trình bên trong thủ đoạn càng ngày càng cao minh. Viên Bội Cường tướng chuyện này vòng qua Triệu Phi Dương, trực tiếp hướng Tổng Giám Đốc Đường Kinh Vĩ báo cáo, Đường Kinh Vĩ người ở nước ngoài, đối Viên Bội Cường quấy rầy biểu hiện được rất không kiên nhẫn. Hắn cho rằng loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần quấy rầy đến mình, an bài Viên Bội Cường đi Trường Hưng, chủ yếu là đưa đến ngăn được Triệu Phi Dương tác dụng, từ trước mắt hiệu quả đến xem, không tính là lý tưởng, Viên Bội Cường năng lực so ra kém Đồng Trường Hạo, càng không có cách nào cùng phụ tá Đoạn Viễn Hồng đánh đồng. Nhưng đang dùng người phương diện không thể chỉ nhìn năng lực, cũng phải nhìn lập trường của người này, Đường Kinh Vĩ rõ ràng Đoạn Viễn Hồng cùng Đồng Trường Hạo bí mật cùng đệ đệ Đường Kinh Luân rất thân cận, đầu tư lớn khỏe mạnh. Tại lĩnh vực này làm lớn làm mạnh kỳ thật chính là mấy người bọn hắn ý kiến, nếu như đem cơ hội cho bọn hắn, liền lại không ngừng yếu hóa mình đối Hoa Niên khống chế. Đường Kinh Vĩ nhìn một chút trước mắt không nhiều thẻ đánh bạc, tâm tình có chút không xong hắn đứng dậy ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện cho Đường Kinh Luân gọi điện thoại, hắn biết hai ngày này Đường Kinh Luân người tại Đông Châu, liền để hắn đi giải quyết chuyện này. 1. Đường Kinh Luân tiếp vào chỉ thị thời điểm đang cùng khu công nghệ cao Cảnh Văn Tuấn bí thư cùng một chỗ. Khu công nghệ cao cấp lãnh đạo đối hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết phi thường trọng thị, mặc dù trước mắt hết thảy đều dựa theo dự định kế hoạch thúc đẩy bên trong, nhưng là bọn hắn cũng nghe nói Hoa Niên tập đoàn gặp phải khốn cảnh, cần phải tăng cường hiểu rõ cùng giám sát, những này dân doanh xí nghiệp nhất định phải tại thời khắc mấu chốt thúc sục gõ, không phải dễ dàng thoát ly phương hướng. Đường Kinh Luân giải thích mấy cái Cảnh Văn Tuấn quan tâm vấn đề, đồng thời cũng làm ra một loạt cam đoan. Cảnh Văn Tuấn đối cam đoan của hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, Hoa Niên tập đoàn sở dĩ có thể vào ở khu công nghệ cao, hoàn toàn là dựng vào Trường Hưng bệnh viện xe tốc hành. Dù là Hoa Niên tập đoàn là đưa ra thị trường xí nghiệp, tại Cảnh Văn Tuấn trong mắt đều chẳng có gì ghê gớm, Trường Hưng đem Hoa Niên xem như thần tài cung cấp, nhưng là tại Cảnh Văn Tuấn xem ra cùng phổ thông nhà đầu tư không có gì khác nhau, là các ngươi Hoa Niên tập đoàn đến trên địa bàn của ta kiếm tiền, ta có thể đem cơ hội cho ngươi. Ta đồng dạng có thể đem cơ hội cho người khác. Thể chế bên trong chính thức có được quyền lực người, hơn phân nửa đều xem thường thương nhân, mặc dù sống động kinh tế không thể rời đi bọn hắn, nhưng cuối cùng thương nhân vẫn là vì lợi ích, tín ngưỡng của bọn họ là tiền tài, tràn đầy hơi tiền vị. 2. Đường Kinh Luân biết rõ Cảnh Văn Tuấn khó đối phó, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần mới có thể ứng đối hắn đặt câu hỏi, hội đàm quá trình bên trong, cho dù là điện thoại của đại ca cũng giống vậy muốn đem gác xó. Nói chuyện kết thúc về sau, mới cho đại ca trở về điện thoại, nói cho hắn biết trước mắt Hoa Niên tập đoàn thương dự nhận lấy ảnh hưởng, bọn hắn nhất định phải có tư cách. Đường Kinh Vĩ cho rằng đệ đệ có chút vượt quyền, để hắn vẫn là trước chú ý chuyện trước mắt, đem Nguy Sơn Đảo phân viện sự tình giải quyết tốt. Đường Kinh Luân cúp điện thoại, bên trong nhìn từ mọi nhà bầu trời thở dài một hơi, đi cùng bãi đỗ xe thời điểm, nhìn thấy Đông Châu Đài truyền hình phỏng vấn xe, từ trên xe bước xuống một vị phi thường xinh đẹp nữ MC. Đường Kinh Luân nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Đường Thiên Nhất cũng từ ngừng ở một bên Maybach bên trên xuống tới, lúc đầu Đường Kinh Luân là muốn mang lấy hắn cùng đi gặp Cảnh Văn Tuấn, dù sao đại ca bàn giao muốn mình mang theo con hàng này nhiều lịch luyện,
Đường Thiên Nhất đối bái phỏng lãnh đạo chính phủ căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú, mặc dù đi theo cùng nhau tới nhưng chết sống không muốn xuống xe, tình nguyện co lại trong xe chơi game. Đường Kinh Luân cũng rõ ràng người này xuống xe tuyệt không phải tiếp mình, nên là nhìn thấy mỹ nữ. Đường Thiên Nhất ánh mắt con ruồi một dạng dính tại vị mỹ nữ kia dẫn chương trình trên thân, Đường Kinh Luân ho khan một tiếng, hắn lúc này mới rời đi lực chú ý, thúc, ngài trở về. Đường Kinh Luân nói, nhìn cái gì vậy a? Đường Thiên Nhất cười nói, Đông Châu thật đúng là ra mỹ nữ. Đường Kinh Luân ra hiệu hắn lên xe. Đường Thiên Nhất cũng không cảm thấy lạnh, một mực chờ đến đài truyền hình đám người kia đi vào ký túc xá, chuyên môn đi đài truyền hình phỏng vấn bên cạnh xe tìm lái xe hỏi thăm một chút nữ MC thân phận, lúc này mới lên xe. Đường Kinh Luân nói, ta phải đi Nguy Sơn đảo một chuyến, ngươi có đi hay không? Đường Thiên Nhất đầu lắc đến cùng chống lúc lắc, hắn mới không đi. Mặc dù hắn đối Trường Hưng tình huống cũng không hiểu rõ, nhưng là cũng biết Hứa Thuần Lương là Nguy Sơn đảo phân viện viện trưởng, chớ nhìn hắn ngoài miệng đối Hứa Thuần Lương không phục, nhưng là hai lần bị Hứa Thuần Lương đánh tàn bạo, người này đã trở thành tâm lý của hắn bóng ma, tránh cũng không kịp, làm sao có thể chủ động đi lên góp. Đường Kinh Luân nguyên bản cũng không có trông cậy vào hắn đi theo đi qua, lần này đi qua tránh không được muốn cùng Hứa Thuần Lương liên hệ, vạn nhất tiểu tử này lại nháo xảy ra chuyện gì nhưng sẽ không hay. Đường Thiên Nhất con mắt vẫn đang ngó chừng ký túc xá, trong lòng suy nghĩ, vị mỹ nữ kia dẫn chương trình Tô Tình thật sự là quá đẹp, lần này thật đúng là chuyến đi này không tệ, tìm tòi một chút Đông Châu tiệm hoa, an bài 99 đóa hoa hồng, không. 999 đóa hoa hồng đưa qua, đang theo đuổi mỹ nữ phương diện Đường Thiên Nhất vẫn còn có chút xáo lộ, biện pháp tốt nhất chính là để nàng biết mình có tiền, lấy hắn chuyện xưa kinh lịch tới nói, hiện tại nữ hải ít có không quan tâm vật chất. Hứa Thuần Lương đối đãi công tác tâm tính rõ ràng có cải biến, đổi thành đi qua, trấn tổng hợp chấp pháp xử lý làm như vậy hắn đã sớm nổ, không phải giết qua đi tìm bọn họ lý luận không thể. Nhưng vật đổi sao rời, qua đi bệnh viện là họ Công, hiện tại Trường Hưng đã hoàn thành cải chế, biến thành một con tứ bất tượng, liền Hứa Thuần Lương đều không làm rõ ràng được hiện tại đến cùng là cái gì tính chất. Nguy Sơn đảo phân viện đến tột cùng đi về nơi đâu, hắn không biết, dù sao hắn đem tình huống báo cáo qua. Vừa dễ dàng thừa dịp lần này cơ hội nhìn xem cấp trên thái độ, nếu như cấp trên phi thường trọng thị, liền chứng minh kiến thiết dưỡng lão bệnh viện còn có cửa, nếu như bọn hắn không phản ứng chút nào, hoặc là buông xuôi bỏ mặc, vậy liền cho thấy Hoa Niên tập đoàn vô ý tại ngắn hạn khởi động dưỡng lão bệnh viện kiến thiết, Nguy Sơn đảo bệnh viện cũng liền hoàn thành tự thân lịch sử sứ mệnh. Hứa Thuần Lương cũng tướng chuyện này thông báo cho Triệu Phi Dương, Triệu Phi Dương nói cho hắn biết công ty CFO Đường Kinh Luân trước mắt ngay tại Đông Châu. Hắn sẽ ở cùng Đường Kinh Luân lúc gặp mặt thương lượng một chút biện pháp ứng đối. Triệu Phi Dương hồi phục để Hứa Thuần Lương ý thức được hắn không phải tại qua loa, mà là nói không tính, hình thức đầu tư cổ phần cải cách về sau, Triệu Phi Dương quản hạt phạm vi lớn nhưng là trên thực tế quyền quyết định bị suy yếu. Hứa Thuần Lương nghiên cứu giao quy thời điểm, nghe được có người gõ cửa, mở cửa xem xét, xuất hiện tại hắn người trước mắt lại là Hoa Niên tập đoàn CFO Đường Kinh Luân. Hứa Thuần Lương vừa mới nghe Triệu Phi Dương nói người khác tại Đông Châu, nhưng là cũng không nghĩ tới vừa để điện thoại xuống hắn liền không có dấu hiệu nào giáng lâm Nguy Sơn đảo, hơi kinh ngạc nói, Đường Tổng. Trong lòng đối hai cái Đường Tổng tiến hành phân chia, chân chính Đường Tổng là Đường Kinh Vĩ, cái này Đường Tổng nhưng thật ra là Đường Tổng đệ đệ, tại Hoa Niên trước mắt liền người đứng thứ hai cũng không tính được, là cái tiểu Đường Tổng. Đường Kinh Luân cười tủm tỉm nhìn qua Hứa Thuần Lương, tiểu Hứa, ta không có chào hỏi lại tới. Không có chậm trễ ngươi công việc a. Hứa Thuần Lương nói, hôm nay nghỉ ngơi, ta cũng không có đi làm, mau mời tiến. Mặc dù hắn đối Hoa Niên người tập đoàn cũng không chào đón, nhưng là trên mặt mũi vẫn là phải chiếu cố đến. Đường Kinh Luân còn là lần đầu tiên đến Nguy Sơn đảo phân viện, hắn lần này tới không có cùng Trường Hưng bên này bất luận kẻ nào chào hỏi, có chút vi phục tư phòng ý tứ. Đường Kinh Luân nói, ngươi đừng khách khí với ta lần này tới chính là vì thực địa khảo sát một chút. Hứa Thuần Lương cười nói, tổng bộ đều khảo sát thật là nhiều lần, ban đầu là Đồng Trường Hạo đồng chủ nhiệm, sau đó là Viên Bội Cường phó viện trưởng, hiện tại ngài đích thân đến, cấp bậc thật sự là càng ngày càng cao, đủ thấy tập đoàn cấp lãnh đạo đối với chúng ta Nguy Sơn đảo bệnh viện coi trọng. Đường Kinh Luân nói, chăm nghe không bằng một thấy, người khả năng đối ta không hiểu rõ, ta phong cách làm việc vẫn luôn là tự thân đi làm. Hứa Thuần Lương trái lương tâm khen, giống Đường Tổng như thế thiết thực lãnh đạo không nhiều lắm. Đường Kinh Luân ha ha cười nói, tuyệt đối đừng coi ta là lãnh đạo, chúng ta đều là Hoa Niên một phần tử.
Hứa Thuần Lương chưa hề đều không có đem mình làm qua Hoa Niên một phần tử, Hoa Niên tập đoàn thanh danh nát như vậy, nói ra đều mất mặt. Hứa Thuần Lương cho Đường Kinh Luân pha ấm phổ nhị, rót một chén trà đưa cho hắn, Đường Kinh Luân nhấp một hớp phổ nhị nói, tại cái này vắng vẻ địa phương công việc có phải hay không rất nhàm chán a? Mặc dù Nguy Sơn đảo bị xác định là Đông Châu thị trọng điểm phát triển cấp quốc gia nghỉ phép khu, nhưng là trước mắt vừa mới bắt đầu kiến thiết, công việc sinh hoạt không thú vị lại đơn điệu. Hứa Thuần Lương nói, vẫn được, một chỗ có một chỗ niềm vui thú, ta am hiểu khổ bên trong làm vui. Đường Kinh Luân nói, làm công tác chính là muốn có chủ nghĩa lạc quan tinh thần, đúng, ta nghe nói Hồ Sơn Trấn lại muốn động chúng ta mảnh đất này. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ngài là nghe viên viện phó nói đến đi, tình huống nơi này ta hướng hắn phản ứng qua nhiều lần, nhưng là từ đầu đến cuối không chiếm được hắn coi trọng. Đường Kinh Luân nói, ta lần này tới chính là muốn nghe một chút chân thực cách nhìn. Ngươi có lời gì một mực nói, ta có thể giải quyết lập tức giải quyết, không giải quyết được ta sẽ hướng cấp trên phản ứng. Tại Hoa Niên tập đoàn thượng cấp của hắn chính là Đường Kinh Vĩ. Hứa Thuần Lương nói, chăm nghe không bằng một thấy, ngài vẫn là đích thân tới hiện trường đi xem một chút đi. Đường Kinh Luân cho là hắn đề nghị này rất tốt, lập tức đưa ra đi chung quanh nhìn xem. Hứa Thuần Lương lưu ý đến nhanh đến ban đêm, đoán chừng Đường Kinh Luân đêm nay sẽ không đi, hỏi một chút quả là thế. Lập tức cho Trương Hải Đào gọi điện thoại, để hắn tại bệnh viện nhà An An bài tiếp đãi một chút. Bồi tiếp Đường Kinh Luân đi bệnh viện chung quanh dạo qua một vòng, tướng vượt qua phạm vi từng cái vạch, Đường Kinh Luân thấy phi thường tử tế. Tại vi phạm luật lệ làm trái xây dỡ bỏ trong chuyện này không có gì tốt tranh cãi, người ta trấn chính phủ theo nếp làm việc, mặc kệ đi đến cái gì địa phương đều có thể thuyết phục đạo lý. Đường Kinh Luân lại đưa ra muốn đi Đại Hằng tập đoàn đang xây công nhìn một chút. Hứa Thuần Lương mở ra Santana 2000 mang theo hắn đi túi một vòng, Đường Kinh Luân vừa ngồi lên xe liền phát giác được người này là tân thủ, uyển chuyển hỏi, tiểu Hứa, người bằng lái cầm bao lâu? Hứa Thuần Lương ăn ngay nói thật, nhanh nửa tháng, ta lái xe được kiểu gì? Đường Kinh Luân có chút im lặng, liền cái này nửa vời kỹ thuật còn kiểu gì? Đơn giản nát thấu, ngoài miệng giả mù sa mưa khen lấy không tệ, có thiên phú. Hứa Thuần Lương còn không có nói cho hắn biết. Kỳ thật mình cái này bằng lái là thông qua ngầm thao tác lấy được. Đường Kinh Luân không tiện đánh giá kỹ thuật điều khiển của hắn, chỉ có thể cười cười nói, chiếc xe này quá phá, quay đầu ta cho phân viện xin một cỗ tốt một chút. Hứa Thuần Lương đem xe dừng ở công trường phụ cận, con hàng này lái xe phong cách chính là một cái mãnh chữ. Đường Kinh Luân xuống xe, có loại kiếp sau trùng sinh cảm giác, cho nên nói người với người là không giống, có người thích hợp làm ti cơ, có người thích hợp làm tay chân. Hứa Thuần Lương hiển nhiên là đem đánh người dồn sức dùng tại lái xe bên trên, dù sao dọc theo con đường này, liền nhìn hắn cùng chân ga so tài, đoán chừng là tiền xăng công gia thanh lý, cho nên hắn là không có chút nào đau lòng. Đường Kinh Luân tại Đại Hằng tập đoàn tấm kia quy hoạch đồ trước ngừng chân, nhìn một lúc lâu, chỉ vào đi ngang qua Nguy Sơn đảo bệnh viện đầu kia ngắm cảnh con đường, quy hoạch bên trong chính là con đường này sao? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, nếu như quy hoạch thật định ra đến, bệnh viện chúng ta liền bị đào đi một khối lớn, mảnh đất này cơ bản bên trên liền phế đi. Đường Kinh Luân nói, trấn chính phủ không có khả năng không nhìn tập đoàn chúng ta lợi ích a. Hứa Thuần Lương nói, ta đi trong trấn cùng tương quan lãnh đạo nói chuyện một lần, bọn hắn nói trước mắt phương án không có hoàn toàn xác định được, nhưng là bọn hắn đối công việc của chúng ta tiến độ rất có phê bình kín đáo, liền lấy Đại Hằng tập đoàn tới nói, người ta cầm so chúng ta muốn muộn, nhưng là đã khởi công kiến thiết. Lúc trước chúng ta sở dĩ có thể thuyết phục trấn chính phủ cầm xuống Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản, về kết đáy vẫn là dưỡng lão bệnh viện quy hoạch đả động bọn hắn. Đường Kinh Luân nhẹ gật đầu mặc dù Hồ Sơn trấn chính phủ làm như vậy có bức thoái vị chi ngại, nhưng là hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn tiêu cực đối đãi có quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, viên Bội Cường phó viện trưởng trước đó còn tới một lần, cùng Đại Hằng tập đoàn sách xảy ra điều gì lấy dễ phương án, Đường Tổng, ngài cùng ta nói thật. Tập đoàn đến cùng có còn muốn hay không kiến thiết dưỡng lão bệnh viện. Chữa bệnh dưỡng lão khẳng định rất có triển vọng, cá nhân ta toàn lực ủng hộ dưỡng lão bệnh viện kiến thiết. Đường Kinh Luân phi thường khéo đưa đẩy, hắn đặc địa nhấn mạnh cá nhân hai chữ này. Hứa Thuần Lương nghe được mánh khóe, hắn cười nói câu không xuôi tai, cá nhân ngài ý kiến có thể không thể đại biểu tập đoàn ý kiến. Đường Kinh Luân cười lên ha hả, nói thẳng đi, người nói là ta nói không tính. Không có ý tứ kia, ta chính là ăn ngay nói thật. Hứa Thuần Lương chính là cái này ý tứ, hắn cảm thấy Đường Kinh Luân nói chuyện không tính,
tại Hoa Niên nội bộ tập đoàn Đường Kinh Luân địa vị sắp xếp không tiến trước ba. Đường Kinh Luân nói, mặc dù ta đại ca mới là Hoa Niên tập đoàn tổng giám đốc, nhưng là có một số việc cũng cần tổ chức ban giám đốc làm quyết định. Hứa Thuần Lương nghe ra hắn nói bóng gió, tổng giám đốc Đường Kinh Vĩ cũng không là chuyện gì đều nói tính, cuối cùng còn phải nhìn đồng sự tình sẽ biểu quyết. Từ câu nói này không khó phát hiện, Đường Kinh Luân cùng Đường Kinh Vĩ huynh đệ ở giữa cũng không phải như vậy hòa thuận, đôi này Hứa Thuần Lương tới nói là cái ngoại ý muốn kinh hỉ, kỳ thật từ xưa đến nay huynh đệ duyệt chắn rất phổ biến, nhất là có tiền có thế người ta, nội bộ cạnh tranh quyết định. 2. Hứa Thuần Lương cho rằng Đại Hằng công trường cũng không có gì đáng xem, nhìn thấy sắc trời xây an, nhắc nhở Đường Kinh Luân về đi ăn cơm. So sánh Viên Bội Cường lần trước tới tao ngộ đến lạnh nhạt, lần này Đường Kinh Luân đãi ngộ tuyệt đối là khách quý cấp bậc, Hứa Thuần Lương chuyên cửa bàn giao Trương Hải Đào muốn tỉ mỉ chuẩn bị. Là cao quý Hoa Niên tập đoàn đệ Đường Kinh Luân tại Hứa Thuần Lương trước mặt biểu hiện được phi thường bình dị gần gũi, không có bất kỳ cái gì giá đỡ, ăn địa phương đồ ăn uống vào bản địa rượu. Đường Kinh Luân tửu lượng thường thường, vài chén rượu hạ đỗ trên mặt đã nổi lên đỏ ửng, vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai nói, tiểu Hứa A, người đối tập đoàn có phải hay không có chút bất mãn A? Hứa Thuần Lương cười nói, con người của ta luôn luôn công và tư rõ ràng, ta đối tập đoàn không có bất kỳ cái gì bất mãn, không phải ta đã sớm đập cái mông đi, làm gì ở chỗ này hao tâm tổn trí cho các ngươi phục vụ. Đường Kinh Luân nói, riêng ta thì thưởng thức ngươi cái này thẳng tính tình, có lời gì gọn gàng dứt khoát, không dịch cất giấu, người phương này bột so Triệu Phi Dương làm người thống khoái. Hứa Thuần Lương cười nói, Đường Tổng, lời này nếu để cho Triệu Viện nghe được không được cho ta tiểu hài xuyên. Đường Kinh Luân bao một biếm một rõ ràng lại xúi dục chi ngại, chơi sáo lộ cũng muốn phân rõ đối tượng, Hứa Thuần Lương đối Đường Kinh Luân hay là vô cùng cảnh giác, con hàng này tới mục đích đến tột cùng là cái gì? Khảo sát, cái này phá bệnh viện đều khảo sát 800 trở về, cũng không gặp thi ra hoa gì tới. Cùng mình kết giao tình, tốt như chính mình trước mắt cấp bậc địa vị người ta còn không đến mức. Đường Kinh Luân cười tủm tỉm nói, liền ngươi hai chân này, dạng gì tiểu hài có thể vây khốn ngươi? Hứa Thuần Lương phát hiện mình đối Đường Kinh Luân một mực không ăn ý, hắn lại là cái người biết chuyện, kính Đường Kinh Luân một chén rượu nói, Đường Tổng, ta cùng ngài chất tử sự tình ngài hẳn là rõ ràng ha. Đường Kinh Luân lắc đầu nói, hắn cũng không phải ta con ruột, ta không quan tâm. Lời này tương đương trực tiếp biểu lộ, người một mực đánh, không phải ta con ruột, ta không có chút nào đau lòng. Miệng. Hứa Thuần Lương nói, Đường Tổng cũng là công và tư rõ ràng người a. Hai người ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, đồng thời nở nụ cười, kỳ thật hai người thông minh nói chuyện dùng không lấy quanh co lòng vòng, nhất là bọn hắn tại một ít quan điểm bên trên đạt thành ăn ý thời điểm. Hứa Thuần Lương không thích Đường Thiên Nhất, Đường Kinh Luân cũng không thích, trong mắt hắn cái kia chất tử chính là cái đuôi ngựa sách đậu hũ sách không dậy nổi bại hoại mặt hàng, đại ca còn trăm phương ngàn kế muốn đem Hoa Niên tập đoàn lưu cho hắn, không phải muốn đem điểm ấy ra nghiệp bại sạch sẽ mới cam tâm sao. Đường Kinh Luân nói, Hoa Niên tập đoàn tiến quân lớn khỏe mạnh sản nghiệp là ta sớm nhất nói ra, ta ở phương diện này tốn hao tinh lực làm một phen bài tập. Hứa Thuần Lương nghe được hắn tiếc nuối, Đường Kinh Luân loại tốt cây ăn quả, đến nên hái quả đào thời điểm ngược lại bị đại ca hắn Đường Kinh Vĩ đoạt đi thành quả, cái này không chỉ là bởi vì Đường Kinh Vĩ thích việc lớn hám công to, cũng bởi vì Đường Kinh Vĩ hai năm này tại trong tập đoàn bộ phong bình không tốt, hắn cũng gấp cần công trạng đến củng cố tự thân lãnh đạo địa vị. Tiến quân lớn khỏe mạnh sản nghiệp không thể nghi ngờ là có thể nhất phản chiếu chiến lược ánh mắt quyết đoán. Trên thực tế lần này truyền hình thu được nội bộ tập đoàn rộng khắp tán thành, cũng đã nhận được thành viên hội đồng quản trị phổ biến ủng hộ, Hoa Niên cổ phiếu cũng rốt cục ngừng lại ngã thế. Hứa Thuần Lương nói, Hồ Sơn trấn chính phủ không có tốt như vậy lắc lư, quy hoạch đến cho dù tốt, công trình không rơi xuống đất người ta cũng cho rằng ta nhóm là đang vẽ bánh, bọn hắn đem bệnh viện quyền tài sản giao cho chúng ta là có kèm theo điều kiện. Một là không thể tùy tiện thay đổi thổ sử dụng tính chất, hai là chúng ta muốn tại trong vòng 2 năm khởi động hạng mục, nói câu không sợ đắc tội người, Viên Bội Cường phó viện trưởng tìm Đại Hằng Phương gặp mặt nói chuyện lấy dễ hơn là một bước cờ dở. Đường Kinh Luân gật đầu nói, ta cũng thấy như vậy, khuyết thiếu lâu dài ánh mắt, còn có tay không bắt sói chi ngại. Sau đến mới biết được Đại Hằng lợi dụng sự kiện kia phản bày bọn hắn một đạo, khiến cho Hồ Sơn trấn chính phủ đối Hoa Niên tập đoàn sinh ra thật không tốt cách nhìn. Hoa Niên tập đoàn có phải hay không không có tiền? Đường Kinh Luân nói, công ty hai năm này thật có chút khó khăn, nhưng là kiến thiết dưỡng lão bệnh viện tài chính vẫn là không có gì hỏi đề, chủ yếu là nội bộ công ty đối với chuyện này ý kiến cũng không thống nhất,
hơn phân nửa đều cho rằng tại chữa bệnh hạng mục bên trên đầu nhập quá nhiều, nghĩ xem trước một chút cái khác hai cái hạng mục tình huống lại nói, đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách là đầu tư tối kỵ. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ vẫn là thiếu tiền, thật không thiếu tiền, kiến thiết dưỡng lão bệnh viện cái này ba dưa hai táo còn xoắn suýt cái gì kinh. Hắn cho Đường Kinh Luân rót chén rượu nói, cá nhân ngài đối dưỡng lão bệnh viện hạng mục thấy thế nào? Đường Kinh Luân nói, ta vẫn luôn cảm thấy chữa bệnh dưỡng lão rất có triển vọng, hôm nay thực địa khảo sát qua về sau, cái nhìn của ta có thay đổi. Hứa Thuần Lương nháy nháy mắt, chẳng lẽ Đường Kinh Luân đối Nguy Sơn đảo ấn tượng không tốt? Cũng từ bỏ kiến thiết dưỡng lão bệnh viện dự định, nếu như không xây cất, như vậy trước đó tất cả cố gắng tương đương nước chảy về biển đông, đương nhiên được chịu tổn thất lớn nhất tuyệt không phải mình, cuối cùng sẽ có một ngày Hoa Niên tập đoàn sẽ vì bọn họ quyết định ngu xuẩn trả giá đắt. Đường Kinh Luân nói, ta cho rằng kiến thiết dưỡng lão bệnh viện đã cấp bách, nếu như chúng ta kéo dài thêm, liền sẽ đánh mất tiên cơ. Hắn nói đến cũng không phải rượu nói, tại trước khi tới đây, Đường Kinh Luân liền trải qua một phen chu đáo điều tra nghiên cứu, khảo sát Đông Châu trước mắt dưỡng lão cơ cấu tình trạng, thậm chí nghiên cứu Đại Hằng tập đoàn suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn. Nói lên cái này suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn căn bản chính là đang đánh dưỡng lão khái niệm gần cầu, trên bản chất vẫn là vì mua nhà tử. Nói đến Đại Hằng tập đoàn vẫn là từ bọn hắn nơi này đạt được dẫn dắt, nếu như bọn hắn dưỡng lão bệnh viện không có xây thành, để Đại Hằng tập đoàn loại này ngụy dưỡng lão nghiệp thái đại hành kỳ đạo, chẳng phải là mang ý nghĩa kém tệ khu trục lương tệ. Bọn hắn sáng ý tiện nghi người khác. Lần này Đông Châu chuyến đi, để Đường Kinh Luân kiên định ý nghĩ của hắn, hắn muốn cải biến Hoa Niên tập đoàn xu hướng suy tàn, hắn muốn được đến tập đoàn quyền khống chế, ít nhất phải cầm tới lớn khỏe mạnh lĩnh vực quyền khống chế. Đại ca bảo thủ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tập đoàn phát triển. Đường Thiên Nhất đưa ra 999 đóa hoa hồng tại đài truyền hình đưa tới oanh động, nhưng là Tô Tình không chút do dự lựa chọn cự thu. Đường Thiên Nhất tặc tâm bất tử, nghĩ trăm phương ngàn kế nghe được Tô Tình địa chỉ, chuyên môn đi cửa tiểu khu đợi nàng, con hàng này truy cầu nữ hải tử chưa hề đều là tiền tài mở đường tăng thêm quấn quýt chặt lấy, kinh nghiệm của dĩ vãng chứng minh, dạng này xáo lộ trên cơ bản đều có thể giải quyết. Tô Tình phiền muộn không thôi, làm rõ ràng thân phận của người này về sau, mới biết được hắn chính là bị Hứa Thuần Lương đánh qua hai lần Đường Thiên Nhất, sáng sớm lúc làm việc, lại nhìn thấy tự cho là phong lưu Đường Thiên Nhất cầm một bó hoa hồng đứng ở đơn vị cổng, khiến cho rất nhiều người đều chỉ trỏ. Nhìn thấy Tô Tình, Đường Thiên Nhất nện bước tự cho là tiêu sái bộ pháp hướng nàng đi đến, tướng kia bó hoa hồng đưa cho Tô Tình, đưa cho ngươi. Tô Tình căn bản không có tiếp thu ý tứ, ta không biết ngươi. Làm phiền ngươi về sau đừng đến, nơi này là đơn vị làm việc, ngươi làm như vậy ảnh hưởng không tốt. Đường Thiên Nhất cười nói, có thể a, chúng ta có thể hẹn lấy dạo phố ăn cơm. Hắn nhìn thoáng qua Tô Tình sắc tay, phổ phổ thông thông hưu, lấy Tô Tình điều kiện hẳn là phối càng xa hoa lần túi sách. Hắn vẫy vẫy tay, lái xe tướng trước đó chuẩn bị kỹ càng một cái quà tặng túi đưa tới, đây là Đường Thiên Nhất chuẩn bị xong Hermes kiểu mới sắc tay. Tô Tình nhíu mày, có ý tứ gì? Tặng ngươi lễ vật, Hermes sắc tay, nhìn xem có thích hay không. Ngươi có bị bệnh không? Ta cũng không nhận ra ngươi, dựa vào cái gì tiếp nhận lễ vật của ngươi. Tô Tình muốn đi, lại bị Đường Thiên Nhất cản lại đường đi, một lần sinh hai hồi thục, về sau chẳng phải quen biết, ta gọi Đường Thiên Nhất, ngươi chưa nghe nói qua ta, cũng hẳn nghe nói qua Hoa Niên tập đoàn. Tô Tình lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Đường Thiên Nhất nói, Gia Niên Bách Hóa Tổng nghe nói qua chứ, nhà ta. Ngữ khí của hắn đầy đắc ý, gia đình của hắn xuất thân để hắn bản thân cảm giác cực kỳ tốt đẹp. Tô Tình thật sự là chịu đủ loại này tự cho mình siêu phàm phú nhị đại, ta đối với ngươi cùng gia đình của ngươi bối cảnh không có bất kỳ cái gì hứng thú, xin ngươi đừng quấy nhiễu công việc của ta cùng sinh hoạt, không phải, ta gọi bảo an. Đường Thiên Nhất cười đùa tí từng nói, kết giao bằng hữu nha, ta không có ác ý. Ta có bạn trai, ngươi không muốn dây dưa ta, không phải hắn sẽ rất không cao hứng. Vậy liền công bằng cạnh tranh đi, hôm nào giới thiệu bạn trai ngươi cho ta biết. Đường Thiên Nhất ra mặt cũng đủ dày, như thế phiêu sáng nữ hài tử không có khả năng không có có bạn trai, có cũng không sợ, có ta có tiền sao. Tô Tình gật đầu nói, tốt, ngươi nhận biết, hắn gọi Hứa Thuần Lương. Cái gì? Đường Thiên Nhất mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tô Tình lấy điện thoại cầm tay ra nói, có muốn hay không ta gọi điện thoại cho hắn, để hắn tới cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Đường Thiên Nhất gạt ra một cái cứng ngắc tiếu dung, không cần không cần. Hắn cảm giác bắp chân của mình bụng có chút sút gân, lại là Hứa Thuần Lương,
hảo hảo một gốc cải trắng bị heo cho ủi. Tô Tình khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, bước nhanh hướng đơn vị đi đến, lúc này vừa vặn Hứa Thuần Lương gọi điện thoại tới, hỏi thăm nàng phụ thân gần nhất tắm thuốc tình trạng, Tô Tình nói cho hắn biết giống như không có gì cải biến. Hứa Thuần Lương để nàng không cần nóng lòng, Tô Thiên Vũ tình huống thuộc về năm xưa bệnh cũ, cần phải trị liệu một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Tô Tình vốn định tướng Đường Thiên Nhất sự tình nói cho hắn biết, có thể nghĩ nghĩ thôi được rồi. Đường Thiên Nhất vừa nghe được Hứa Thuần Lương là nàng nam bằng hữu tin tức mặt đều dọa trợn nhìn, đoán chừng người này là không còn dám đến dây dưa. Hứa Thuần Lương gọi điện thoại thời điểm tại trấn chính phủ, hắn hôm nay đặc địa bồi tiếp Đường Kinh Luân tới tiếp phó trấn trưởng Tần Chính Dương. Tần Chính Dương hỏi thăm mấy cái tương đối quan tâm vấn đề, Đường Kinh Luân chuyến này câu thông phi thường trọng yếu, Tần Chính Dương là cái tương đương vụ thật lãnh đạo, tại Đường Kinh Luân hướng Tần Chính Dương làm ra mau chóng khởi công sau cam đoan về sau, Tần Chính Dương cũng làm ra tỏ thái độ, hắn cái người hay là càng ủng hộ dưỡng lão bệnh viện hạng mục. Bệnh viện là nguy sơn đảo không thể thiếu nguyên bộ công trình, căn cứ Mai Trấn Trưởng nói lên bảo vệ môi trường phát triển lý niệm, chế tạo hạnh phúc chi đảo trường thọ chi đảo. Buổi sáng nói chuyện trên tổng thể là phi thường vui sướng, Đường Kinh Luân cùng Tần Chính Dương gặp mặt về sau, lập tức đường về, Hứa Thuần Lương đem hắn đưa đến bến tàu, Đường Kinh Luân nói cho Hứa Thuần Lương, hắn đến ở trên đảo khảo sát sự tình có thể nói cho Triệu Phi Dương, nhưng là không muốn đàm đến quá cụ thể. Ngắm cảnh đường quy hoạch vấn đề, rất có thể là trấn chính phủ thả ra bom khói, mục đích đúng là để bọn hắn khẩn trương, nhưng lấy hiểu thành tâm lý tạo áp lực. Miệng. Tần Chính Dương cũng đáp ứng tạm thời sẽ không cưỡng ép thúc đẩy chỉnh đốn và cải cách, Đường Kinh Luân cũng đáp ứng chậm nhất trong nửa tháng sẽ có cụ thể phương án ra sân khấu. Hứa Thuần Lương cảm thấy Đường Kinh Luân hẳn là sẽ có hành động, luôn cảm thấy Hoa Niên tập đoàn sẽ có lớn chuyện phát sinh, hắn cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại, báo cáo Đường Kinh Luân khảo sát sự tình, cũng dựa theo Đường Kinh Luân phân phó cũng không có nói quá kỹ càng. Hứa Thuần Lương đã nhìn ra. Hoa Niên tập đoàn cái này hai huynh đệ tại kinh doanh mạch suy nghĩ bên trên đã xuất hiện nghiêm trọng khác nhau, ấn chiếu Đường Kinh Luân thuyết pháp, sớm nhất đề nghị tiến quân lớn khỏe mạnh là hắn, nhưng là tại sự tình làm thành về sau, Đường Kinh Vĩ chiếm trước công lao. Đường Kinh Vĩ chẳng những tướng Đường Kinh Luân đá ra khỏi cục, mà lại cùng nhau đá đi tại lớn khỏe mạnh hạng mục bên trên lập xuống công lao hãn mã Đoạn Viễn Hồng cùng Đồng Trường Hạo, hiện tại Đường Kinh Vĩ trọng dụng hai người, một cái là Viên Bội Cường. Một cái là Triệu Phi Dương, hai người này chi ở giữa cũng là tương hỗ ngăn được quan hệ. Đường Kinh Luân hiển nhiên là không cam lòng, nhưng là hắn tại Hoa Niên nội bộ tập đoàn lực ảnh hưởng còn chưa đủ, đủ loại dấu hiệu cho thấy, mình cũng trở thành Đường Kinh Vĩ lôi kéo đối tượng một trong. Miệng, Hứa Thuần Lương đối Đường Kinh Luân ôm ngắm nhìn thái độ, hy vọng Đường Kinh Luân có thể có chỗ làm nhưng là đối với người này lòng tin cũng không phải quá lớn. Triệu Phi Dương cũng biết Đường Kinh Vĩ hai người huynh đệ không hề giống mặt ngoài nhìn qua như vậy hòa thuận, vô luận hắn thừa nhận hay không, hắn hiện tại cũng đã ở vào Đường Kinh Vĩ trong trận doanh, Đường Kinh Vĩ người này lòng nghi ngờ rất nặng, mặc dù đối với hắn ủy thác trách nhiệm, nhưng cùng lúc còn cần Viên Bội Cường đến ngăn được quyền lực của hắn. Triệu Phi Dương vốn cho rằng cải chế về sau, cá nhân hắn quyền lực sẽ tóe một bước tăng cường, nhưng thực sự trở thành hiện thực về sau phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hoa Niên tập đoàn nguy cơ đến phi thường đột nhiên, lần này nguy cơ cũng không phải là đến từ nội bộ tập đoàn, mà là tới từ ngành giải trí. Một vị hàng hai nữ tinh Trịnh Đồng bị tuôn ra bí mật tại Bắc Mỹ chưa lập gia đình sinh con tin tức, lúc đầu lấy nàng cả vị coi như sinh hạ con riêng cũng không nổi lên được quá lớn sóng gió, nhưng là có phóng viên đập tới Hoa Niên tập đoàn tổng giám đốc Đường Kinh Vĩ tại Trịnh Đồng sản xuất cùng ngày bí mật xuất nhập bệnh viện, cùng lúc đó còn bới ra hai người trước đó nhiều lần cộng đồng ra vào sòng bạc ảnh chụp. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cái tin tức này cấp tốc xông lên nóng lục soát, tới đối ứng phải là Hoa Niên tập đoàn cùng Gia Niên Bách Hóa giá cổ phiếu song song ngã xuống. Hoa Niên tập đoàn cấp tốc đối cái tin tức này tiến hành làm sáng tỏ, tuyên bố Đường Kinh Vĩ cùng Trịnh Đồng cũng không bất kỳ quan hệ gì, tập đoàn có quyền truy cứu những cái kia tung tin đồn nhảm sinh sự người trách nhiệm quyền lực. Đầu này tuyên bố cũng không khởi đến bất kỳ tác dụng gì, vạch trần người ngay sau đó lại ném ra mấy đầu mãnh liệu. Đều là Đường Kinh Vĩ tại ngoại cảnh đánh bạc ảnh chụp. Đường Kinh Vĩ tại bê bối tuôn ra về sau, cấp tốc quay trở về trong nước, dựa vào bản ý của hắn đang còn muốn nước ngoài tránh đầu gió lại nói, nhưng là cái này khởi sự kiện đã khiến cho công ty đồng sự nghiêm trọng bất mãn, Đường Kinh Vĩ nhất định phải tự mình tổ chức ban giám đốc làm ra giải thích. Đường Kinh Vĩ trở lại Nam Giang về sau, cái thứ nhất gặp người chính là đệ đệ của hắn Đường Kinh Luân, Đường Kinh Vĩ hoài nghi chuyện này cùng đệ đệ có quan hệ.
mặc dù hắn cũng không xác thực chứng cứ, nhưng là hắn vẫn luôn rõ ràng đệ đệ nghĩ muốn thay vào đó dã tâm. Nhất định là bày ra đã lâu, vừa vặn chọn lựa mình xuất ngoại thời điểm tướng những này bê bối tuôn ra, Đường Kinh Vĩ đã dự liệu được ngày mai ban giám đốc bên trên mình tướng đối diện thành viên hội đồng quản trị hợp nhau tấn công tràng diện, làm không tốt sẽ buộc hắn tự nhận lỗi từ chức. Đường Kinh Vĩ rất ít chủ động đi đệ đệ nhà, trên cơ bản đều là đệ đệ tới gặp hắn, hắn thậm chí quên đi lần trước đến đệ đệ trong nhà là lúc nào. Đi vào Đường Kinh Luân trong nhà thời điểm, Đường Kinh Luân đã bày xong cờ, mỉm cười hướng Đường Kinh Vĩ nói, đại ca, tiếp theo. Đường Kinh Vĩ sớm đã không còn xuống cờ hứng thú, nhìn lướt qua bàn cờ, phát hiện đây là tàn cuộc, hắn lập tức minh bạch đệ đệ ý tứ, đè nén lửa giận trong lòng nói, ta đối thu thập tàn cuộc không có hứng thú. Đường Kinh Luân ý vị thâm trường nói, đại ca không cần quan tâm, hết thảy giao cho ta chính là. Đường Kinh Vĩ tại hắn ngồi đối diện xuống tới, nhìn qua hai mắt của hắn, phải ngươi hay không? Đường Kinh Luân hỏi ngược lại, đối ta có thể có chỗ tốt gì? Ngươi vẫn luôn muốn thay thế ta có đúng hay không? Đường Kinh Luân nở nụ cười, giống chúng ta thân phận như vậy, chơi đùa nữ minh tinh, sinh cái con riêng còn không đến mức ảnh hưởng giá cổ phiếu, ngươi khả năng không có lưu ý hai ngày này thị trường hành tình. Hôm qua trời mặc dù ngã, nhưng là hôm nay bắn ngược cường độ rất lớn. Đường Kinh Vĩ nói, người sớm liền hẳn phải biết hoa niên tính bền dẻo, tiểu phong tiểu lãng ta gặp nhiều. Đường Kinh Luân nói, thành viên hội đồng quản trị khẳng định phải để ngươi đối với chuyện này có cái thái độ. Ngươi cảm thấy ta hẳn là có thái độ gì? Muốn hay không đem ngươi tại cấp 2 trên thị trường sở tác sở vi đặt ở ban giám đốc bên trên nói chuyện? Đường Kinh Luân xem thường nói. Ngươi thật đúng là giỏi về quân pháp bất vị thân. Cũng vậy. Đường Kinh Luân nói, ngươi luôn luôn không thích nhìn thế cuộc. Hắn vê lên bạch tử trên bàn cờ rơi xuống, ý vị thâm trường nói, lão ba khi còn sống, thường xuyên nói ta trời sinh tính không quả quyết, không làm được đại sự. Đường Kinh Vĩ nói, nếu là hắn dưới suối vàng có biết hẳn phải biết mình nhìn lầm. Lão nhị tâm đủ hung ác, đối chính mình cái này thân đại ca đều hạ thủ được. Hắn còn có biết hay không lão tổ tông đế chữ là vật gì? Vô sỉ. Biết con không khác ngoài cha, hắn không nhìn lầm, ta nếu là quả quyết một điểm, tâm ngoan một điểm, người có thể sẽ không có đường lui. Đường Kinh Luân lại rơi xuống một từ. Đường Kinh Vĩ nói, cờ hạ đến mặc dù rất là khéo, nhưng là chưa hẳn có thể đạt tới người muốn hiệu quả, kia chuyện của nữ nhân đối ta lực sát thương không có lớn như vậy. Đường Kinh Luân nói, người đại khái quên mình là thông qua ai nhận biết Trịnh Đồng. Đường Kinh Vĩ mím môi. Đường Kinh Luân nói, có chuyện ngươi đại khái không biết, 3 năm trước đây Thiên Nhất liền nhận biết nàng. Đường Kinh Vĩ sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Đường Kinh Luân nói, nếu như cái này năm xưa chuyện cũ cũng bị lật ra đến, chỉ sợ Đường ra mặt mũi liền nhìn không được rồi. Ngươi muốn như thế nào? 2 năm trước Hoa Niên tập đoàn bố cục hải ngoại, thành viên hội đồng quản trị đều nói ngươi thích việc lớn hám công to. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết ngươi kỳ thật là có khác tính toán, một mua một bán, tập đoàn hao tổn mấy chục ức, nhưng cá nhân ngươi cũng không bị tổn thất quá lớn. Đường Kinh Vĩ cả giận nói, ta là người thân đại ca ngươi vậy mà vụng trộm cha ta. Ta chẳng những là đệ đệ ngươi, ta còn là công ty trọng yếu cổ đông một trong, ngươi hành xử quyền quyết định thời điểm, có hay không nghĩ tới ta là đệ đệ ngươi, có suy nghĩ hay không qua ích lợi của ta. Công ty được chịu tổn thất, cũng có ta một phần. Là ai tại tích cực khai thác lớn khỏe mạnh thị trường? Ngươi lòng quá tham. Đường Kinh Vĩ gật đầu nói, ta liền biết là ngươi, kia có như thế nào? Ngươi vặn ngã ta, liền có thể bảo chứng ngươi lợi ích. Tại tất cả cổ đông trong mắt, ích lợi của chúng ta là một thể, ta nếu là đổ, ngươi cũng không có khả năng thượng vị. Ngốc không ngốc a, thủ túc tương tàn, khiến người khác chế giễu. Đường Kinh Luân nói, ta có thể giúp ngươi bảo trụ trưởng môn của ngươi người thân phận. Nhưng là ngươi muốn đem công ty quyền lãnh đạo giao cho ta. Đường Kinh Vĩ giận quá thành cười, không có chút nào che giấu, vong ân phụ nghĩa đồ vật, còn nhớ hay không phải là ai mang ngươi ra đến đánh thiên hạ. Đường Kinh Luân nói, ngươi già rồi, muốn cho Hoa Niên tập đoàn tiếp tục tại chúng ta Đường ra trong tay vận hành xuống dưới, ngươi liền muốn biết thời vụ, đại ca, ta không muốn ngươi hủy Hoa Niên. Đường Kinh Vĩ cắn răng cười. Đường Kinh Luân nói, ta biết ngươi muốn đem sự nghiệp giao cho Thiên Nhất. Ngươi so với ai khác đều rõ ràng hắn không phải làm ăn liệu, cũng nói đúng là ngươi tình nguyện hủy Hoa Niên cũng không muốn giao cho ta. Ngươi xứng sao, Hoa Niên tập đoàn là ta một tay sáng lập, ta dựa vào cái gì nhất định phải giao cho ngươi. Đường Kinh Luân mỉm cười nói, bởi vì ngươi bây giờ đã không có lựa chọn.
Hứa Thuần Lương chậm chậm phun ra một ngụm như giải lụa bạch khí, quanh thân hài cốt khớp nối, chủ ba rung động, tại trong đêm yên tĩnh hết sức tươi sáng, như là pháo từng tiếng. Mặc dù từ Tiết An Lương tay ở bên trong lấy được cũng không phải là thiên dưỡng thiên toàn bộ, nhưng là bộ phận này đã đủ để cho hắn tu phục kinh mạch bị tổn thương, kinh mạch chữa trị về sau, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể lại tu luyện từ đầu ngày xưa võ công, mặc dù tiến cảnh không đạt được tiên thiên cảnh tiến triển cực nhanh, so đi lên cũng tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần, dạng này tu luyện, không cần quá lâu lúc ở giữa liền có thể đương thời vô địch. Mỗi trong phòng không có mở đèn, Hứa Thuần Lương y nguyên thấy rất rõ ràng, thân thể của hắn cơ năng chính đang nhanh chóng khôi phục. Thiên dưỡng thiên thượng thiên nặng tại chữa trị, nói một cách đơn giản có thể chữa trị kinh mạch thiếu hụt, luyện khí như trị thủy, Hứa Thuần Lương hiện tại làm sự tình chính là tướng đường sông thanh lý một lần, nhưng là còn không cách nào cải biến đường sông hướng đi, nếu như có thể đạt được thiên dưỡng thiên hạ thiên, như vậy thì như cùng ở tại thể nội mở lại đường sông, cải biến đi hướng, đây mới thực sự là dịch kinh tẩy tủy tái tạo tiên thiên, đột phá trước mắt thân thể cơ năng cực hạn. Tại hắn hoàn thành thân thể kinh mạch chữa trị về sau, liền có thể nhặt lại thông thiên bảo điển tu luyện, lấy trước mắt thân thể điều kiện đột phá tam trọng cảnh cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng là muốn lại hướng lên tiếp tục đột phá, nhất định phải dịch kinh tẩy tủy, tái tạo tiên thiên. Hứa Thuần Lương đối võ công tu luyện đã không có mãnh liệt như vậy nguyện vọng, cái này cùng đương thời võ học suy vi có nhất định quan hệ, vô địch luôn luôn tịch mịch, một người có mục tiêu thời điểm mới có động lực, năm đó hắn vẫn là ngũ độc giáo chủ thời điểm. Vì đề phòng cái gọi là chính phái nhân sĩ vây quét, còn muốn đề phòng bản giáo những cái kia dụng ý khó dò thủ hạ. Trong ngoài đều khốn đốn, nhất định phải có được cường đại vũ lực mới có thể để cho địch nhân thần phục, Hứa Thuần Lương chỉ có thể không ngừng tu luyện cùng tăng lên mình, lúc ấy phía trước hắn vắt ngang lấy không ít chờ đợi hắn siêu việt cao thủ. Mà bây giờ võ học địa vị rớt xuống ngàn trượng, đương thời cao thủ hơn phân nửa đều là lừa đời lấy tiếng lừa đảo. Vũ khí trang bị phát triển để tu luyện trở nên đã không có trọng yếu như vậy, cho dù là liên thành thông thiên bảo điển cửu trọng cảnh, cũng chống cự không nổi một viên hạt nhân uy lực. Trời tờ mờ sáng, Hứa Thuần Lương liền nhận được thông chi, để hắn buổi chiều về bệnh viện bản bộ họp, ghi chú dính đến trọng yếu thay đổi nhân sự. Hứa Thuần Lương nguyên bản liền định hôm nay trở về Đông Châu, chủ yếu là đáp ứng muốn giúp Tô Thiên Vũ tái khám. Hiện tại phân viện vận hành bình thường, bởi vì tiền lương bình thường cấp cho. Cho nên nhân viên y tế cũng đều an tâm, tường vây chỉnh đốn sự tình tại đường Kinh Luân cùng phó trấn trưởng Tần Chính Dương gặp mặt về sau tạm thời gác lại. Hứa Thuần Lương cùng Đàm Hải Yến cùng một chỗ trở về, trên đường Đàm Hải Yến cho rằng, người trọng yếu biến cố động khẳng định là bệnh viện cao tầng, ít nhất là cái phó viện trưởng cấp bậc. Hứa Thuần Lương đối Trường Hưng thay đổi nhân sự không có hứng thú quá lớn, chỉ cần Triệu Phi Dương cùng Cao Tân Hoa không thay đổi, Trường Hưng liền còn là đã đi qua Trường Hưng. Hiện tại Trường Hưng phó viện trưởng một đoàn, nhưng phàm là dẫn vào tiến sĩ sinh trên cơ bản đều cho phủ lên một cái phó viện trưởng danh hiệu, vinh dự tính chất quá nhiều ý nghĩa thực tế, ngoại trừ Tần Quốc Lương bên ngoài, những người khác trên cơ bản không có thực chất tính quyền lực. Cải chế về sau, Triệu Phi Dương lại thiết lập rất nhiều viện trưởng trợ lý chức vị, tóe một bước phân mỏng phó viện trưởng quyền lực. Nhanh đến Trường Hưng bệnh viện thời điểm, Hứa Thuần Lương nhận được đường Kinh Luân tin tức, mời hắn ban đêm cùng nhau ăn cơm. Để hắn vụ tất yếu nhín chút thời gian có mặt. Hứa Thuần Lương không nghĩ tới đường Kinh Luân nhanh như vậy lại tới Đông Châu, chẳng lẽ lần này thay đổi nhân sự cùng hắn có quan hệ. Hứa Thuần Lương cùng Đàm Hải Yến tới xem như tương đối trễ, bọn hắn ngồi ở xếp sau. Vừa tọa hạ không lâu, viện lãnh đạo lần lượt leo lên đài chủ tịch, viện trưởng Triệu Phi Dương sau khi ngồi xuống cùng Cao Tân Hoa hàn huyên vài câu, mấy vị lãnh đạo chủ yếu bên trong cũng không nhìn thấy phó viện trưởng Viên Bội Cường thân ảnh. Một lát sau, bọn hắn nhìn thấy Hoa Niên tập đoàn phó tổng Đoàn Viễn Hồng cùng đi qua Hoa Niên lớn khỏe mạnh sự nghiệp bộ người phụ trách Đồng Trường Hạo cùng đi ra. Triệu Phi Dương cùng Cao Tân Hoa đứng dậy đón lấy. Hai người kia đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng xuất hiện tại Trường Hưng Bệnh viện, nhìn thấy bọn hắn, mọi người bắt đầu có chút minh trợn nhìn, đoán chừng Viên Bội Cường được điều chỉnh. Triệu Phi Dương chủ trì hội nghị, hắn phát biểu vẫn là kiểu cũ, tổng kết gần đây bệnh viện công việc. Cùng năm ngoái cùng thời kỳ tiến hành so sánh, chứng minh Trường Hưng cải chế đến nay lấy được thật sự tiến bộ, thuận tiện vẽ tiếp cái bánh nướng. Bệnh viện nhân viên đối Triệu Phi Dương sáo lộ đều đã hết sức quen thuộc, hôm nay chú ý điểm cũng không tại Triệu Phi Dương trên thân. Rốt cục đợi đến Đoạn Viễn Hồng lên tiếng, nghe Triệu Phi Dương giới thiệu, Đoạn Viễn Hồng thân phận cũng không có thay đổi, vẫn đảm nhiệm Hoa Niên tập đoàn phó tổng. Đoạn Viễn Hồng nói, ta hôm nay đại biểu Hoa Niên tập đoàn tới tham gia Trường Hưng lần này hội nghị,
Trường Hưng cùng Hoa Niên đã là một người nhà, mọi người không phân khác biệt, cho nên Hoa Niên tập đoàn nội bộ biến động cũng nên hướng mọi người tuyên bố. Có thể lên làm tập đoàn phó tổng người vẫn còn có chút trình độ, Đoạn Viễn Hồng toàn bộ hành trình viết xong, khẩu tài nhất lưu, hắn đầu tiên thông báo Hoa Niên tập đoàn một hạng trọng yếu thay đổi nhân sự, trải qua công ty ban giám đốc quyết định, miễn trừ Đường Kinh Luân tập đoàn chức vị, ngay trong ngày khởi từ Đường Kinh Luân đảm nhiệm Hoa Niên tập đoàn CEO chức. Thành lập Hoa Niên lớn khỏe mạnh, kỳ thật Hoa Niên lớn khỏe mạnh khái niệm đã sớm tồn tại, nhưng là lần này là lần đầu tiên minh xác, từ hôm nay bắt đầu, Hoa Niên lớn khỏe mạnh lên cao trở thành cùng Hoa Niên điện tử, gia niên bách hóa ngang nhau địa vị trọng yếu. Hoa Niên lớn khỏe mạnh người tổng phụ trách từ Đường Kinh Luân tự mình đảm nhiệm, thứ nhất Phó Tổng Triệu Phi Dương, Phó Tổng Đồng Trường Hạo. Mới thành lập Hoa Niên lớn khỏe mạnh chủ yếu chia hai bộ phận, một là Hoa Niên chữa bệnh, từ Triệu Phi Dương phụ trách, hai là Hoa Niên khỏe mạnh, cái này một bộ cửa từ Đồng Trường Hạo phân công quản lý. Nguyễn Đi Viên bội cường nguyên Trường Hưng Phó Viện trưởng chức vị, xính nhiệm Đồng Trường Hạo là Trường Hưng Phó Viện trưởng, mới xính nhiệm 5 tên viện trưởng trợ lý. Những này tân nhiệm chức nhân viên hơn phân nửa đều là Hoa Niên tập đoàn dẫn vào quản lý nhân tài, chỉ có một cái Trường Hưng bệnh viện rộng là người biết danh tự. Đoạn Viễn Hồng thanh thanh sở sở tuyên bố, xính nhiệm Hứa Thuần Lương đồng chí là Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện Chu Hoài Kiến lập chỗ chủ nhiệm, Trường Hưng bệnh viện viện trưởng trợ lý. Hứa Thuần Lương lúc đầu chính ngồi ở hàng sau nhắm mắt dưỡng thần, nghe được điểm tên của mình mới mở ra hai mắt, hắn căn bản không có nghĩ đến lần này thay đổi nhân sự có thể mang kèm theo mình, viện trưởng trợ lý. Xây dựng cơ bản chỗ chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương không phải không làm qua viện trưởng trợ lý. Triệu Phi Dương đi qua liền cho hắn hỏa quá lớn bánh, vì giải quyết nguy sơn đảo bệnh viện quyền tài sản, cho hắn một cái đặc biệt trợ lý xưng hào, nhưng món đồ kia hữu danh vô thực, Hứa Thuần Lương mò được thực chỗ chính là hưởng thụ phó khoa cấp đãi ngộ, hắn từ không cho rằng là Triệu Phi Dương đối với mình hậu ái, chớ nhìn hắn giờ làm việc không dài, thế nhưng là hắn đối Trường Hưng cống hiến vượt xa hắn đạt được hồi báo. Hiện tại là viện tuần sẽ lên từ Hoa Niên tập đoàn chính thức tuyên bố. Hoa Niên tập đoàn xính nhiệm viện trưởng trợ lý là hưởng thụ cùng phó viện trưởng ngang nhau đãi ngộ, là cầm lương một năm, liền lấy bảo vệ khoa trưởng tại Vệ Đông làm thí dụ, hắn lên làm viện trưởng trợ lý về sau hàng năm cũng có 20 vạn đích lương hàng năm. Mọi người đối viện trưởng trợ lý xưng hô cũng là nào đó viện trưởng, nói cách khác Hứa Thuần Lương lần này trực tiếp liền tiến vào viện lãnh đạo giai tầng, cái này tại Trường Hưng trong lịch sử vẫn là đầu một cái. Tất cả mọi người lưu ý đến cái này một vô cùng trọng yếu nhân sự biến hóa, cùng viện trưởng trợ lý so sánh, Hứa Thuần Lương một cái khác bổ nhiệm mới là trọng điểm từng cái Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện Chu Hoài Kiến lập chỗ chủ nhiệm. Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện ở nơi nào? Hiện trường họp hơn phân nửa đều chưa nghe nói qua, đừng nói bọn hắn, liền liền Triệu Phi Dương cũng chưa nghe nói qua. Bởi vì cái này danh tự là lần đầu tiên bị phơi bày ra nhắc lên, từ khi biết được Viên Bội Cường bị miễn chức, Triệu Phi Dương liền ý thức được Hoa Niên cao tầng nội bộ phát sinh biến động, cái này một loạt biến động phía sau khẳng định cùng Tổng Giám đốc Đường Kinh Vĩ gần đây tuôn ra bê bối có quan hệ. Mặt ngoài Đường Kinh Vĩ chủ tịch thân phận chưa biến, nhưng là công ty cao từng phát sinh biến hóa trong đó lớn nhất cải biến phải kể tới CEO bổ nhiệm, mang ý nghĩa Đường Kinh Luân một phái tại Hoa Niên nội bộ đấu tranh bên trong chiếm được thượng phong. Triệu Phi Dương chức vị ở ngoài mặt cũng thu được tăng lên, nhưng hắn phi thường rõ ràng là minh thăng thực hàng. Thành lập Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện đều không cùng hắn trước đó thông khí. Hoa Niên lớn khỏe mạnh chia tách thành hai bộ phận, mình phụ trách là chữa bệnh, nặng về Trường Hưng Đồng Trường Hạo phụ trách Hoa Niên khỏe mạnh, ở trong đó hàm cái, dưỡng lão, kiểm tra sức khỏe, chữa bệnh mỹ dung. Đi qua Viên Bội Cường mặc dù đại biểu Hoa Niên, nhưng dù sao vẫn là tại mình thống nhất lãnh đạo dưới, hiện tại Đồng Trường Hạo là minh hiển cùng mình minh xác phân công, đào đi lợi nhuận cao phong hiểm nhỏ bộ phận. Triệu Phi Dương tâm tình phi thường phiền muộn, thành lập khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện cho tới nay đều là đề nghị của mình, hiện tại cái này sự tình cuối cùng có manh mối, nhưng là Đường Kinh Luân đem mình bài trừ bên ngoài, Đường Kinh Luân trước mấy ngày đích thân tới Nguy Sơn đảo khảo sát hẳn là liền là vì chuyện này, Hứa Thuần Lương tiểu tử này không có khả năng không biết chút nào. Triệu Phi Dương ánh mắt tại trong hội trường lục soát, rốt cuộc tìm được Hứa Thuần Lương, người này ngồi ở hàng sau nhắm mắt dưỡng thần. Giống như phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, Triệu Phi Dương có loại tao ngộ phản bội cảm giác. Mặc dù hắn cũng biết tồn tại Hứa Thuần Lương trước đó cũng không biết rõ tình hình khả năng, nhưng là loại này bị người bài xích bên ngoài cảm giác mất mát ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình của hắn. Triệu Phi Dương bắt đầu lý giải Cố Hậu Nghĩa năm đó rời trước thất lạc, Đường Kinh Luân tự mình bắt Hoa Niên lớn khỏe mạnh,
đôi này Triệu Phi Dương tuyệt không phải tin tức tốt gì, tại trong mắt của rất nhiều người chính mình là Đường Kinh vĩ người, một triều thiên tử một triều thần, từ xưa lấy đến đều là cái này lệ cũ, Đường Kinh luôn đương nhiên sẽ không trọng dụng đại ca hắn nhìn người tốt. Nhìn thấy Đoạn Viễn Hồng trên đài chậm rãi mà nói, Cao Tân Hoa có chút muốn cười, xí nghiệp tư nhân quyền lực đấu tranh so với thể chế bên trong tới càng thêm đơn giản thô bạo, người phương hát thôi ta đăng tràng, Viên Bội Cường bị miễn căn bản không có bất kỳ điểm báo trước, không dùng đến hai ngày, ai cũng sẽ không nhớ kỹ cái kia quá độ tính nhân vật. Cao Tân Hoa có thể phát giác được Triệu Phi Dương khẩn trương, Đường Kinh Luân an bài như vậy tương đương để vừa mới thành lập không lâu Đông Châu Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn trở thành một chuyện cười. Từ tình huống trước mắt đến xem, Đông Châu Hoa Niên chữa bệnh quản lý có hạn công ty lệ thuộc vào Hoa Niên lớn khỏe mạnh, Triệu Phi Dương mặt ngoài được đề thăng, trở thành Hoa Niên lớn khỏe mạnh phó tổng, nhưng là hắn thực tế quyền lực bị minh xác hạn chế tại chữa bệnh cái này một khối. Thậm chí liền Trường Hưng phân viện Nguy Sơn đảo bệnh viện đều bị từ hắn quản hạt hạ cho vẽ ra ngoài. Cao Tân Hoa trong lòng suy nghĩ một chút, trước mắt đến xem, Hứa Thuần Lương thế mà thành người được lợi. Không biết hắn lúc nào cùng tân nhiệm CEO Đường Kinh Luân leo lên quan hệ. Tiểu tử này thật đúng là năng lực, lúc đầu coi là Hoa Niên tập đoàn nhập chủ Trường Hưng về sau, Hứa Thuần Lương liền lại không ngày nổi danh, thật không nghĩ đến dạng này nghịch thế đều có thể bị hắn giết ra một đầu tươi sáng con đường. Tiểu tử này năng lượng thật sự là vượt qua mình tưởng tượng, không biết về sau còn sẽ mang lại cho mình nhiều ít kinh hỉ. Cao Tân Hoa âm thầm cảm thán, Hứa Thuần Lương nếu là con rể của mình thì tốt biết bao. Đoạn Viễn Hồng tuyên bố xong bổ nhiệm, Trường Hưng tân nhiệm phó viện trưởng Đồng Trường Hạo cũng đi theo nói mấy câu, hắn cũng không phải lần đầu tiên đến đây, tại cải chế trước đó liền đã từng phụ trách tài sản ước định, còn tại Nguy Sơn đảo bị đánh một trận, sắp ký kết thời điểm, lại bị Viên Bội Cường thay thế, phải nói Đồng Trường Hạo chuyện xưa tại Trường Hưng kinh lịch là rất không vui, thậm chí là thống khổ xấu hổ. Hắn cũng nghĩ qua ngựa tốt không ăn đã xong, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Đường Kinh Luân trở thành Hoa Niên CEO. Lớn khỏe mạnh đã bị hắn một mực nắm trong tay, Đường Kinh Luân quyết định muốn tại lớn khỏe mạnh lĩnh vực hảo hảo dày vò một chút, chứng minh năng lực của hắn, đạt được ban giám đốc tán thành. Đồng Trường Hạo làm Đường Kinh Luân yêu đem hiện tại có thể nói là thụ mệnh tại nguy nan thời điểm, là Đường Kinh Luân phân yêu cũng là hắn trách không bên cạnh vay sự tình. Đồng Trường Hạo làm một cái ngắn gọn phát biểu, sau đó tướng quyền nói chuyện truyền lại cho Triệu Phi Dương, Triệu Phi Dương đã không có mở sẽ hào hứng, trực tiếp tuyên bố tan họp. Cũng là nhờ vào đó phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Hứa Thuần Lương ngồi xuống thời điểm vẫn là Nguy Sơn đảo phân viện viện trưởng, đứng lên thời điểm đã trở thành Trường Hưng bệnh viện viện trưởng trợ lý, còn trở thành khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện Chu Hoài Kiến lập chỗ chủ nhiệm. Trước mắt cái này Chu Hoài Kiến lập chỗ còn chỉ có cái danh tự, hắn vị này chủ nhiệm cũng chỉ có thể là cái quang can tư lệnh. Hứa Thuần Lương mở xong sẽ liền tranh thủ thời gian xông ra ngoài, hắn là sợ phiền phức sợ một đám người vây quanh hắn chúc mừng thăng quan phát tài. Hứa Thuần Lương vừa chạy đến dưới lầu, Triệu Phi Dương điện thoại liền đánh tới, để hắn đến phòng làm việc của mình một chuyến. Hứa Thuần Lương thầm than hôm nay là chạy được hòa thượng chạy không được miếu, đoán chừng Triệu Phi Dương hiện tại mới là buồn bực nhất một cái. Hứa Thuần Lương đi phòng làm việc của viện trưởng trên đường gặp tan họp các đồng nghiệp, lần này muốn tránh đều không tránh được, chỉ có thể cười tâu tuét miệng vui tươi hớn hở tiếp nhận người khác chúc mừng. Ngoại liên bộ chủ nhiệm Phan Hoành Vĩ đối diện đem hắn ngăn lại. Nhiệt tình cầm tay của hắn, Hứa chủ nhiệm, chúc mừng a. Kỳ thực hiện tại hô Hứa viện trưởng cũng không đủ, nhưng là nếu như thế hô liền hiển quá mức nịnh bợ, vẫn là gọi Hứa chủ nhiệm, hắn không là vừa được bổ nhiệm làm khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện Chu Hoài Kiến lập chỗ chủ nhiệm nha. Hứa Thuần Lương nói, tạ ơn. Phan Hoành Vĩ thiếp ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, lão đệ, đêm nay Hán Vương phủ ta làm chủ cho ngươi chúc mừng một chút. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ tay của hắn, tâm lĩnh. Đêm nay Tổng Giám Đốc có sắp xếp. Phan Hoành Vĩ cũng không biết rõ hắn nói là cái nào Tổng Giám Đốc, cho rằng có thể là Viện trưởng Triệu Phi Dương, trong lòng thầm than xem người ta vòng xã giao, xem người ta tốc độ thăng thiên, lại không nắm chặt rút ngắn quan hệ, về sau đều không có cách nào đuổi theo người ta bước chân, từng bước ép sát nói, ngày mai, trời tối ngày mai, huynh đệ chúng ta tỉ muội mấy cái nhất định phải họp gặp. Hứa Thuần Lương Tổng không tốt lại trì hoãn, chỉ có thể đáp ứng. Loại này bữa tiệc không có chút ý nghĩa nào, nhưng là xen lẫn trong thể chế bên trong không thể thoát ly quần chúng. Đi vào phòng làm việc của viện trưởng, nhìn thấy Triệu Phi Dương mặt âm trầm, gần nhất bị Hứa Thuần Lương làm cho có chút nháo tâm, mặc kệ sinh hoạt bên trên vẫn là trong công tác, nhìn thấy Hứa Thuần Lương Triệu Phi Dương là thật cười không nổi, trong lòng đổ đắc hoàng.
Hứa Thuần Lương kêu một tiếng Triệu Viện, Triệu Phi Dương nói, không có chuyện gì, chính là đem ngươi gọi tới ở trước mặt chúc mừng một chút. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ nhìn sắc mặt của ngươi cũng không giống như là chúc mừng ta bộ dáng, hắn cười nói, may mắn mà có Triệu Viện dìu dắt. Điều này cùng ta nhưng không có quan hệ gì, ngươi là Đường Tổng Khâm điểm ngươi. Triệu Phi Dương nói lời nói này thời điểm rõ ràng hiện ra chua xót. Hứa Thuần Lương nói, không thể nào, ta đem con của hắn đánh, hắn sẽ còn cho ta thăng chức. Ta đi qua làm sao không nhìn ra đến Đường Tổng là cái lấy ơn báo oán người đâu. Triệu Phi Dương nói, tiểu tử ngươi chớ cùng ta giả bộ hồ đồ, ta nói đúng công ty tân nhiệm CEO Đường Kinh Luân. Hứa Thuần Lương nói, Đường Kinh Luân a, ta cùng hắn càng không có gì gặp nhau. Triệu Phi Dương trong lòng tự nhủ biên, tiểu tử ngươi tiếp lấy biên, nhấp một ngụm trà chậm rãi nói, ban đêm đừng an bài sự tình khác, ta mời ngươi ăn cơm, cho ngươi ăn mừng một chút. Hứa Thuần Lương nhìn Triệu Phi Dương một chút, khách này thanh đến cũng quá đột nhiên, hẳn là hắn biết Đường Kinh Luân môn khách. Cho nên mới cố ý nói như vậy, chẳng lẽ Đường Kinh Luân không có mời hắn? Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra, đem Đường Kinh Luân tin tức cho Triệu Phi Dương nhìn, sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn biết Triệu Phi Dương làm người đa nghi, cho nên vẫn là làm được càng thẳng thắn một điểm. Triệu Phi Dương nhìn thoáng qua tin tức, trong lòng tràn đầy xấu hổ, Đường Kinh Luân thế mà cũng tại Đông Châu. Hắn thanh Hứa Thuần Lương, cư nhưng không có thanh ta. Đây rõ ràng là coi ta là thành ngoại nhân, Hứa Thuần Lương lúc nào cùng hắn đi được gần như vậy. Hứa Thuần Lương cũng đã nhận ra Triệu Phi Dương xấu hổ, thật không tệ mình, là Triệu Phi Dương tự rước lấy nhục, đều có chút đồng tình Triệu Phi Dương, hoa niên nếu là tá ma giết lừa, hắn nên làm cái gì? Triệu Phi Dương nói, vị này Đường Tổng thật đúng là không theo sáo lộ ra bài A. Hứa Thuần Lương nói, mặc kệ cái gì sáo lộ. Cũng phải trong tay có bài A, liền hoa niên điểm này mặt bài đánh không ra hoa gì 3 cộng 7. Triệu Phi Dương nghe hắn nói như vậy, trong lòng nhiều ít thư thản một chút, Thuần Lương A, Đường Tổng coi trọng như vậy ngươi là chuyện tốt, ngươi muốn trân quý cơ hội lần này, biểu hiện tốt một chút. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ta nếu là biểu hiện quá tốt, chẳng phải là đem ngươi danh tiếng cho đoạt, vậy ngươi không được thật buồn bực, hắn thán khẩu khí nói, ta luôn cảm thấy A cái này Đường Kinh Luân đang lợi dụng ta. Nhưng ta lại nghĩ không ra, mình có chỗ nào có thể để hắn lợi dụng. Triệu Phi Dương biết hắn lời nói này nói là cho mình nghe, người có ý tứ này là tốt, mặc dù Hoa Niên tập đoàn ném tư Trường Hưng, nhưng là chúng ta Trường Hưng vẫn là có độc lập tính, cả hai có cộng đồng lợi ích cũng có lợi ích của mỗi người, loại này quan hệ xử lý không tốt, muốn xử lý tốt cần người ta cộng đồng cố gắng. Hứa Thuần Lương có chút muốn cười, Triệu Phi Dương thế mà có thể nói ra lời như vậy, người nhà hiện tại cũng đã sa thải công chức. Người căn bản chính là Hoa Niên người đại biểu không được Trường Hưng, người cũng đại biểu không được Hoa Niên, người chỉ có thể đại biểu chính ngươi. Hứa Thuần Lương rời đi thời điểm thuận tiện đi Cao Tân Hoa trong phòng dạo qua một vòng, Cao Tân Hoa hướng hắn nghe ngóng khỏe mạnh dưỡng lão y viện tương quan tiến triển, Hứa Thuần Lương thật sự là dở khóc dở cười. Cao Bí Thư, ngài không nên hỏi ta đi, ta chính là cái làm việc vặt, loại quan hệ này đến Trường Hưng tương lai phát triển đại sự, khẳng định là các ngươi làm lãnh đạo biết tiên tri a. Cao Tân Hoa nói, ta liền ngươi thăng chức đều là trong buổi họp nghe nói. Ta cùng ngài, Đoạn Viễn Hồng rõ ràng là đang làm chuyện xấu, lợi dụng chuyện này ly gián ta cùng Triệu Viện quan hệ, để hắn đối ta sinh ra cái nhìn. Cao Tân Hoa nói, con ruồi không đinh không có khe hở trứng, người ta nghĩ ly gián các ngươi, là bởi vì nhìn ra giữa các ngươi vốn là tồn đang vấn đề. Ta cùng hắn có thể có vấn đề gì? Cao Bí Thư. Ngài như thế anh minh thần võ nhân vật tổng sẽ không tin vào phía ngoài lời đồn đại chuyện nhảm a. Cao Tân Hoa cố ý nói, lời đồn đại gì chuyện nhảm? Nói nghe một chút. Lười nói, thanh giả tự thanh. Hứa Thuần Lương nhìn ra Cao Tân Hoa là biết rõ còn cố hỏi. Cao Tân Hoa nói, miệng mồm mọi người tô kim, tích hủy tiêu xương, có chút hiểu lầm vẫn phải nói rõ ràng, ngăn cách luôn luôn càng để lâu càng sâu. Hứa Thuần Lương nói, lấy Triệu Viện cách cục hẳn là sẽ không tin tưởng những cái kia tin đồn thất thiệt tin tức đi. Cao Tân Hoa nói, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, cách cục cái đồ chơi này là tướng đúng, sự tình không có mở đến trên người mình đều có thể cười nhìn phong vân, nếu thật là rơi trên người mình, vậy liền biến thành có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hôm nay sẽ người cũng xâm tăng thêm, Hoa Niên tập đoàn đang làm cái gì? Cải chế không có mấy ngày, cái này chính sách biến hóa đến làm cho người không kịp nhìn. Hứa Thuần Lương nói, không quan hệ với ta, cùng ngài càng không quan hệ, hiện tại khó chịu nhất phải là sát phách vị kia. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu,
Đường Kinh Luân chấp trưởng lớn khỏe mạnh về sau, cây đuốc thứ nhất nhưng thật ra là đốt hướng về phía Triệu Phi Dương, phải nói cải chế đến nay, Hoa Niên tập đoàn cấp lãnh đạo vẫn là cho Triệu Phi Dương tương đương quyền lực, nhưng là theo lần này Hoa Niên tầng quản lý biến động, Trường Hưng cũng phát sinh cải biến, Đường Kinh Luân một lần nữa bắt đầu dùng Đổng Trường Hạo, mượn thành lập Hoa Niên lớn khỏe mạnh, tướng lớn khỏe mạnh chia tách là hai bộ phận, Triệu Phi Dương quyền lực tại trên thực tế là bị hắn suy yếu. Chỉ là Cao Tân Hoa trước mắt cũng không biết Đường Kinh Luân sẽ như thế nào bố cục Hoa Niên lớn khỏe mạnh. Từ hắn thành lập khỏe mạnh chữa bệnh dưỡng lão bệnh viện Trù Hoạch Kiến lập chỗ đến xem, Đường Kinh Luân hẳn là muốn tại khỏe mạnh dưỡng lão bên trên phát lực. Hứa Thuần Lương đối Cao Tân Hoa cũng không có gì có thể giấu giếm, nói cho hắn biết Đường Kinh Luân trước mắt tại lôi kéo mình tiến vào hắn trận doanh, đêm nay còn gọi hắn qua đi ăn cơm. Cao Tân Hoa cũng không có đạt được mời, hắn thấy không có thanh mình rất bình thường, không có thanh Triệu Phi Dương không bình thường, mời Hứa Thuần Lương rất không bình thường, chính như Hứa Thuần Lương nói. Đường Kinh Luân rõ ràng tại lôi kéo Hứa Thuần Lương tóe nhập hắn trận doanh, mượn chuyện này bắt đầu chơi kế phản gián, ly gián Triệu Phi Dương cùng Hứa Thuần Lương quan hệ. Cao Tân Hoa nhắc nhở Hứa Thuần Lương tận lực không muốn cuốn vào loại này quyền lực nội bộ phân tranh, càng là cấp trên chính sách không rõ thời điểm. Càng là phải gìn giữ trung lập, không thể cho điểm ngon ngọt liền quên hổ chỗ lấy. Hứa Thuần Lương nói cho Cao Tân Hoa mình am hiểu nhất ứng đối đến chính là viên đạn bọc đường. Liền xem như vỏ bọc đường còn phải lựa chọn xem rốt cục có thể hay không miệng. Đường Kinh Luân an bài tại Vạn Hào trận này tiệc tối, là phạm vi nhỏ tụ hội, mời đến chỉ có Đổng Trường Hạo cùng Hứa Thuần Lương. Đường Kinh Luân biết Đổng Trường Hạo cùng Hứa Thuần Lương quan hệ trong đó đã từng không phải như vậy hài hòa, cũng nghĩ thông qua bữa cơm này vì bọn họ hòa hoãn một chút quan hệ. Kỳ thật Hứa Thuần Lương đối Đổng Trường Hạo cũng không có bất kỳ cái gì cách nhìn, từ khi Đổng Trường Hạo rời đi Trường Hưng về sau. Hứa Thuần Lương cơ hồ đều quên người này, dù sao giữa bọn hắn cũng không tồn tại trực tiếp lợi hại xung đột, Hứa đại giáo chủ cách cục mặc dù lớn, lại không có loại tiểu nhân vật này đất dung thân. Lúc trước cho dù có qua không nhanh cũng là bởi vì riêng phần mình lập trường khác biệt, tất cả mọi người là người thông minh, ai cũng sẽ không nhắc qua đi không vui kia đoạn kinh lịch. Đổng Trường Hạo chủ động cùng Hứa Thuần Lương uống chén rượu nói, tiểu Hứa A, về sau còn phải dựa vào ngươi ủng hộ nhiều hơn công việc của ta. Hứa Thuần Lương cười nói, Đổng viện trưởng khách khí, về sau còn phải dựa vào ngài chiếu cố nhiều hơn đâu. Đường Kinh Luân cười tủm tỉm nhìn qua hai người Đổng Trường Hạo là tâm phúc của hắn, Hứa Thuần Lương là một viên hổ tướng, tiểu tử này năng lực là sớm đã chứng minh qua, nếu như có thể cho mình sử dụng, như vậy mình tại Đông Châu bố cục sẽ thuận lợi rất nhiều. Đường Kinh Luân vẫn luôn đang quan sát Trường Hưng cải chế về sau tình trạng, mặc dù cải chế thành công. Nhưng là nghĩ trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến hiệu quả là chuyện không thể nào, bệnh viện vận hành cơ chế quyết định, bọn hắn hiện tại nhất định phải không ngừng mà đầu nhập, theo mới viện kiến thiết, năm nay thậm chí sang năm tình trạng tài chính cũng sẽ không đẹp mắt. Hoa Niên tập đoàn mặc dù tiến quân lớn khỏe mạnh, nhưng suy cho cùng vẫn là vì kiếm tiền. Đường Kinh Luân trở thành công ty CEO, về sau chỗ đứng trước cấp thiết nhất sự tình chính là muốn để công ty cổ đông nhìn thấy năng lực của hắn. Biện pháp đơn giản nhất chính là muốn đề chấn công ty giá cổ phiếu. Nói như vậy đề chấn giá cổ phiếu bình thường có hai cái thủ đoạn, một là công ty có tốt công trạng, một là công ty có tốt cố sự. Công trạng tăng lên cũng không có khả năng tại trong ngắn hạn thực hiện, kia liền chỉ còn lại kể chuyện xưa, muốn vẽ một cái sắc hương đều đủ bánh nướng, chẳng những muốn để các cổ đông nhìn thấy, còn muốn cho bọn hắn nghe được, để bọn hắn cảm thấy thật là thơm, một khi tất cả mọi người tán thành hạng mục đích tiềm lực cùng cơ hội. Như vậy người nào cản trở lấy bọn hắn đầu tư đó chính là cùng bọn hắn có thù. Đây mới là Đường Kinh Luân mục tiêu trọng điểm, lớn khỏe mạnh trọng điểm chưa hề đều không phải là bệnh viện là thực thể, vô luận công có vẫn là tư doanh, vô luận người phần cứng cỡ nào tiên tiến cỡ nào xinh đẹp, chứng thực đến cuối cùng vẫn là muốn chân thật mà tăng lên chữa bệnh trình độ, chỉ có tổng thể chữa bệnh trình độ đi lên, mới có thể có đến xã hội bột rộng khắp tán thành. Lúc trước Đường Kinh Vĩ vội vã đem lớn khỏe mạnh đoạt mất. Nhưng là hắn cũng không có hiểu rõ Đường Kinh Luân toàn bộ quy hoạch, Trường Hưng chỉ là lớn khỏe mạnh nội hạch, quay chung quanh Trường Hưng tổ kiến đến xung quanh khỏe mạnh sản nghiệp mới là thịt vị trí, lợi nhuận vị trí. Hai chén rượu vào trong bụng, Đường Kinh Luân nói, Thuần Lương A, ta trực tiếp bổ nhiệm ngươi làm cái này Trù Hoạch Kiến lập làm chủ nhiệm đều không có trình cầu ý kiến của ngươi, ngươi không có ý nghĩ A. Đổng Trường Hạo đi theo Đường Kinh Luân nhiều năm rồi, biết Đường Kinh Luân người này khẩu Phật tâm xà. Nhưng là hắn làm không rõ ràng vì cái gì Đường Kinh Luân không phải dùng Hứa Thuần Lương. Biết rõ Hứa Thuần Lương đánh qua cháu hắn Đường Thiên Nhất, còn đối với hắn ủy thác trách nhiệm,
cái này không là Công Nhiên cùng Đường Kinh Vĩ làm trái lại sao? Mặc dù Đường Kinh Vĩ gần nhất náo ra bê bối, nhưng hắn dù sao vẫn là công ty chủ tịch, Đường Kinh Luân vừa mới lên làm CEO cứ làm như vậy có phải hay không có chút nóng vội. Đồng Trường Hạo đối Đường Kinh Vĩ cũng hiểu rõ, Đường Kinh Vĩ người này quyền lực lòng tham nặng, trưởng khống Hoa Niên nhiều năm như vậy chính là không chịu ủy quyền, Hoa Niên tập đoàn gần nhất mấy năm này hiệu quả và lợi ích không ngừng hạ xuống, hãm sâu tài vụ nguy cơ, cùng hắn bảo thủ có quan hệ trực tiếp. Đường Kinh Vĩ lần này là bởi vì bê bối mới khiến cho ra bộ phận quyền lực, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn từ đây cáo biệt Hoa Niên cấp lãnh đạo, chờ đến bê bối lắng lại, nói không chừng hắn sẽ còn ngóc đầu trở lại. Đồng Trường Hạo cũng không có nắm chắc Đường Kinh Luân nhất định có thể chiến thắng Đường Kinh Vĩ, hắn cũng không có công phu đi cân nhắc vấn đề này, hắn có thể làm được chính là vì Đường Kinh Luân tận tâm tận lực, chỉ có trong khoảng thời gian ngắn làm ra thành tích, mới có thể để cho công ty đám kia đồng sự tâm duyệt tâm phục khẩu phục đứng tại Đường Kinh Luân bên này. Hứa Thuần Lương cười nói, Đường Tổng, ta không có ý tưởng gì, con người của ta sở trường lớn nhất chính là lực chấp hành mạnh, chỉ cần là lãnh đạo giao cho ta nhiệm vụ, ta trên cơ bản đều có thể đủ 100 điểm. Đường Kinh Luân hướng Đồng Trường Hạo nói, thấy không, làm sự tình phải có lòng tin chưa hẳn có thể thành công, nhưng là không có lòng tin nhất định sẽ thất bại, Thuần Lương cùng ta tính tình hợp nhau. Đồng Trường Hạo cười nói, Hứa chủ nhiệm lực chấp hành ta là lãnh giáo qua. Hứa Thuần Lương cười ha hả, bưng lên ly rượu trước mặt kính Đồng Trường Hạo một chén, Đồng Viện trưởng lãnh đạo lực ta cũng lĩnh giáo qua, Trương Hải Tân còn tại ngài thủ hạ sao? Đồng Trường Hạo nói, ta trước đó rời đi lớn khỏe mạnh thời điểm hắn lưu tại các ngươi Trường Hưng cho Viên Bội Cường làm viện trưởng trợ lý, ngươi so ta rõ ràng a, ngươi nếu là không thích, ta lập tức từ hắn. Đồng Trường Hạo mà nói Trương Hải Tân loại người này sớm liền không có giá trị lợi dụng, tùy thời cũng có thể làm cho hắn rời đi. Hứa Thuần Lương nói, đừng a, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Đường Kinh Luân nói, liên quan tới Hoa Niên lớn khỏe mạnh sự tình, ta còn là có cần phải nói rõ một chút. Khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện năm trước liền muốn khởi công. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, hôm nay họp về sau hắn liền ý thức được lão niên bệnh viện khả năng thật muốn khởi công xây dựng, nhưng là không muốn đến lại nhanh như vậy, vô luận Đường Kinh Luân ra ngoài loại nào mục đích, đối Nguy Sơn đảo phân viện tới nói đều là một chuyện thật tốt, đối Hứa Thuần Lương mình cũng là chuyện tốt, hắn đã từng hướng Mai Như Tuyết hứa hẹn qua, nhất định sẽ mau chóng xây thành khỏe mạnh lão niên bệnh viện, đáp ứng sự tình tình liền muốn làm được. Đường Kinh Luân nói, kỳ thật ta sớm liền bắt đầu tại chuẩn bị chuyện này, Dài Hạo rời đi lớn khỏe mạnh sự nghiệp bộ về sau cũng không bên trong đoạn chúng ta hạng mục, liên quan tới khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện chúng ta cũng có hoàn chỉnh quy hoạch, tất cả tư liệu đều đã chuẩn bị kỹ càng, tỉnh thị ngành tương quan phê văn ta đều đã cầm tới. Hứa Thuần Lương nói, Đường Tổng, ngài ý thật là nghiêm, vô thanh vô tức làm đại sự a. Đường Kinh Luân đắc ý cười cười, ta hai ngày trước đi nhìn một chút Nguy Sơn đảo bệnh viện. Vẹn vẹn là mảnh đất kia còn thỏa mãn không được chúng ta chế tạo dưỡng lão hạng mục yêu cầu, không nói những cái khác, bên cạnh đại hằng cái gì suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn quy hoạch diện tích liền so với chúng ta lớn gấp 3, nếu như chúng ta xây lại thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, như vậy thì không có thổ địa đi kiến thiết dưỡng lão nhà trọ. Hứa Thuần Lương nghe được trọng điểm, Đường Kinh Luân đây là muốn đi đại hằng con đường, cũng dự định làm dưỡng lão địa sản, vô thương bất gian, đừng hy vọng đám này thương nhân có lương tâm. Mục đích cuối cùng của bọn họ đều là tiền, Đường Kinh Luân hẳn là nhìn đại hằng làm như vậy đỏ mắt, cùng số tiền kia để đại hằng kiếm, không bằng chính bọn hắn đến kiếm. Hứa Thuần Lương nhắc nhở Đường Kinh Luân bệnh viện thổ địa tính chất không dễ dàng như vậy thay đổi, Hồ Sơn trấn chính phủ tuyệt đối sẽ không ủng hộ cách làm như vậy, lần trước Viên Bội Cường cùng đại hằng bàn bạc trao đổi lấy dễ sự tình liền bị trấn chính phủ kêu dừng. Đường Kinh Luân gật đầu nói, chúng ta có thể tái tranh thủ một chút thổ địa từng cái kiến thiết dùng địa. Hứa Thuần Lương cười nói, hiện tại đã chậm, tất cả mọi người đã biết trong thành phố đang đánh tạo cấp quốc gia nghỉ phép khu, hiện tại Nguy Sơn đảo đã trở thành mọi người đầu tư điểm nóng, lại nghĩ cầm không dễ dàng như vậy, mà lại coi như cầm xuống, phương diện giá tiền khẳng định sẽ rất cao. Đồng Trường Hạo đi theo gật đầu nói, hiện tại cũng đi thổ đập quá trình, tiểu Hứa nói đúng, chi phí sẽ rất cao. Đường Kinh Luân nói, theo ta được biết, Nguy Sơn đảo có người rất có thấy xa. Tại mấy năm trước liền chữ hàng mảng lớn thổ địa. Hứa Thuần Lương lập tức nghe ra hắn nói đúng Đông Nghiễm Sinh, Đông Nghiễm Sinh có thể nói là Nguy Sơn đảo trước mắt lớn nhất địa chủ, hắn xây lập Hiển Hồng nông trường thời điểm Hồ Sơn trấn còn không thành lập, Nguy Sơn đảo còn không có bị xác lập vì quốc gia cấp nghỉ phép khu. Hứa Thuần Lương bỗng nhiên ý thức được Đường Kinh Luân người này thật không đơn giản,
hắn đối với mình ủy thác trách nhiệm tuyệt không chỉ là bởi vì hắn thưởng thức mình, coi trọng mình năng lực, mà là hắn biết mình cùng Đông Nghiễm Sinh giao tình. Nếu như mình ra mặt cùng Đông Nghiễm Sinh nói chuyện hợp tác, chuyện này khẳng định sẽ thành công. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút, nếu như Đông Nghiễm Sinh đáp ứng hợp tác với bọn họ, song phương tài nguyên ưu hóa tổ hợp về sau tuyệt đối được xưng tụng là cường cường liên thủ, tại Nguy Sơn đảo lực ảnh hưởng không ai bằng. Nhưng là Đường Kinh Luân hiện tại ý nghĩ cùng Đại Hằng Sáo Lộ chẳng phải là không sai biệt lắm. Nếu như chỉ là ném ra ngoài một cái khỏe mạnh dưỡng lão khái niệm bán địa sản, kiếm trác bạo lợi, kiếm lấy các lão nhân hưu bổng, thủ đoạn như vậy cũng quá ti tiện đi. Hứa Thuần Lương nói, Đường Tổng, ngài là muốn làm dưỡng lão địa sản. Đường Kinh Luân mỉm cười nói, ta là muốn làm dưỡng lão thị trường, có nhớ hay không ta lần trước đã nói với ngươi, đại hàng loại kia sói đội lốt cừu, khiến cho căn bản cũng không phải là dưỡng lão địa sản, ta không thể tùy ý bọn hắn đem cái này thị trường làm chuyện xấu, không thể để cho kém tệ khu trục lương tệ. Hứa Thuần Lương nói, tha thứ ta nói thẳng, ngài liền nhất định có thể xác định chúng ta làm ra là lương tệ. Đường Kinh Luân cười ha ha. Đồng Trường Hạo thầm than tiểu tử này lá gan đủ lớn, căn bản không sợ đắc tội Đường Kinh Luân, đổi thành mình là không dám hỏi như vậy. Đường Kinh Luân nói, ta không dám nói mình là cái lương tâm thương nhân, nhưng là lừa lão nhân dưỡng lão chuyện tiền bạc ta là sẽ không làm, ta nhìn chúng phải là lớn khỏe mạnh thị trường, không nói gạt ngươi tướng hoa niên lớn khỏe mạnh đơn độc đưa ra thị trường là ta gần đây kế hoạch, đầu tư khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, khởi công xây dựng dưỡng lão nhà trọ, suy cho cùng vẫn là phục vụ, nếu như tướng phục vụ chi phí tính đi vào, bọn ta tại hạng mục này bên trên không kiếm tiền thậm chí là bồi thường tiền. Nhưng là chúng ta chẳng những muốn làm mà lại muốn làm lối ra bia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Thuần Lương nói, trong nước trước mắt cũng có thật nhiều chữa bệnh dưỡng lão hạng mục, ngài hẳn nghe nói qua khỏe mạnh. Đường Kinh Luân nói, khỏe mạnh định vị quá cao cấp, bọn hắn nhằm vào phải là cao thu nhập quần thể, chúng ta nhằm vào phải là bên trong sinh giai cấp. Hôm nay các ngươi làm chứng, dưỡng lão hạng mục ta chỉ làm danh tiếng, chỉ làm lương tâm công trình. Hứa Thuần Lương nhìn thấy hắn chăm chú dáng vẻ cũng có ba phần tin tưởng, bất quá hắn còn có nghi vấn, Trường Kỳ không kiếm tiền nói làm sao vận doanh xuống dưới. Đường Kinh Luân cười nhìn Đồng Trường Hạo một chút. Đồng Trường Hạo nói, lớn khỏe mạnh hạng mục chủ yếu bao dung ba cái phương diện, một là khỏe mạnh dưỡng lão hạng mục, hai là khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe, ba là y học mỹ dung, chúng ta lặp đi lặp lại luận chứng qua, hai người sau hoàn toàn có thể kiếm tiền, khỏe mạnh dưỡng lão hạng mục có thể ngang hàng. Đương nhiên chúng ta tại hậu kỳ sẽ còn đẩy ra một loạt cấp cao dưỡng lão, chính xác là đặc biệt quần thể phục vụ. Người cách cục cũng mạnh hơn Triệu Phi Dương, bất quá so với bọn hắn, Đường Kinh Luân giống như càng tham lam. Đường Kinh Luân nâng chén nói, chúng ta cộng đồng cạn một chén, cùng một chỗ làm thành chuyện này, nếu như ta Đường Kinh Luân về sau vi phạm với dự tính ban đầu, các ngươi một mực ruồng bỏ ta, không? Phỉ nhổ ta. Ba người đều nở nụ cười. Bữa cơm này bầu không khí phi thường hòa hợp, Hứa Thuần Lương không thích không có việc gì kiếm sống, Đường Kinh Luân vừa vặn muốn làm sự tình, tại cái này phương diện tìm được điểm giống nhau, mà lại Đường Kinh Luân cho hắn rất lớn tự do, Đường Kinh Luân quyết định hoa niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện chủ xây hạng mục từ Hứa Thuần Lương cụ thể phụ trách. Cái này mang ý nghĩa Hứa Thuần Lương cái này chủ hoạch kiến lập xử lý chủ nhiệm không chỉ là một cái hư danh, hắn có quyền. Bữa cơm này sắp lúc kết thúc phòng cửa phòng bị người phá tan. Lại là uống đến say khướt Đường Thiên Nhất. Hứa Thuần Lương nhìn thấy cái này khách không mời mà đến cho là hắn là tìm đến mình phiền phức, nhưng Đường Thiên Nhất nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, hướng về phía Đường Kinh Luân liền đi qua, chỉ vào Đường Kinh Luân cái mũi nói, Đường Kinh Luân, ngươi tên tiểu nhân này. Đồng Trường Hạo lo lắng hắn đối Đường Kinh Luân bất lợi, đi lên ngăn lại hắn, Thiên Nhất. Nói đều chưa nói xong, liền bị Đường Thiên từng cái bàn tay rút ở trên mặt, Đồng Trường Hạo bị đánh đến một cái lảo đảo. Con hàng này chính là cái bị đánh mệnh, mấu chốt là chịu xong đánh còn không tốt hoàn thủ. Đường Thiên Nhất mắng, người mẹ nó là cái thá gì? Một con chó mà thôi, ăn chúng ta đường ra, uống chúng ta đường ra, còn mẹ nó ăn cây táo rào cây sung, còn có. Ngươi! Hắn đưa tay chỉ hướng Hứa Thuần Lương, lúc này mới ý thức được ngồi ở chỗ đó người là ai, dọa đến nuốt nước miếng một cái, rượu lại có chút tỉnh, con hàng này làm sao cũng ở nơi đây. Hắn lúc nào cùng ta thúc hỗn ở cùng một chỗ. Đường Thiên Nhất nhìn hằm hằm Đường Kinh Luân. Đường Kinh Luân không chút hoang mang nhấp một ngụm trà nói, Thiên Nhất, người còn ngại trêu đến phiền phức không đủ nhiều. Đường Thiên Nhất ợ rượu nói, người lợi dụng ta, là người đem nữ nhân kia giới thiệu cho cha ta.
Lúc này từ ngoài cửa tiến đến hai tên hộ vệ áo đen, Đường Kinh Luân khoát tay áo, ra hiệu hai tên bảo tiêu đem Đường Thiên Nhất lôi ra ngoài, thật không biết đại ca làm sao sinh ra một phế vật như vậy đồ chơi, bất quá cái này với hắn mà nói là một chuyện tốt, như quả Đường Thiên Nhất quá ưu tú, Hoa Niên tập đoàn càng không có mình nơi sống yên ổn. Đường Thiên Nhất bị mang sau khi đi, Đồng Trường Hạo lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút mặt. Đường Kinh Luân thở dài nói, không có ý tứ a, làm các ngươi cười cho rồi, tiểu tử này chính là bất tranh khí. Đồng Trường Hạo đứng dậy biểu thị về trước đi, hắn cũng là sĩ diện người, trước mặt nhiều người như vậy bị Đường Thiên Nhất đánh một bàn tay, trong lòng phiền muộn cực kỳ, mình liền không nên chủ động đi lên góp. Đường Kinh Luân cùng Hứa Thuần Lương cùng rời đi, đem hắn đưa đến cửa tửu điếm, Thuần Lương. Hy vọng cái này nhạc đệm không có có ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, ta nếu là bày ra như thế cái chất tử, ta một ngày đến đánh hắn ba trận. Đường Kinh Luân ha ha cười nói, được, lần sau hắn lại không nghe lời ta tìm ngươi hỗ trợ. Hứa Thuần Lương tâm nói các ngươi Đường ra sự tình ta mới lười nhắc quản, bất quá Đường Thiên Nhất nếu là tìm ta phiền phức, ta không ngại gõ đánh hắn một trận. Đi vào khách sạn bên ngoài. Bầu trời hạ xuống tiểu tuyết, Hứa Thuần Lương đang định đón xe thời điểm, nghe được có người sau lưng gọi hắn. Hứa Thuần Lương xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Mặc Hàm mặc màu đen chồn áo khoác bằng da đứng ở sau lưng hắn. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở đi đi qua, Mặc Tổng, lúc nào đến Đông Châu? Cũng không nói với ta một tiếng, ta cũng tốt tấn hạ địa chủ tình nghĩa. Hiện tại cũng không chậm chế người tận tình địa chủ hữu nghị, ta đói, vừa vặn ra tìm ăn, người mời ta đi. Mặc Hàm cái gì một điểm đều không khách khí. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Vạn Hào bên trong liền có ăn, Mặc Hàm đến tột cùng là ra tìm ăn, vẫn là ra tìm đến mình, cái này cũng chỉ có chính nàng mới biết. Hướng về phía Mặc Hàm cho hắn giúp không ít bận bịu, mời người ta ăn bữa cơm cũng là nên. Hứa Thuần Lương nói, muốn ăn cái gì? Tùy tiện. Hứa Thuần Lương nghĩ nghĩ, Đông Châu đến thời gian này hoàn toàn chính xác không có nhiều lựa chọn, nhiều nhất chính là đồ nướng. Nhưng nhìn đến Mặc Hàm cái này thân quý khí cấp cao cao cấp cách ăn mặc, thực sự không đành lòng mang theo nàng đi kia hun khói lửa cháy địa phương tắm rửa khói lửa nhân gian. Chỉ đối diện Tân Hồ mới thiên địa, dù sao bên kia ăn đến tương đối nhiều, chuyển tới nhà ai là nhà ai. Hai người tới kinh thành xuyến dê phường, tuyết rơi trời ăn chút thịt dê nướng coi như tưới nhuần. Mặc Hàm điểm một cái lồng bữa ăn. Hứa Thuần Lương bồi tiếp nàng uống một chút bia, hỏi nàng ngươi tới vào lúc nào Đông Châu. Mặc Hàm không khỏi nở nụ cười, Đông Châu là các ngươi hứa ra. Làm sao ta mỗi lần tới đều phải hướng ngươi báo cáo chuẩn bị. Kia cũng không cần, ta đây không phải muốn đại biểu Đông Châu nhân dân hoan nghênh một chút Mặc Tổng nha. Ngươi đại biểu không được Đông Châu nhân dân, ta cũng không phải cái gì Mặc Tổng. Mặc Hàm cùng hắn đụng một cái chén rượu, trong chén bia uống một hơi cạn sạch, sau khi uống xong, mỉm cười nhìn qua Hứa Thuần Lương nói. Bất quá ở chỗ này có thể gặp được bằng hữu luôn luôn kiện để cho người ta vui sướng sự tình, không phải ta liền muốn một người ăn cơm. Hứa Thuần Lương nói, người ở Vạn Hào. Mặc Hàm gật đầu nói, ta vừa mới nhìn đến người cùng Đường Kinh Luân cùng một chỗ nói chuyện phiếm đâu. Hứa Thuần Lương nói, ta đã nói rồi, đã sớm theo dõi ta. Mực Lúc nói, các ngươi cũng không phải làm gì việc không thể lộ ra ngoài, còn sợ người khác theo dõi. Xuyến phiến thịt dê. Cảm giác chất thịt cũng không tệ lắm, đề nghị Hứa Thuần Lương cũng nếm thử. Phục vụ viên lại bưng một bàn đồ ăn đưa ra, tiên sinh mời dùng. Cái này cái gì? Dê đuôi, nói. Hứa Thuần Lương duỗi ra đũa lại rúc về, hướng Mặc Hàm cười cười, điểm xấu. Phục vụ viên thổi phù một tiếng cười ra tiếng, Mặc Hàm lạnh lùng nhìn qua tên kia phục vụ viên, dọa đến phục vụ viên tranh thủ thời gian quay người đi. Hứa Thuần Lương nói, cười điểm thật thấp. Tăng thêm chút dê đuôi xuyến xuyến, ta còn cũng không tin cái này tà. Mực Lúc nói, trên xã hội liền có một loại người, cầm hạ lưu đương phong lưu. Hứa Thuần Lương đập đi miệng, không tệ, hương vị thật tốt, người có muốn hay không nếm thử. Mực Thầm nghĩ, ta không nói ngươi, ngươi đừng kinh hãi. Hứa Thuần Lương nói, tâm ta kinh cái gì, ta thân thể của mình tình huống chính ta rõ ràng. Mặc Hàm cười lạnh, bưng lên bia uống một hơi cạn sạch. Tiểu tử này xấu thấu, thật coi mình nhìn không ra hắn cố ý hỏi phục vụ viên. Hứa Thuần Lương nâng chén nói, hoan nghênh a, lần này cần là có thời gian hoan nghênh ngươi đi Nguy Sơn đảo làm khách. Hắn chính là khách khí không nghĩ tới Mặc Hàm thế mà thực sự gật đầu nói, tốt, ta ngày mai đi qua. A, ta ngày mai không thể quay về.
Người người này thật là dối trá, ta có thời gian, ngươi nửa đường bỏ cuộc Hứa Thuần Lương, làm người có thể hay không chân thành điểm. Hứa Thuần Lương nói, ta làm sao không chân thành rồi. Hai ta nhận biết cũng có một đoạn thời gian, ta có chuyện nào không phải cùng ngươi đi thẳng về thẳng. Chẳng lẽ ngươi thích quanh co lòng vòng? Mặc Hàm nói, tìm ta giúp thời điểm bận rộn đều là đi thẳng về thẳng. Hứa Thuần Lương mặt dày vô sỉ nở nụ cười, vậy ta là đem ngươi trở thành người một nhà. Không muốn mặt, ai cùng chính ngươi người. Hứa Thuần Lương cho Mặc Hàm rót chén rượu, cầm công đũa cho nàng kẹp vài miếng dê đuôi, phối hợp dê con thịt cùng một chỗ ăn cảm giác đặc biệt đừng tốt. Hứa Thuần Lương nói, cửu biệt trùng phùng, ngươi làm sao gặp mặt liền mắng người đâu. Mặc Hàm, nghe ca một tiếng khuyên, nữ hài tử hay là muốn ôn nhu một chút. Ta lớn hơn ngươi. Hứa Thuần Lương liếc một cái bộ ngực của nàng, cũng không nhất định. Mặc Hàm từ ánh mắt của hắn đi hướng liền biết con hàng này đang suy nghĩ gì, hận không thể bưng lên cái này nồi nước tưới vào đầu hắn bên trên. Bất quá canh cùng rượu ở giữa, Mặc Hàm vẫn là lựa chọn cái sau, bưng chén rượu lên cùng Hứa Thuần Lương đụng một cái nói, Mai Như Tuyết còn tại Hồ Sơn trấn sao. Hứa Thuần Lương nói, nàng gần nhất trong nhà có việc xin nghỉ, muốn tháng sau mới đi làm lại. Trở về, Mặc Hàm khóe môi lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hứa Thuần Lương ý thức được Mặc Hàm là đang trả thù, cố ý nhắc lên Mai Như Tuyết sự tình, căn bản là nghĩ nhiễu loạn tâm cảnh của mình, công nhiên cắm đao, cô nàng này trả thù tâm đủ nặng. Mực Hiểm uống một hớp nhỏ rượu, nói khẽ, nàng sẽ không trở về. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thật giống như biết cái gì. Mực Ngầm nhẹ gật đầu, biết, nhưng là ta sẽ không nói cho ngươi. Hứa Thuần Lương thở dài nói, ngươi vì cái gì không thể thiện lương một điểm. Thế giới lấy ra sức ta muốn báo chi lấy ca. Nàng lắc đầu nói, ta càng ngày càng phát hiện, thiện lương không thể lấy lạm dụng, nhất là đối như ngươi loại này bại hoại. Hứa Thuần Lương vẻ mặt đau khổ nói, ta tại trong lòng ngươi chính là trái trứng. Mặc Hàm rốt cục vẫn là nhìn không được bật cười, con hàng này thật sự là trượt không trượt mùa thu. Hứa Thuần Lương, ngươi thật là đủ ý tứ, làm hại ta bị Loan Tổng mắng một trận, luôn mồm là bằng hữu, có ngươi như thế hố bằng hữu sao? Hứa Thuần Lương nói chuyện đến bằng lương tâm đáp ứng ngươi sự tình, ta cái nào kiện không có xử lý. Xương Rồng có phải hay không cho các ngươi thác ấn qua? Mặc Hàm nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, hảo hảo Xương Rồng, ngươi ở phía trên đánh một cái con mắt là vì cái gì? Thiên địa lương tâm, vậy nhưng vốn là có. Mặc Hàm nói, tin ngươi mới là lạ, về sau ta cùng ngươi không là bằng hữu. Hẳn là ngươi đối ta còn có cái khác tưởng niệm. Mặc Hàm nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, ngươi cái này nói chuyện a, ngược lại là có chút. Phương diện kia, Mặc Hàm nói, Hoa Niên tập đoàn gần nhất cao tầng biến động sự tình ngươi hẳn phải biết sao. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, nghe nói một chút. Nhanh như vậy liền chọn một bên đứng, bỡ đỡ được tân nhiệm tập đoàn CEO về sau tiền đồ sán lạn. Hứa Thuần Lương vui vẻ, ta nịnh bỡ hắn, liền cái kia thao tính, ta đều không nhìn thẳng nhìn hắn. Đó chính là hắn muốn lợi dụng ngươi. Hứa Thuần Lương không nói, bị Mặc Hàm nói chúng. Mực lúc nói, nhắc nhở ngươi một câu, Đường gia hai huynh đệ nhân phẩm đều chẳng ra sao cả. Hứa Thuần Lương sinh lòng cảnh giác nói, ngươi lần này tới Đông Châu không là hướng về phía Hoa Niên tập đoàn tới a. Hắn nhớ tới Mặc Hàm phía sau là Xích Đạo vốn liếng, cuối cùng nàng vẫn là vì công ty lợi ích. Mặc Hàm không che giấu chút nào gật gật đầu. Nếu là chúng ta cùng Hoa Niên tập đoàn cạnh tranh, ngươi đứng một bên nào? Hứa Thuần Lương nói, ta đứng lại ngươi bên cạnh. Mặc Hàm nở nụ cười, lời này rất dễ nghe. Hạ giọng nói, nếu là ta để ngươi làm có lỗi với Hoa Niên tập đoàn sự tình tình ngươi có nguyện ý hay không? Hứa Thuần Lương không cần suy nghĩ liền gật đầu, nguyện ý. Câu trả lời này hoàn toàn vượt quá Mặc Hàm sở liệu, nửa tin nửa ngờ nhìn qua Hứa Thuần Lương. Nhìn ta làm gì? Thân cận xa mỏng ta còn là phân rõ ràng. Mặc Hàm thở dài nói, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại có chút không đành lòng để ngươi vi phạm lương tâm làm việc. Lương tâm bao nhiêu tiền cân, muốn món đồ kia làm gì? Nói, ngươi muốn cho ta làm gì? Hứa Thuần Lương một bộ nghẹn đủ kình muốn bán đông ra dáng vẻ. Mặc Hàm bưng chén rượu lên, chờ ta nhớ tới để ngươi làm gì sẽ nói cho ngươi biết. Hứa Thuần Lương nói, không có. Mới nói một chữ Mặc Hàm liền ngắt lời nói, không nên hỏi ta Mai Như Tuyết sự tình. Hứa Thuần Lương nói, ngươi phản ứng thật là lớn, ta là muốn nói, không có. Nghĩ rõ ràng tìm ta làm gì,
trêu đùa ta chơi à? Mặc Hàm gật đầu nói, trêu đùa ngươi thông minh như vậy người hay là rất có cảm giác thành công. Hứa Thuần Lương nói, ta không có chút nào thông minh, toàn bộ nhờ người chung quanh giúp đỡ, ngươi cảm thấy ta thông minh, vậy liền chứng minh ngươi trí thương cũng không ra thế nào địa. Mặc Hàm nói, ta vốn chính là cái nha đầu ngốc à. Hứa Thuần Lương nói, người ngốc có ngốc phúc, nữ nhân thông minh rất khó gả đi. Mặc Hàm nói, Mai Như Tuyết liền thật thông minh, người ta cũng không sầu gả. Hứa Thuần Lương nói, hai ta cùng một chỗ thời điểm đừng đề cập người ta, phía sau nói người không phải là không tốt. Gấp. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, người muốn ta gấp à. Mặc Hàm cầm bia lên bình cho hắn rót đầy, nói khẽ, nhìn ngươi đêm nay thành tâm mời ta ăn cơm phân thượng, ta liền miễn phí đưa ngươi điểm tin tức. Hứa Thuần Lương chi cạnh lỗ tai, cô nàng này cuối cùng chịu nói với mình Mai Như Tuyết tin tức, nói một điểm không quan tâm kia là không thể nào. Mặc Hàm nói, biết là ai chụp lén ngươi cùng Bùi Lâm sao? Hứa Thuần Lương nghe xong chuyện này khó tránh khỏi có chút thất vọng, lạnh nhạt nói, không có hứng thú, yêu ai ai. Hắn càng là không có hứng thú Mặc Hàm Nguyệt muốn nói, hắn càng nghĩ nghe sự tình, Mặc Hàm ngược lại không chịu nói. Mặc Hàm chậm rãi nói, chính là cùng ngươi uống rượu vị kia Đường Kinh Luân. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Đường Kinh Luân khẳng định không phải người tốt lành gì, bao quát đêm nay Đường Thiên Nhất xuất hiện đều không phải là ngẫu nhiên, lúc ấy Hứa Thuần Lương liền ý thức được bọn hắn ăn cơm chuyện bí ẩn như vậy Đường Thiên Nhất làm sao lại biết. Hai loại khả năng, một là Đường Kinh Luân cùng Đường Thiên Nhất thông đồng diễn kịch, từ tình trạng trước mắt đến xem, khả năng cực kỳ bé nhỏ, còn có một loại khả năng, chính là Đường Kinh Luân cố ý thả ra tin tức cho Đường Thiên Nhất, để Đường Thiên Nhất cái này ngu ngốc đến nhà hiệp trợ hắn diễn một màn kịch. Mặc Hàm nói, Hoa Niên tập đoàn nóng lòng thoát khỏi khốn cảnh, cho nên mới quyết định tiến quân lớn khỏe mạnh sản nghiệp, Đường Kinh Vĩ Đường Kinh Luân hai huynh đệ mặt cùng lòng bất hòa, gần nhất Đường Kinh Vĩ bê bối chính là Đường Kinh Luân một tay bày ra. Hứa Thuần Lương cười nói, Đường Kinh Luân rất giỏi về lợi dụng loại chuyện này chế tạo văn chương. Mặc Hàm khinh thường nói, tiểu nhân một cái, Đường Kinh Vĩ si mê đánh bạc, những năm này thua không ít tiền, Đường Kinh Luân so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Cái này hai huynh đệ đều không phải là chân thật làm thực nghiệp người, Đường Kinh Luân lợi sử dụng thủ đoạn ép buộc Đường Kinh Vĩ để bước, hắn hiện tại trở thành Hoa Niên tập đoàn CEO, đầu tiên đối diện nan đề chính là muốn đề chấn giá cổ phiếu. Trường Hưng bệnh viện không thể có thể tại trong ngắn hạn giúp hắn đạt thành mục đích, cho nên hắn khẳng định sẽ mở ra lối riêng, thành lập cái gì Hoa Niên lớn khỏe mạnh, chính là nghĩ tại lĩnh vực này họa bánh nướng kiếm nhanh tiền. Từ Mặc Hàm lời nói này cũng có thể nghe ra nàng trước đó làm đủ bài tập, Hứa Thuần Lương mặc dù trí tuệ xuất chúng, nhưng là tại thương nghiệp phương diện cũng không làm quá nhiều nghiên cứu, vừa vặn thừa cơ hội này thỉnh giáo một chút Mặc Hàm. Hắn đem Đường Kinh Luân kế hoạch nói một lần, dù sao mình đã được bổ nhiệm làm chủ hoạch kiến lập xử lý chủ nhiệm, hắn cũng tại đề phòng Đường Kinh Luân đặt bẫy. Mặc Hàm đối Đường Kinh Luân kế hoạch sớm có giải, khinh thường nói, hắn nào có hảo tâm như vậy a? Hứa Thuần Lương nói, người nói là hắn cùng Đại Hằng một dạng cũng là nghĩ hố kia đám lão nhân tiền hưu. Kia ngược lại không đến nỗi, Đại Hằng phô trương mặc dù rất lớn, nhưng là bọn hắn làm được đều là đập bóng sinh ý, đến tiếp sau phục vụ theo không kịp. Đường Kinh Luân người này chân chính dụng ý không phải làm dưỡng lão, mà là muốn mượn này sách chấn Hoa Nam tập đoàn giá cổ phiếu, ngươi chờ lấy xem đi, không dùng đến mấy ngày, Hoa Niên tập đoàn lợi tốt liền sẽ một cái tiếp theo một cái. Sang năm hơn nửa năm trên tay hắn bộ phân cổ phần đến kỳ, hẳn là nghĩ cao vị xuất hàng. Hứa Thuần Lương nói, hắn tại thị trường cổ phiếu làm sao dày vò ta không hỏi, chỉ cần không lợi dụng ta hãm hại lừa gạt là được. Mực lúc nói, Đường Kinh Luân hẳn là muốn làm một ít chuyện, nhưng là lấy Hoa Niên tập đoàn trước mắt tình trạng tài chính, hắn không vẫy vùng nổi quá lớn bọt nước, ta muốn cầu ngươi giúp một chút. Hứa Thuần Lương cười nói, chỉ cần chuyện không trái với nguyên tắc ta đều đáp ứng. Hắn câu nói này nghe rất trượng nghĩa, nhưng không chịu được tế phẩm, mặt ngoài là nói trái với lương tâm đều được, nhưng trên thực tế lương tâm có tiêu chuẩn, nguyên tắc không có tiêu chuẩn. Mặc Hàm nói, yên tâm, sẽ không làm khó ngươi. Ta nghe nói Đông Nghiễm Sinh cố ý kết thúc Hiển Hồng nông trường sinh ý. Hứa Thuần Lương cũng nghe Đông Nghiễm Sinh nói qua, bất quá khi đó Đông Nghiễm Sinh vừa mới cha trở thành bệnh bạch huyết, lại cùng nhi tử quan hệ không hòa thuận, lúc ấy là tại nản lòng thoái chí chi ra quyết định. Hiện tại Đông Nghiễm Sinh bệnh tình đã có chuyển biến tốt, quan trọng hơn là hắn cùng nhi tử quay về tại tốt, ý nghĩ có phải hay không có biến hóa còn khó nói. Hứa Thuần Lương tướng tình hình thực tế bẩm báo,
Mặc Hàm để hắn hỗ trợ an bài mình cùng Đông Nghiễm Sinh gặp mặt một lần, đôi này Hứa Thuần Lương tính không bên trên việc khó gì, bất quá Đông Nghiễm Sinh hiện tại người tại Nam Giang vẫn chưa về, Mặc Hàm muốn mau sớm nhìn thấy Đông Nghiễm Sinh chỉ có thể đi Nam Giang. Sáng ngày thứ hai Hứa Thuần Lương cùng Trịnh Bồi An cùng đi Tô gia là Tô Thiên Vũ tái khám, dựa theo Trịnh Bồi An yêu cầu, Tô Thiên Vũ trong khoảng thời gian này đều đang tiến hành tắm thuốc, từ mặt ngoài nhìn, trạng huống của hắn cũng không bất kỳ biến hóa nào. Trịnh Bồi An trước là Tô Thiên Vũ bắt mạch, cảm giác Tô Thiên Vũ mạch đập so với lần trước trở nên hữu lực, đo đạc huyết áp thăng cao, áp lực thấp tăng đến 105 vang khúc. Trịnh Bồi An nhìn Hứa Thuần Lương một chút, trước khi tới đây Hứa Thuần Lương đã đem khả năng gặp phải tình huống nói cho hắn, Tô Thiên Vũ biểu hiện ra triệu chứng cùng Hứa Thuần Lương dự đoán cơ hồ không kém chút nào. Trịnh Bồi An trong lòng ngầm thầm bội phục, đi qua vẫn cho là tiểu tử này không có học y chi tâm, đặt vào như thế điều kiện tốt không chịu nghiên cứu tổ truyền y thuật, đối trung y chỉ là hiểu rõ một cái da lông, thông qua lần này trị liệu kinh lịch, Trịnh Bồi An phát hiện, trung y cũng là dựa vào thiên phú, gia học uyên thâm bốn chữ này không phải là không có đạo lý. Hậu thiên lại cố gắng, cũng vô pháp trở thành thần y, Hứa Thuần Lương loại thiên tài này dùng bình thường logic là không cách nào giải thích. Dựa theo bọn hắn trước đó thương lượng xong sáo lộ, Trịnh Bồi An sát có kỳ sự giúp đỡ Tô Thiên Vũ bắt mạch về sau, hướng Tô Tình nói, Tô Tiểu Thư, sau đó phải thi hành châm cứu trị liệu. Tô Tình mặc dù không nhìn thấy phụ thân có rõ ràng cải biến, nhưng là trong khoảng thời gian này phụ thân giấc ngủ cải thiện rất nhiều, nàng mang lấy phụ thân đi tìm rất nhiều chuyên gia. Mỗi lần đều là ôm hy vọng mà đi, thất vọng mà về. Nếu như không phải Hứa Thuần Lương nhiệt tình đề cử, nàng hẳn là sẽ không cân nhắc trở về Đông Châu bản địa cầu y, dựa theo người bình thường chính thường tư duy, liền tỉnh thành chuyên gia đều không thể giải quyết chứng bệnh, Đông Châu bác sĩ trên cơ bản cũng là bất lực. Đạt được Tô Tình cho phép về sau, Trịnh Bồi An đưa ra để Hứa Thuần Lương là Tô Thiên Vũ châm cứu. Tô Tình thần sắc ngạc nhiên, không rõ vì cái gì Trịnh Bồi An vì sao không tự thân đi làm. Đây là vì phụ thân chữa bệnh, cũng không phải để thầy thuốc trẻ tuổi thực tập thời điểm, phụ thân bệnh đến nặng như vậy, vạn nhất bị Hứa Thuần Lương đâm ra một chuyện bất trắc thật là như gì. Tô Tình thừa dịp Hứa Thuần Lương ra ngoài rửa tay thời điểm, đi theo ra ngoài, nhỏ giọng nói, người muốn vì cha ta ghim kim. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, người không tin ta. Tô Tình thái độ nằm trong dự đoán của hắn, Tô Tình thậm chí đều không biết hắn sẽ xem bệnh, trung y nghề này, kinh nghiệm lâm sàng phi thường trọng yếu. Bình thường trung y khoa đều là tóc trắng xóa lão đại phu nổi tiếng. Tô Tình giải thích nói, ta không là không tin ngươi, mà là cá nhân ta cảm thấy Trịnh chủ nhiệm kinh nghiệm phong phú hơn một chút. Nói xong chính nàng đều không có ý tứ, ngươi chớ để ý a. Hứa Thuần Lương nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, Trịnh chủ nhiệm chẩn đoán điều trị tổng hợp trình độ khẳng định cao hơn ta, nhưng là tại châm cứu phương diện thật đúng là không nhất định so với ta mạnh hơn, ngươi quên ta nhà là mở hồi xuân đường. Ta từ nhỏ tại gia gia bên người học tập châm cứu xoa bóp, sớm liền được hắn chân truyền, không phải ta thổi, ta tài châm cứu tại Đông Châu là phải tính đến. Tô Tình nháy nháy mắt, nghe hắn vẫn là rõ ràng tại thổi. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ bả vai của nàng nói, yên tâm đi, ta sẽ không cầm ba ba của ngươi tính mệnh làm trò đùa. Tô Tình nhìn qua ánh mắt của hắn, bỗng nhiên đối với hắn liền sinh ra một chút lòng tin, gật đầu nói, xin nhờ. Hứa Thuần Lương rửa sạch hai tay. Trở lại Tô Thiên Vũ gian phòng, hắn từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra Tô Thiên Vũ bệnh căn chỗ, không là cái gọi là não tắc nghẽn di chứng, mà là sau khi trúng độc, lại bị đả thương người ở vô hình thất thương quyền pháp phá hủy kinh mạch phế bỏ võ công. Về phần Tô Thiên Vũ biểu hiện ra não tắc nghẽn triệu chứng hoàn toàn là bởi vì thể nội máu độc tắc nghẽn, ngăn chặn mạch máu. Trước đây để Tô Thiên Vũ tiến hành tắm thuốc, mục đích đúng là mềm hóa trong cơ thể hắn tắc nghẽn máu độc. Máu độc hình thành tác động mạch cùng thể nội bình thường tác động mạch không cùng, phát bệnh tương đối nhanh, nhưng là chỉ cần tìm được chính xác giải độc phương pháp, bên trong cùng rơi thể nội độc tố, liền có thể triệt để chữa trị. Nhưng là Tô Thiên Vũ trúng độc thời gian quá lâu, cho dù gặp được Hứa Thuần Lương vị này giải độc đại sư, cũng phải cần tương đối dài một đoạn thời gian, còn có một nguyên nhân là Tô Thiên Vũ hiện tại thể chất lệch yếu, trị liệu bên trên không thể nóng vội, nhất định phải tuần tự tiến dần. Hứa Thuần Lương lấy ra ba cạnh châm, hắn hôm nay không phải phổ thông châm cứu, mà là đâm lạc lấy máu, vốn định Tô Tình né tránh, nhưng Tô Tình kiên trì lưu lại hắn cũng đành phải thôi, xem ra Tô Tình đối y thuật của mình vẫn là khuyết thiếu tín nhiệm. Đâm lạc lấy máu liệu pháp chính là tại đặc biệt kinh lạc tuần hành bộ vị, áp dụng kim châm thủ pháp, để tự hành chảy ra, hoặc dùng nhổ bình thủ pháp tướng trầm tích trong kinh lạc tụ huyết sắp xếp ra ngoài thân thể phương pháp.
Chỉ có thông qua loại phương pháp này, mới có thể gia tốc Tô Thiên Vũ bài xuất độc tố quá trình. Hứa Thuần Lương phương án trị liệu là mỗi cách một đoạn thời gian giúp hắn sắp xếp ra bên trong thân thể bộ phận máu độc, lợi dụng dược vật thúc đẩy Tô Thiên Vũ tân sinh tạo máu, chờ thân thể của hắn khôi phục chi về sau, tiếp tục lặp lại lấy máu quá trình. Đâm lạc lấy máu trị liệu lấy huyệt cùng kim châm cứu trị liệu lấy huyệt có giống nhau địa phương cũng có địa phương khác nhau. Giống nhau địa phương đều là căn cứ trung y tạng phủ, kinh lạc, khí huyết lý luận biện chứng thi trị, cũng đều tuân theo mặt huyệt gần trị tác dụng, xa trị tác dụng, đặc thù tác dụng đến tuyển huyệt, phối huyệt. Địa phương khác nhau là kim châm lấy máu tiến châm bộ vị không nhất định tại 14 kinh huyệt bên trên, có là cách huyệt không rời trải qua. Chủ nếu là lựa chọn sử dụng huyệt vị chỗ hoặc huyệt vị phụ cận ứ ngăn rõ ràng máu lạc. Có khi lựa chọn sử dụng huyệt vị từ kinh lạc tuần hành phương diện đến xem, cùng bệnh biến bộ vị cũng không liên quan, nhưng ở thực tế phương diện kinh nghiệm lại là đi hữu hiệu. Hứa Thuần Lương chọn lựa đầu tiên thập tuyên huyệt, cộng tuyên huyệt vị tại nhân thể 10 ngón tay nhọn, khoảng cách móng ngón tay cùng ngón tay thịt biên giới không một tấc, hai bên trái phải cộng lại chung 10 cái huyệt. Thường xuyên xoa bóp cộng tuyên huyệt chỗ tốt chính là có thể trị liệu mất ngủ, bị cảm nắng, cao huyết áp các loại tật bệnh. Xoa bóp 10 tuyên huyệt, thuận tiện nhất phương thức là dùng ngón cái móng tay dùng sức lặp đi lặp lại nặng bóp, lấy có đau nhức cảm giác làm chủ, đâm kích tổng thời gian mỗi lần lấy không cao hơn 5 phút đồng hồ là nghi, truyền thống trung y thường xuyên thông qua châm cứu 10 tuyên huyệt đến trị liệu tiểu nhi co giật. Hứa Thuần Lương hạ châm quả quyết, cấp tốc dùng 3 cạnh kim châm phá Tô Thiên Vũ hai tay cộng tuyên huyệt. Tướng hai tay của hắn đặt dự đoán chuẩn bị tốt inox khai bên trong, bị đâm phá 10 tuyên huyệt chậm rãi toát ra giọt máu màu đen. Lại đâm 12 tỉnh huyệt. 12 tỉnh huyệt, từ 12 trải qua tỉnh huyệt tạo thành, đồng đều ở vào tứ chi cuối cùng. Tức ít thương phế kinh, bên trong sông tâm bao trải qua ít sông tâm kinh thương dương, đại tràng kinh quan sông tam tiêu kinh thiểu trạch tiểu tràng kinh, ẩn bạch, tỳ trải qua, lớn thật thà can kinh, dũng tuyền thận trải qua, lệ đổi, vị kinh, đủ khiếu âm, đảm kinh trí âm, bàng quang kinh kim châm không, một không, hai tấc. Lại đâm hai chân chỉ mũi nhọn, cũng là nói chúng tim đen, mục đích là kích thích đầu mút dây thần kinh, giảm bớt sọ não áp lực, Tô Thiên Vũ bệnh căn là chúng độc thụ thương, nhưng là não bộ nhận lấy ảnh hưởng. Cho nên mới sẽ biểu hiện ra cùng loại với não tắc nghẽn triệu chứng. Hứa Thuần Lương hạ châm chính xác không sai, hành châm như nước chảy mây trôi, Tô Tình một bên nhìn xem, lúc này mới hơi yên lòng một chút, nghĩ khởi Hứa Thuần Lương vừa mới đối với nàng nói tới kia lời nói, không tệ, hắn là hồi xuân đường xuất thân, Hứa lão tiên sinh duy nhất cháu trai, mà lại người khác tốt như vậy, làm sao có thể lừa gạt mình. Nghĩ tới đây, gương mặt xinh đẹp không tự chủ được đỏ lên. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Trịnh Bồi An nhìn thấy Hứa Thuần Lương châm pháp, chỉ có tự than thở không bằng, đây chính là thiên phú a, khó trách sư phụ thường nói hắn cháu trai bảo bối này là dị bẩm thiên phú trung y kỳ tài, liền Hứa Thuần Lương tay này châm pháp, mình cũng không đuổi kịp, hắn tài học y bao lâu. Chỉ sợ mình đi theo sư phụ học cả một đời, cũng không đạt được Hứa Thuần Lương cảnh giới. Mũ cộng trừ 2. Hứa Thuần Lương đổi kim châm cứu, lựa chọn bối du huyệt. Bối du huyệt là chỉ ngũ tạng lục phủ chi khí thua trú tại phần lưng mặt huyệt, thuộc túc thái dương bàng quang kinh kinh huyệt. Bối du huyệt toàn bộ phân bố tại phần lưng đủ thái dương kinh thứ nhất chắc tuyến bên trên, tức sau chính giữa tuyến, đốc mạch, bên cạnh mở 1.5 tấc chỗ. Bối du huyệt cùng tương ứng tạng phủ vị trí cao thấp cơ bản nhất trí. Kim châm về sau lại đi nhổ bình lấy máu. Truyền thống trung y châm cứu lấy máu liệu pháp đối máu nóng chứng, máu động chứng, nóng ướt chứng, máu động chứng có rất tốt hiệu quả trị liệu. Trải qua cục bộ lấy máu nhưng làm dịu máu động hiện tượng, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, nhưng khơi thông kinh lạc, thanh nhiệt giải độc, đối thân thể tật bệnh cũng có thể tạo được trị liệu tác dụng. Nhưng là đối thân thể bản thân máu hư, mê muội, thiếu máu, không còn chút sức lực nào, khí huyết không đủ người thì không nên áp dụng châm cứu lấy máu liệu pháp. Tô Thiên Vũ trên thân chảy ra không ít máu đen, tanh hôi vô cùng, nghe ngóng muốn ói. Trịnh Bồi An hiện tại hoàn toàn biến thành Hứa Thuần Lương phụ tá. Dùng khảm tử kẹp lấy rượu sát trùng cầu kịp thời tẩy Tô Thiên Vũ trên thân máu đen, hắn hiện tại đã bắt đầu minh bạch Hứa Thuần Lương phương án trị liệu, bội phục Hứa Thuần Lương thủ pháp châm cứu đồng thời, Trịnh Bồi An cũng có một ý tưởng, nếu như nói Tô Thiên Vũ thể nội bên trong có lưu lại độc tố, vì cái gì không tóe đi huyết dịch thẩm tách. Lợi dụng hiện đại chữa bệnh phương pháp chẳng phải là càng thêm cấp tốc. Là Tô Thiên Vũ đâm lạc lấy máu về sau, Hứa Thuần Lương hỗ trợ đem hắn đưa vào sớm đã chuẩn bị xong tắm thuốc bên trong. Hôm nay thuốc vật có chỗ điều chỉnh, lúc này tắm thuốc,
dược vật có thể thông qua còn chưa hoàn toàn khép kín mặt huyệt tốt hơn thẩm thấu đến bệnh trong cơ thể con người, đưa đến bên trong cùng thể nội độc tố, bồi dưỡng căn bản tác dụng. Tô Thiên Vũ trải qua lần này trị liệu cũng là mỏi mệt vô cùng, Tô Tình để Hứa Thuần Lương bọn hắn rửa tay về sau, ngồi xuống trước uống trà, nàng tướng phụ thân đưa về phòng ngủ nghỉ ngơi. Hơi cả sửa lại một chút mới trở lại phòng khách, áy náy nói, để hai vị bị liên lụy. Hứa Thuần Lương cười nói, người quá khách khí. Lúc này bảo mẫu mua thức ăn trở về, Tô Tình đưa ra mời hai người lưu lại ăn cơm. Hứa Thuần Lương cùng Trịnh Bồi An cũng không có khách khí, Tô Tình tự mình xuống bếp, đừng nhìn nàng sinh ra dung mạo không dính khói lửa trần gian bộ dáng, nhưng chủ nghệ có chút tinh xảo, nấu nướng tiên tạc mọi thứ tinh thông. Trịnh Bồi An đi phòng bếp hỗ trợ một hồi liền ra, thấp giọng hướng Hứa Thuần Lương nói, lợi hại a, hiện tại tuổi trẻ nữ hải biết làm cơm không nhiều lắm. Hứa Thuần Lương cười nói, làm sao? Tay ngứa ngáy, nghĩ sao hai cái đồ ăn biểu hiện một chút. Trịnh Bồi An nói, người ta tấm lòng thành, chúng ta vẫn là chờ lấy ăn đi. Hắn hướng Tô Thiên Vũ cửa phòng nhìn một mắt, hạ giọng nói, người cảm thấy hắn còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hứa Thuần Lương hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là không thích hợp bây giờ nói luận vấn đề này, Tô Thiên Vũ là chúng độc cùng nội thương tạo thành trước mắt tình trạng này, nếu như thụ thương không lâu sau liền gặp được mình, khả năng đã sớm khôi phục. Chỉ tiếc trạng huống của hắn bị người ngộ phán, mấy chuyến trì hoãn, nội thương kéo dài không càng, độc tố cũng không thể tới lúc thanh trừ, từ đầu đến cuối lưu tại thể nội, cho nên mới đối thân thể tạo thành như thế lớn tổn thương. Hứa Thuần Lương phương pháp trị liệu là trước dùng tắm thuốc hóa ứ, khiến cho Tô Thiên Vũ thể nội tắc nghẽn huyết mạch có thể mềm hóa, sau đó lợi dụng đâm lạc pháp thả ra trong cơ thể hắn bộ phận máu độc. Bởi vì Tô Thiên Vũ thân thể suy yếu, cho nên không thể nóng vội, thả ra bộ phận máu độc về sau lại dựa vào thông mạch hóa độc tán tổng hợp độc tố trong cơ thể của hắn. Dạng này trị liệu lấy một tuần vì một cái đợt trị liệu, chỉ ít duy trì 7 lần, mới có thể nhìn thấy một chút hiệu quả. Hứa Thuần Lương tin tưởng theo Tô Thiên Vũ thể nội độc tố thanh trừ, trạng huống của hắn sẽ bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp, về phần nội thương chữa trị càng không phải là nhất thời bán hội có thể giải quyết. Tô Tình làm xong đồ ăn, chào hỏi bọn hắn lên bàn. Hứa Thuần Lương nhìn thấy trên bàn sắc hương đều đủ thức ăn. Không khỏi khen, có thể a, vào tới phòng hạ đến phòng bếp. Tô Tình bị hắn thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, phải nói hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Nàng đi trong tủ rượu gỡ xuống hai bình Mao Đài, vậy vẫn là phụ thân nàng đi qua tồn thật tốt rượu. Trịnh Bồi An nói, mở ra cái khác rượu ngon như vậy, lãng phí. Tô Tình cười nói, Trịnh chủ nhiệm đều không thu tiền xem bệnh, vì cha ta bệnh tình bôn ba qua lại, cho dù tốt rượu cũng biểu đạt không được lòng cảm kích của ta. Muốn cảm ơn người vẫn là tạ ơn Thuần Lương, ta nhưng là hướng về phía hắn tới. Trịnh Bồi An có chút xấu hổ, mình chỉ là cái khôi lỗi, Hứa Thuần Lương mới là xuất thủ chữa bệnh cái kia. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng Tô Tình hảo bằng hữu, ở giữa bạn bè không cần đến nói tạ, ngài là người ngoài. Trịnh Bồi An cười nói, đến gặp, ta là người ngoài, hai người các ngươi mới là người một nhà. Một câu lại đem Tô Tình nói đến đỏ mặt, Tô Tình muốn chiếu cố phụ thân. Cho nên nàng không uống rượu. Trịnh Bồi An nói, ta nhìn nhà ngươi hẳn là thư hương môn đệ, đi qua Tô Tiên Sinh là làm việc gì? Tô Tình nói, cha ta là lớp 10 ngữ văn lão sư, phát bệnh trước đó còn tại mang tốt nghiệp ban. Trịnh Bồi An nói, ta đã nói rồi. Hứa Thuần Lương cũng không cho rằng Tô Thiên Vũ là một vị phổ thông thông cao trung lão sư, Tô Thiên Vũ đi qua rõ ràng là một vị võ giả, mà lại công phu không yếu, từ hắn chịu đến tổn thương đến xem. Hắn cũng là bị một vị khác cao thủ đả thương, Tô Tình cũng không hiểu rõ phụ thân của nàng. Tô Tình nói, đúng rồi, Hoa Niên tập đoàn quan danh chúng ta đài vượt năm tiệc tối, đến lúc đó các ngươi cũng tới tham gia A7. Hứa Thuần Lương lắc đầu, hắn cũng không biết chuyện này, trước đó Trịnh Bồi An bái sư thời điểm Bùi Lâm ngược lại là dự định làm thật sao liên hoan tiệc tối, còn muốn để hắn hỗ trợ mời Tô Tình tới chủ trì, Hứa Thuần Lương lúc ấy cũng không có coi thành chuyện gì to tát. Bất quá Tô Tình nói đến cùng Bùi Lâm nói đến hẳn không phải là một chuyện, Tô Tình nói đến vượt năm tiệc tối là Đông Châu đài truyền hình tổ chức, Hoa Niên tập đoàn quan danh. Chẳng lẽ là Đường Kinh Luân muốn lợi dụng chuyện này mở rộng Hoa Niên lớn khỏe mạnh lực ảnh hưởng? Trịnh Bồi An cũng không có nghe được cái gì động tĩnh, Trường Hưng Bệnh viện chỉ là Hoa Niên tập đoàn một bộ phận, nhưng là quan danh vượt năm tiệc tối hẳn là cần không ít tiền đi, có số tiền này không bằng cho nhân viên phát phúc lợi, làm loại này hư đầu ba não đổ vật làm gì? Tô Tình nói,
hiện trường chuyên môn cho Trường Hưng bệnh viện lưu lại chỗ ngồi. Hứa Thuần Lương nói, ta đi về hỏi hỏi. Tô Tình cười nói, không cần hỏi, ta cho hai người các ngươi lưu khách quý vị trí. Hứa Thuần Lương đối loại này giải trí tiệc tối hứng thú không lớn, biết Tô Tình là muốn thông qua loại phương thức này hướng bọn hắn biểu đạt cảm ơn, hắn cũng không tiện cự tuyệt, đến lúc đó nhìn tình huống, nếu có thời gian, ngược lại là có thể đi cho Tô Tình cổ động một chút. Trịnh Bồi An say rượu không thể lái xe, Tô Tình mở ra tay lái của hắn, hắn cùng Hứa Thuần Lương đưa trở về, dù sao nàng buổi chiều còn muốn đi đơn vị. Trịnh Bồi An cùng Hứa Thuần Lương cùng đi hồi Xuân Đường. Hứa Thuần Lương nhìn thấy trước cửa ngừng một cỗ màu đen lớn và một chút liền nhận ra kia là Mặc Hàm xe, không khỏi nhíu mày, cô nàng này làm sao một người đến hồi Xuân Đường rồi. Còn chuyên chọn mình không có ở đây thời điểm. 2. Tô Tình xuống xe tướng chìa khóa đưa cho Trịnh Bồi An, phía trước không xa chính là trạm xe lửa, nàng đi bộ đi qua. Hứa Thuần Lương cùng với nàng ước định lần sau tái khám ngày, đưa mắt nhìn Tô Tình rời đi. Trịnh Bồi An nói, cô bé này cũng không tệ, dài đến xinh đẹp, tính tình lại tốt, còn biết làm cơm. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài vẫn là nhiều quan tâm chính mình sự tình. Hai người đi vào hồi Xuân Đường, còn chưa đi vào, liền nghe đến Hứa Trường Thiện cởi mở tiếng cười. Đi vào xem xét, lại là Hứa Trường Thiện đang cùng Mặc Hàm đánh cờ. Hứa Trường Thiện nhìn thấy bọn hắn trở về hướng Hứa Thuần Lương vẫy vẫy tay nói, Thuần Lương, người đến rất đúng lúc. Người ta Mặc tiểu thư cũng chờ ngươi hơn một canh giờ. Hứa Thuần Lương không hiểu nhìn qua Mặc Hàm, trong lòng tự nhủ ta để ngươi đợi. Ta hẹn ngươi rồi. Mực lúc nói, Hứa ra ra, hắn nhất định là có chuyện bận bịu, cho nên đem ta cùng hắn hẹn xong quên chuyện. Hứa Thuần Lương thầm than, cô nàng này nói lời bịa đặt bản lĩnh không thể so với ta chênh lệch, ngay trước ra ra mặt của bọn họ cũng không tiện chọc thủng nàng, gật đầu nói, đợi lâu a, hôm nay cùng Trịnh thúc nhiều uống một chút. Hứa Trường Thiện nhìn thấy Trịnh Bồi An rõ ràng mang theo chênh choáng, trừng mắt liếc hắn một cái nói, người cái dạng này buổi chiều như thế nào ngồi xem bệnh. Trịnh Bồi An hiện tại không làm gì ngay tại hồi Xuân Đường ngồi xem bệnh, bái sư về sau, Hứa Trường Thiện đối với hắn ngược lại trở nên hà khắc khắc, Trịnh Bồi An đương nhiên biết rõ sư phụ là muốn tốt cho mình, suy nghĩ nhiều dạy hắn một chút y thuật, tranh thủ thời gian chỉ vào Hứa Thuần Lương nói, ta không muốn uống, hắn không phải ép buộc ta. Hứa Trường Thiện nói, ngươi là hắn thúc, ngươi không muốn uống hắn còn có thể nắm vuốt cái mũi của ngươi rót. Ngang. Hứa Trường Thiện hít mũi một cái, uống mau thai. Lão gia tử cái mũi đủ nhọn. Trịnh Bồi An nhìn Hứa Thuần Lương một chút, Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Trịnh thúc, ngài đi trước phòng ta nghỉ một lát, Mặc Hàm, ngươi biết ông nội ta. Hứa Trường Thiện cười nói, đâu chỉ nhận biết, hiện tại đã là bạn đánh cờ. Hứa Thuần Lương nhìn qua Mặc Hàm. Không biết nàng thừa dịp mình không tại cho lão gia tử rót cái gì thuốc mê, cảm giác gia gia tốt giống rất thích nàng. Mặc Hàm nói, người có phải hay không đem về Nguy Sơn đảo sự tình đem quên đi. Hứa Thuần Lương giả ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, thế mà quên. Hắn cũng không muốn Mặc Hàm tại hồi Xuân Đường ở lâu, lúc đầu dự định hôm nay muộn chút thời gian trở về Nguy Sơn đảo, nhưng đã Mặc Hàm nói như vậy, dứt khoát mượn sườn núi xuống lừa, cùng gia gia nói một tiếng. Cùng Mặc Hàm cùng rời đi. Sau khi lên xe, Hứa Thuần Lương nói, có thể a, thừa dịp lúc ta không có ở đây đánh đột nhiên tập kích. Mặc Hàm nói, ngươi không phải nói muốn đi, ta hảo tâm cùng ngươi cùng đi, sao có thể gọi đánh đột nhiên tập kích đâu. Ngươi lại không làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Hứa Thuần Lương nói, thật đi a. Mặc Hàm nhẹ gật đầu, Loan Tổng cho nhiệm vụ của ta, để cho ta đi Nguy Sơn đảo thực địa khảo sát, ta đến Đông Châu chính là vì cái này. Hứa Thuần Lương để nàng lái xe đi cổ tuyền trấn bến tàu đã cải tạo hoàn thành, bọn hắn có thể từ nơi đó ngồi phà tiến về ở trên đảo. Trên nửa đường Vương Kim Vũ gọi điện thoại tới, hỏi hắn ở nơi nào, nguyên lai nay thiên phó trấn Tần Chính Dương tiến về Hiển Hồng nông trận khảo sát, ban đêm tại nông trường tiếp đãi, hắn chuyên môn nâng lên Hứa Thuần Lương, cho nên Vương Kim Vũ nghĩ mời hắn đi qua tiếp khách. Hứa Thuần Lương đánh giá một chút thời gian, hoàn toàn kịp, thế là đáp ứng. Nói cho Vương Kim Vũ mình ban đêm còn muốn mang một vị khách quý đi qua. Mặc Hàm chờ hắn đã cúp điện thoại, lạnh lùng nói, loại kia nhàm chán rượu cục không nên đem ta tính cả. Hứa Thuần Lương đem ban đêm có mặt người nói, Mặc Hàm trầm mặc xuống lần này tiến về Nguy Sơn đảo nhiệm vụ chủ yếu chính là thi xem xét Hiển Hồng nông trường. Mặc dù cùng Tần Chính Dương gặp mặt không tại nàng kế hoạch ban đầu bên trong, nhưng là gặp mặt một lần tổng không có chỗ xấu.
Hứa Thuần Lương để Mặc Hàm sang bên dừng xe, Mặc Hàm còn tưởng rằng hắn muốn đi nhà vệ sinh, không nghĩ tới hắn là muốn cùng mình thay đổi vị trí. Hứa Thuần Lương vừa học biết lái xe không có mấy ngày, hiện tại xe nghiện chính đại, nhìn thấy xe tốt cùng nhìn thấy cô gái tốt không sai biệt lắm, muốn cảm giác thụ cảm thụ. Triệu Phi Dương cùng Đồng Trường Hạo đàm đến cũng không thoải mái, Đồng Trường Hạo rõ ràng so Viên Bội Cường khó đối phó hơn. Đồng Trường Hạo đảm nhiệm Trường Hưng phó viện trưởng về sau muốn làm đến hai chuyện, một là muốn giải trừ kiểm tra sức khỏe trung tâm cùng y mỹ trung tâm nguyên lai nhận thầu hợp đồng, hai là khởi động khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết. Kiểm tra sức khỏe trung tâm lúc đầu nhận thầu hợp cuối năm đó đến kỳ, lúc đầu bệnh viện liền định đem thu hồi, về điểm này ngược lại là không có có bao nhiêu dị nghị, nhưng là y mỹ trung tâm nhận thầu người là Bùi Ngọc, trên thực tế là Bùi Lâm tại nhận thầu vẫn chưa tới một năm, hợp đồng ở nơi đó, cũng không thể xé bỏ hợp đồng, mặc dù Triệu Phi Dương cũng nghĩ tướng Bùi Lâm đầu tư từ Trường Hưng thanh lý ra ngoài, nhưng hiện tại là Đồng Trường Hạo nói ra, rõ ràng là không nể mặt hắn. Đồng Trường Hạo chỉ là tướng ý nghĩ cáo chi Triệu Phi Dương, hắn trọng điểm đàm phải là khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, mặt ngoài đối Triệu Phi Dương không phải thường tôn trọng, nhưng là trên thực tế chỉ là thông chi cao tầng quyết định. Triệu Phi Dương phi thường nén giận, Đường Kinh Luân ngay tại Đông Châu, dựa theo lẽ thường chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ hắn không nên cùng từ mình ở trước mặt nói chuyện. Mình dù sao cũng là Đông Châu Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty hữu hạn tổng giám đốc. Coi như người Đường Kinh Luân đổi canh không đổi thuốc chơi cái Hoa Niên lớn khỏe mạnh khái niệm, ta còn là thứ nhất phó tổng. Đường Kinh Luân hiện tại sở tác sở vi rõ ràng chính là tại vắng vẻ hắn, tại Đường Kinh Luân trong lòng thậm chí liền Hứa Thuần Lương đều so hắn quan trọng hơn. Triệu Phi Dương sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, Hoa Niên tập đoàn quả thật biến thiên, mặc dù Đường Kinh Vĩ vẫn là Hoa Niên tổng giám đốc, nhưng là thực tế quản lý Hoa Niên người biến thành Đường Kinh Luân. Triệu Phi Dương cũng tán thành kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, nhưng tiền từ đâu đến? Hắn phi thường rõ ràng Hoa Niên tập đoàn tình trạng tài chính, là không thể nào đến ba đầu đồng tiến. Từ tình huống hiện tại nhìn, Đường Kinh Luân coi trọng nhất phải là khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, như vậy thì vô cùng có khả năng đầu tư trọng tâm sinh check đi, nếu như hơn phân nửa tài chính hướng chảy khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, Trường Hưng bản bộ kiến thiết liền sẽ chịu ảnh hưởng. Triệu Phi Dương làm sao cũng không nghĩ tới. Lớn nhất khó khăn không phải đến từ Trường Hưng nội bộ, mà là tới từ Hoa Niên tập đoàn, hắn vốn cho rằng rời đi thể chế, liền có thể rời xa thể chế bên trong lục đục với nhau, buông tay buông chân hảo hảo làm một vố lớn, nhưng hiện thực lại cho hắn một cái tát vô tình. U ám nhiều ngày Đông Châu cuối cùng nghênh đón một cái tinh tốt hoàng hôn, tắm rửa lấy trời chiều phẩm một chén trà chiều là một kiện không phải thường hài lòng sự tình. Đường Kinh Luân đưa cho Bùi Lâm một cái túi, đưa cho ngươi. Bùi Lâm tranh thủ thời gian khoát tay nói, không cần. Đường Kinh Luân cười nói, cùng ta còn khách khí, lão thái thái chỉ có ngươi một cái con gái nuôi, ta cũng chỉ có ngươi một cái em gái nuôi, nhìn xem có thích hay không. Bùi Lâm từ bên trong xuất ra hộp quà, trong nội tâm nàng cũng tràn ngập tò mò, vị này làm ca ca đến tột cùng đưa cho mình lễ vật gì. Mở ra về sau bên trong là hai con phỉ thúy vòng tay, Bùi Lâm xem xét kia xanh tươi ướt át phẩm tướng, liền biết có giá trị không nhỏ. Cái này vị làm ca ca xuất thủ còn thật là hào phóng. Đường Tổng, lễ vật quý giá như vậy ta không thể nhận. Bùi Lâm ngoài miệng nói không thể nhận, nhưng vẫn không nỡ tướng lễ vật trả lại. Cầm đi, không phải ta sẽ tức giận. Bùi Lâm biết rõ thiên hạ không có miễn phí cơm chưa đạo lý, Đường gia lão thái thái nhận mình là con gái nuôi nhưng thật ra là Đường Kinh Vĩ chủ ý, Triệu Phi Dương đối với chuyện này cầm phản đối thái độ, nhưng Bùi Lâm vẫn là tự tác chủ trương nhận Đường lão thái thái làm cạn mẹ. Đường Kinh Luân mặc dù nói là mình trên danh nghĩa làm ca ca, nhưng giữa bọn hắn cũng không có đã từng quen biết, bao quát lần này gặp mặt cũng là Đường Kinh Luân chủ động đưa ra mời. Đường Kinh Luân mời nàng tới đây thời điểm còn đặc địa cường điệu muốn theo nàng đơn độc gặp mặt, Bùi Lâm minh bạch hắn ý tứ, đơn độc liền là muốn đem Triệu Phi Dương bài trừ bên ngoài. Làm Triệu Phi Dương vị hôn thê, nàng đã biết Triệu Phi Dương hai ngày này cũng không như ý, Đường Kinh Luân trở thành Hoa Niên tập đoàn CEO về sau. Đối lớn khỏe mạnh nghiệp vụ tiến hành gây dựng lại, lớn nhất cải biến chính là tướng lớn khỏe mạnh nghiệp vụ tháo rời ra. Bùi Lâm nghe được phong thanh, rất có thể sẽ đồng ý Mỹ trung tâm, từ khi đẹp vô cùng ngực lớn xích chân vũ mà về sau, Bùi Lâm toàn lực tiến quân y đẹp ngành nghề, hiện tại y Mỹ trung tâm nghiệp vụ vừa có khởi sắc, nếu như cứ như vậy đi, nàng nhưng không cam tâm. Kỳ thật Triệu Phi Dương nhiều lần biểu thị muốn để nàng cùng Trường Hưng bỏ qua một bên quan hệ, Bùi Lâm đều không có đáp ứng. Nếu như Đường Kinh Luân cũng là vì chuyện này, Bùi Lâm không thể không nhịn đau nhức làm ra bỏ qua,
nàng không phải là không có cái nhìn đại cục người, nếu như bởi vì y Mỹ trung tâm tồn tại ảnh hưởng đến Triệu Phi Dương tiền đồ, như vậy nàng chỉ có thể lựa chọn hy sinh, nàng phi thường rõ ràng hạch tâm lợi ích là Triệu Phi Dương, nhất định phải đem hắn bảo trụ. Đường Kinh Luân đơn giản giới thiệu một chút về mình tiếp xuống phát triển kế hoạch, Bùi Lâm càng nghe tâm tình càng là nặng nề, tay này vòng tay xem như đền bù sao. Mặc dù không vui, nhưng là nàng cũng muốn cho thấy thái độ, Đường Tổng yên tâm, ta sẽ cùng Đường Tỷ nói, hết thảy đều muốn là Trường Hưng phát triển nhường đường. Đường Kinh Luân cười nói, ta đã sớm nhìn ra người biết đại thể. Bùi Lâm thầm than, tại người dưới mái hiên sao dám không cúi đầu, Đường Kinh Luân thượng vị về sau chỉ sợ Triệu Phi Dương liền không có một ngày tốt lành qua. Đường Kinh Luân nói, tại Hoa Niên lớn khỏe mạnh tương lai phát triển bên trên, ta cùng Phi Dương cách nhìn hơi có chút khác biệt, hắn kiên cầm chữa bệnh làm chủ, ưu trước phát triển Trường Hưng Bệnh viện, thôi động hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết, tăng lên bệnh viện tổng hợp chẩn đoán điều trị trình độ, ta cũng đồng ý hắn tổng thể phương hướng, nhưng là từ Hoa Niên tập đoàn chỉnh thể lợi ích tới nói, dạng này con đường phát triển sẽ có một cái dài dằng dặc tích lũy kỳ, ta thân là Hoa Niên tập đoàn người cầm lái. Ta nhất định phải từ toàn cục cân nhắc, ta nhất định phải tìm ra nhất phù hợp tập đoàn lợi ích hạng mục ưu trước phát triển. Hắn nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà, lặng lẽ quan sát Bùi Lâm sắc mặt. Nhìn ra được Bùi Lâm chính đang cật lực bảo trì trấn tĩnh, nàng khẳng định là muốn cùng Triệu Phi Dương nhất trí trong hành động, nhưng là nàng cũng không phải là Trường Hưng nhân viên, thậm chí cũng không phải Hoa Niên một phần tử, cho nên nàng cũng không tiện ngay tại lúc này nói ra ý kiến. Đường Kinh Luân biết Bùi Lâm giờ phút này khẳng định là phi thường thấp thỏm, bởi vì chính mình cho ra tín hiệu là muốn đem nàng từ Trường Hưng thanh lý giải đi, cái này mang ý nghĩa nàng sẽ tổn thất một khoản tiền. Tại Đường Kinh Luân xem ra, đây chẳng qua là tiền trinh mà thôi, nhưng là đối với người bình thường mà nói, đây chính là một gốc không nhỏ cây dụng tiền. Đường Kinh Luân từ không tin trên đời này có vô hạn cách cục, cũng không tin có tuyệt đối lập trường, mỉm cười nói, ngươi hiện tại hẳn là hiểu ta tiếp xuống phương hướng phát triển, y Mỹ trung tâm cùng kiểm tra sức khỏe trung tâm đều là muốn rèn đúc hai đại trọng điểm, Hoa Niên lớn khỏe mạnh sẽ ở dưỡng lão, kiểm tra sức khỏe, y đẹp ba phương diện đồng thời phát lực, chung cũng tóe, ta dự định tướng y đẹp cùng kiểm tra sức khỏe giao cho ngươi đến phụ trách. Cái này nhất chuyển bẻ tới đến thật sự là quá nhanh, Bùi Lâm đều bị hắn lung lay một chút, có chút kinh ngạc nhìn qua Đường Kinh Luân, Đường Tổng. Gọi ca, Đường Kinh Luân cố ý giả ra không dáng vẻ cao hứng. Bùi Lâm minh bạch Đường Kinh Luân ý đồ, hắn khẳng định là muốn thông qua mình đến ngăn được Triệu Phi Dương, nếu như vẻn vẹn là một bộ vòng tay tử, nàng hoàn toàn có thể chống cự cái này dụ hoặc. Nhưng bây giờ Đường Kinh Luân là để nàng đến phụ trách kiểm tra sức khỏe cùng y đẹp, cái này hai khối lợi nhuận không thể bảo là không phong phú, nếu như nàng tiếp nhận, như vậy về sau nàng cùng Triệu Phi Dương hoàn toàn có thể bình khởi bình tọa. Bùi Lâm nói, ca, an bài như vậy không tốt à, ta cùng Phi Dương quan hệ cũng không thích hợp đảm nhiệm nhân vật này. Làm sao không tốt, ngươi có năng lực có nhân mạch, ta không phải đột nhiên tìm ngươi, chuyên môn với ngươi tiến hành một phen khảo sát. Phi Dương là Trường Hưng viện trưởng, ta muốn là phụ trách những này nghiệp vụ, chắc là phải bị người lên án. Đường Kinh Luân nở nụ cười, hắn là hắn, ngươi là ngươi, tha thứ ta nói thẳng, hiện ở thời đại này, liền xem như cặp vợ chồng cũng không đáng tin cậy, mình mạnh mới là thật mạnh, huống chi ta là gây dựng lại lớn khỏe mạnh nghiệp vụ. Phi Dương phụ trách phải là chữa bệnh kia một khối bên kia gọi Trường Hưng bệnh viện, cái này một khối là Hoa Niên lớn khỏe mạnh, ta kế hoạch về sau còn muốn làm y dược tiêu thụ. Phương diện này đều là ngươi cường hạng. Bùi Lâm rõ ràng tâm động, nàng nhấp một ngụm trà nói, ca, ta nghĩ trước trưng cầu một chút Phi Dương ý kiến. Đường Kinh Luân gật đầu nói, hẳn là, bất quá ta cảm giác hắn đại khái suất sẽ không đồng ý, ta cùng Phi Dương tiếp xúc thời gian mặc dù không nhiều, nhưng là ta đối với hắn còn tính là có chút hiểu rõ, hắn làm việc có chút lấy bản thân làm trung tâm, hẳn là sẽ muốn cầu ngươi làm ra hy sinh. Bùi Lâm đáy lòng phi thường tán đồng Đường Kinh Luân. Nàng lặng lẽ hỏi mình, dựa vào cái gì muốn ta hy sinh? Đường Kinh Luân nói, muội muội, nơi này có ta đối lớn khỏe mạnh chi tiết kế hoạch, người trở về trước xem hết mới quyết định. Vương Kim Vũ tại nông trường thiết yến chiêu đãi phó trấn trưởng Tần Chính Dương một nhóm, nông trường du thuyền bị Đại Hằng tập đoàn Lâm thời thuê, hiện đang chiêu đãi liền thống nhất đặt ở trên nước phòng ăn. Phòng ăn cũng là Lâm thời dựng lên, Hiển Hồng nông trại nội bộ muốn làm sao đóng liền làm sao đóng. Áp dụng nguyên nóng bơm sưởi ấm, thất bên trong ngược lại là ấm áp như xuân. Tổng hợp chấp pháp xử lý chủ nhiệm Lý Phương Lượng hôm nay cũng hộ tống Tần Chính Dương cùng một chỗ tới khảo sát, nhìn thấy mới xây phòng ăn,
hắn cũng không nói chuyện, hắn chính là cái nhân viên làm việc cấp trên không lên tiếng, hắn mới lười nhác xen vào việc của người khác. Vương Kim Vũ có chút không mò ra Tần Chính Dương mục đích của chuyến này, hắn còn là dựa theo thông thường hướng Tần Chính Dương giới thiệu nông trường trải qua doanh tình huống. Tần Chính Dương hôm nay khảo sát đến phi thường cẩn thận, kỹ càng hỏi thăm mỗi miếng đất sản xuất công dụng. Vương Kim Vũ biết theo cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết không ngừng thúc đẩy, Nguy Sơn Đảo đã trở thành rộng rãi nhà đầu tư trong mắt điểm nóng, hiện tại thổ địa giá cả liên tục tăng lên. Đều nói Đông Nghiễm Sinh có dự kiến trước, nhưng Đông Nghiễm Sinh đi qua Cầm Sơ chung là vì tình hoài, phát triển quê quán nông nghiệp, dẫn đầu các hương thân cộng đồng làm giàu, hắn cũng không có khả năng dự liệu được Nguy Sơn Đảo sẽ xây thiết cấp quốc gia nghỉ phép khu. Hứa Thuần Lương cùng Mặc Hàm cùng một chỗ tại bữa tiệc trước khi bắt đầu đuổi đến lúc đó, Tần Chính Dương nhìn thấy Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở hô, Hứa viện trưởng tới, đến bên cạnh ta ngồi, chúng ta hảo hảo tâm sự. Hứa Thuần Lương đem Mặc Hàm giới thiệu cho mọi người, Mặc Hàm trước đó yêu cầu không muốn giới thiệu nàng hiện tại xử lý công việc, liền nói là phổ thông bằng hữu. Mọi người ngồi xuống về sau, đề cử Tần Chính Dương mở màn đọc lời chào mừng. Tần Chính Dương cười nói, đừng làm như thế chính thức, cũng không phải họp, ta đến Hồ Sơn Trấn chủ yếu là nơi đó dân chúng phục vụ, sau đó suy nghĩ nhiều giao mấy người bằng hữu, các ngươi coi ta là thành bằng hữu là được. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta không còn sớm sẽ là bằng hữu sao? Mọi người cùng nhau nâng chén, cộng đồng uống hai chén rượu, Tần Chính Dương cảm tạ Vương Kim Vũ hôm nay thịnh tình khoản đãi, đưa ra lấy sau chính phủ sẽ tăng lớn đối bản xí nghiệp bồi dưỡng cường độ. Nhìn Tần Chính Dương nhất cử nhất động tràn đầy tự tin, Hứa Thuần Lương phát giác được hắn trở thành Hồ Sơn Trấn người đứng đầu hẳn là tấm bên trên đinh đinh sự tình, hắn cũng không quan tâm Hồ Sơn Trấn ban lãnh đạo biến động, hắn quan tâm phải là Mai Như Tuyết. Dựa theo Mặc Hàm thuyết pháp Mai Như Tuyết là sẽ không trở về, Hứa Thuần Lương quyết định năm sau muốn đi kinh thành nhìn xem, mặc dù biết Mai Như Tuyết không có việc gì, nhưng là hắn vẫn là lo lắng, liền chính hắn đều không rõ ràng khi nào trở nên như thế nhi nữ tình trường. Cùng Tần Chính Dương uống hai chén rượu, Hứa Thuần Lương đem Hoa Niên tập đoàn quyết định lập tức kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện sự tình nói. Tần Chính Dương cũng không có biểu hiện ra quá nhiều ngạc nhiên, kỳ thật ngày đó cùng Đường Kinh Luân lúc gặp mặt, Đường Kinh Luân liền làm ra phương diện này hứa hẹn, gặp mặt không lâu sau, Hoa Niên tập đoàn cao tầng biến động, Đường Kinh Luân trở thành Hoa Niên CEO, biết được cái này một tin tức về sau, Tần Chính Dương liền dự liệu được không giải quyết được vấn đề rốt cục đạt được giải quyết. Hứa Thuần Lương hỏi ngắm cảnh đường quy hoạch. Tần Chính Dương biểu thị đã liền cụ thể vấn đề hướng trong thành phố tiến hành phản hồi, kỳ thực là có mấy bộ phương án, trước mắt còn không có kết luận, chính phủ khẳng định sẽ cân nhắc đến các phương lợi ích. Hứa Thuần Lương cảm giác Tần Chính Dương có chút thủ đoạn, làm việc giọt nước không lọt, ngắm cảnh đường quy hoạch rất khó nói không phải hắn dùng để thi ép thủ đoạn. Cho dù là vận dụng thủ đoạn cũng không gì đáng trách, dù sao đối với chuyện này là Trường Hưng tiến độ chậm chạp. Nơi đó chính phủ cũng là lo lắng bọn hắn kéo toàn bộ nghỉ phép khu kiến thiết chân sau. Tần Chính Dương cũng không có trì hoãn quá lâu thời gian, 8 giờ tối liền cáo từ rời đi. Vương Kim Vũ còn không có uống cạn hưng để Hứa Thuần Lương chớ vội đi, hắn để đầu bếp làm chút ít đồ ăn đồ nướng bọn hắn tiếp tục hai trận. Hứa Thuần Lương biết Mặc Hàm không thích loại trường hợp này, để Vương Kim Vũ an bài trước cho nàng an bài khách phòng, Hiển Hồng nông trường có chuyên cửa dùng để chiêu đãi khách quý địa phương. Vương Kim Vũ để cho người ta mang theo Mặc Hàm đi vào ở, hắn cùng Hứa Thuần Lương tiếp tục uống rượu. Vương Kim Vũ cảm thán nói, cái này Tần Chính Dương thật sự là tinh lực hơn người, hôm nay nhưng làm ta cho mệt muốn chết rồi, bồi tiếp hắn Hiển Hồng nông trường trong trong ngoài ngoài tản bộ một lần, nghĩ không ra hắn đối nông nghiệp hứng thú như thế lớn. Hứa Thuần Lương cười nói, liền sợ ý của túy ông không phải ở rượu. Người có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương uống chén rượu, nói cái nhìn của mình. Nông nghiệp lại dày vò vẫn là như thế, Nguy Sơn đảo phương hướng phát triển đã trải qua xác định, chủ yếu là ngắm cảnh du lịch, Hiển Hồng nông trường chiếm lớn như vậy miếng đất, nếu như chỉ là dùng để làm nông nghiệp cùng thủy sản nuôi dưỡng, khẳng định không phát huy ra thổ địa giá trị lớn nhất. Vương Kim Vũ trải qua Hứa Thuần Lương nhắc nhở cũng cảm thấy Tần Chính Dương kẻ đến không thiện. Từ khi Đông Nghiễm Sinh sinh bệnh về sau, Hiển Hồng nông trường liền đã mất đi phương hướng phát triển, tại Đông Nghiễm Sinh đi Nam Giang trước đó. Hắn rất đến sinh ra kết thúc Hiển Hồng nông trường ý nghĩ. Vương Kim Vũ từ nhỏ đi theo Đông Nghiễm Sinh bên người, hắn là cái trung thực người chấp hành, nhưng tuyệt không phải một cái xứng chức lãnh tụ người vật, hắn cũng không cho là mình có thể lãnh đạo Hiển Hồng nông trường, hiện tại lớn nhất hy vọng chính là Đông Nghiễm Sinh có thể mau chóng khôi phục, một lần nữa bốc lên lãnh đạo gánh nặng.
Hứa Thuần Lương nói lên Hoa Niên tập đoàn đã quyết định đầu tư kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện sự tình, Vương Kim Vũ nâng chén chúc mừng, bất quá hắn đối này chủng loại hình bệnh viện cũng không hiểu rõ, coi là chính là kiến thiết viện dưỡng lão. Hứa Thuần Lương đang giúp hắn phổ cập khoa học thời điểm, nhìn thấy Mặc Hàm lại trở về, nàng đổi thân quần áo thể thao, tuyên cổ bất biến màu đen hệ, hướng hai có người nói, ăn thịt nướng cũng không bảo cho ta. Vương Kim Vũ cười nói, là ta sơ sót. Hứa Thuần Lương nói, ta là sợ nơi này hun khói lửa cháy hoàn cảnh không thích hợp ngươi vị này không dính khói lửa trần gian mỹ nữ. Vương Kim Vũ nổi lòng tôn kính, đây chính là chênh lệch, khó trách một đám tuyệt thế mỹ nữ vây quanh Hứa Thuần Lương xoay quanh, mình tuổi tác so với hắn lớn, nhưng phương diện này so với người ta quả thực là nhất thiên nhất địa. Mặc Hàm ngồi xuống hướng Vương Kim Vũ cười nói, Vương Tổng ngài tốt, ta mới vừa rồi không có làm tự giới thiệu. Nàng tướng đã sớm chuẩn bị xong danh thiếp đưa cho Vương Kim Vũ. Vương Kim Vũ tiếp nhận xem xét, xích đạo vốn liếng thị trường tổng thanh tra. Mặc Hàm gật đầu nói, khả năng ngài đối xích đạo vốn liếng còn chưa quen thuộc, chúng ta tại Đông Châu đầu tư một chút hạng mục, tỉ như ẩn hồ quan để cùng khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện. Hai cái này hạng mục đều rất nổi danh, Vương Kim Vũ đều nghe nói qua, hắn đối vốn liếng lý giải chính là đầu tư cho xem trọng hạng mắt, ngồi đợi thu lấy lợi nhuận. Bởi vì Mặc Hàm là cùng Hứa Thuần Lương cùng đi đến, cho nên Vương Kim Vũ coi là xích đạo vốn liếng muốn đầu tư Nguy Sơn đảo bệnh viện hạng mục. Mặc Hàm đưa ra nghĩ hai ngày này khảo sát một chút Hiển Hồng nông trường, hy vọng Vương Kim Vũ có thể tạo điều kiện dễ dàng. Vương Kim Vũ đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Mặc Hàm đến đi vội vàng, ngây người không đến 20 phút liền về nghỉ ngơi, đoán chừng cũng có chịu không được đồ nướng vị nguyên nhân. Vương Kim Vũ nhìn qua Mặc Hàm bóng lưng. Hướng Hứa Thuần Lương mở chừng hai mắt nói, cái này cũng phi thường xinh đẹp. Hứa Thuần Lương cười nói, ta có chút mặt mù, phân không rõ có xinh đẹp hay không. Vương Kim Vũ buông tha miệng xuyên nói, ta phải nhắc nhở ngươi a, bên cạnh ngươi dụ hoặc quá nhiều, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, ngàn vạn không thể phạm sai lầm. Hứa Thuần Lương nói, phương diện này ngươi cũng đừng quan tâm, ta từ nhỏ liền ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ta nhổ vào, Vương Kim Vũ cũng không tin. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cũng phải phân người, hắn cũng không tin Mặc Hàm loại này hỏa thủy cấp mỹ nữ ngồi tại Hứa Thuần Lương trong ngực hắn có thể bất loạn. Bất loạn mới là lạ. Hứa Thuần Lương nói, giữa người và người lại không thể có điểm tín nhiệm. Vương Kim Vũ nói, tin, nói ngươi luyện đồng tử công ta đều tin. Ngươi thế nào biết đến? Vương Kim Vũ cười ha ha, cùng hắn lại cạn một chén rượu, thấp giọng nói, đúng rồi, Mai Trấn trưởng đến cùng tình huống như thế nào? Lâu như vậy đều không gặp nàng trở về, hắn từ đầu đến cuối cho rằng Hứa Thuần Lương chính quy bạn gái là Mai Như Tuyết. Hứa Thuần Lương nói, trong nhà có một chút sự tình, lúc đầu nói đầu tháng sau trở về. Vương Kim Vũ nói, ta nhưng nghe nói nàng công việc phát sinh điều động. Nghe Tần Chính Dương nói đến. Vương Kim Vũ lắc đầu nói, dù sao có người tại truyền, ta không xác định, cho nên mới hỏi ngươi, đã ngươi nói tháng sau nàng trở về, hẳn là lấy ngươi làm chuẩn. Hứa Thuần Lương không muốn đối với chuyện này nghiên cứu thảo luận, nói tránh đi, Hoa Niên tập đoàn đã quyết định muốn kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, bổ nhiệm ta là chủ hoạch kiến lập chỗ chủ nhiệm. Vương Kim Vũ cười nói, chúc mừng a. Hắn chúc mừng phương thức chính là mời rượu. Hứa Thuần Lương cũng không gạt hắn, đem Đường Kinh Luân cố ý cùng bọn hắn chuyện hợp tác nói. Vương Kim Vũ nói, thổ địa chúng ta còn nhiều, rất nhiều hợp tác cũng không phải là không thể được, nhưng là ta nói không tính. Chuyện này ngươi còn đến cùng Đông Thúc nói, chỉ cần hắn gật đầu chuyện này liền thành, ta xem chuyện này không có vấn đề gì, ngươi nói chuyện tuyệt đối đỉnh dung. Hứa Thuần Lương đương nhiên biết rõ mình tại Đông Nghiễm Sinh trong lòng phân lượng, hắn chỉ cần mở miệng, Đông Nghiễm Sinh khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng là hắn không thể bạch muốn người ta phần nhân tình này, sinh ý liền là sinh ý, nhất định phải đôi bên cùng có lợi, Đông Nghiễm Sinh là lương tâm nông dân xí nghiệp gia, Đường Kinh Luân chỉ là một cái đầu cơ trục lợi thương nhân. Hai người nhân phẩm căn bản không tại một cái độ cao bên trên. Hắn cũng không phải không coi trọng song phương hợp tác, mà là không coi trọng Đường Kinh Luân nhân phẩm. Hứa Thuần Lương bây giờ nghĩ chính là lợi dụng lần này kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện thời cơ, tướng quyền chủ động nắm giữ tại mình tay bên trong. Đường Kinh Luân muốn lợi dụng hắn, hắn làm sao không thể lợi dụng Đường Kinh Luân. Thuật nghiệp hữu chuyên công, Hứa Thuần Lương đối hiện đại thương nghiệp cũng không nghiên cứu, nhưng hắn phi thường rõ ràng. Giống ăn thịt heo chưa hẳn muốn mình tự mình đi chăn heo, hắn không hiểu kinh thương, nhưng là bên người có tinh thông thương đạo người, Mặc Hàm chính là có sẵn một cái.
Mặc Hàm lần này đến đây chính là vì điều tra hoàn cảnh đầu tư, lấy đầu óc của nàng tăng thêm xích đạo vốn liếng thực lực, lại thêm Hiển Hồng nông trường thổ địa, nếu như bọn hắn có thể đạt thành hợp tác, như vậy Đường Kinh Luân lại quỷ cũng chỉ có uống nước rửa chân phần. Hứa Thuần Lương cũng không có cùng đi Mặc Hàm khảo sát, nếu như biểu hiện được quá nhiệt tình, khẳng định sẽ bị Mặc Hàm phát giác được hắn có chỗ mưu đồ. Hứa Thuần Lương bảo trì bình thản, trở về sau chuyện thứ nhất chính là tại bệnh viện đưa ra một gian phòng làm việc, thành lập Hoa Niên tập đoàn khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục Trù Hoài Kiến lập bộ chỉ huy. Hứa Thuần Lương tự mình đảm nhiệm bộ chỉ huy chủ nhiệm, Trương Hải Đào dựa theo yêu cầu của hắn trước tiên làm xong chiêu bài, đem bảng hiệu treo ở cửa bệnh viện bên cạnh. Hiệu quả đồ, xà bàn mô hình tất cả đều tại trong kế hoạch, không dùng đến quá lâu liền sẽ toàn bộ đến nơi. Hứa Thuần Lương chính trong phòng làm việc chỉ trỏ, trung thực mã tử Trương Hải Đào cung cung kính kính lắng nghe lãnh đạo chỉ thị, cái này lúc sau bí thư Đàm Hải Yến tiến đến, nàng bình thường rất ít chú ý bệnh viện sự tình, tại nơi này chính là kiếm sống, nhưng nghe nói thật muốn khởi động khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết, nàng cũng không thể tiếp tục bảo trì thờ ơ, đặc địa tới hỏi thăm một chút tình huống. Hứa Thuần Lương thanh Đàm Hải Yến ngồi xuống, cười nói, Đàm đại tỷ, nâng nâng ý kiến. Đàm Hải Yến nhìn chung quanh một chút văn phòng, có thể xách ý kiến gì? Ngoại trừ cổng bảng hiệu, theo tới giống nhau như đúc A không? Hứa Thuần Lương cũng ý thức được điểm này, đem chuẩn bị treo hiệu quả đồ cùng bày ra xa bàn địa phương cùng Đàm Hải Yến nói một lượt. Đàm Hải Yến càng nghe càng như cái tiêu thụ bán building chỗ, thấp giọng hỏi, người đây là muốn xây bệnh viện vẫn là phải lợp nhà? Hứa Thuần Lương nói, dựa theo Đường Tổng nói, muốn kiến thiết kiểu mới cộng đồng hình khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện. Đàm Hải Yến nhịn không được bật cười, mặc dù Nguy Sơn đảo bệnh viện chiếm cứ ở trên đảo tốt nhất một mảnh đất, nhưng diện tích tổng cộng mới bao nhiêu lớn, trừ bỏ kiến thiết bệnh viện địa phương đâu còn có dư thừa thổ địa đi kiến thiết dưỡng lão nhà trọ. Hứa Thuần Lương nói, Đàm tỷ, ngài còn chưa nói ý kiến đâu. Đàm Hải Yến lời nói thật thực nói ra, ta luôn cảm thấy chuyện này rất ma huyễn, làm sao đột nhiên liền muốn khởi công xây dựng. Một ngày không có chứng thực ta vẫn là không dám tin tưởng. Hứa Thuần Lương nói, yên tâm đi, lần này khẳng định là thật. Hắn đối Đường Kinh Luân hiểu mặc dù không nhiều, nhưng là hắn phi thường rõ ràng nhân tính. Đường Kinh Luân trở thành CEO về sau hắn bức thiết muốn chứng minh năng lực của mình, muốn chứng minh hắn so Đường Kinh Vĩ lợi hại. Trường Hưng hai kỳ công trình, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện, những cái kia tất cả đều là Đường Kinh Vĩ định chuyện kế tiếp. Đường Kinh Luân coi như đem cái này hai chuyện hoàn thành đến lại xinh đẹp cũng là cho đại ca hắn làm rạng rỡ thêm vinh dự. Cho nên Đường Kinh Luân mới có thể đối lớn khỏe mạnh sách lược tóe đi điều chỉnh, hắn muốn trọng điểm phát triển dưỡng lão cùng kiểm tra sức khỏe sản nghiệp, cũng chỉ có tài như thế có thể cấp tốc để chấn công trạng, mới có thể chứng minh hắn so đại ca càng mạnh. Mặc Hàm lúc này gõ cửa đi đến. Hứa Thuần Lương đứng dậy đón lấy, hoan nghênh Mặc Tổng đại giá quang lâm. Mặc Hàm tháo kính râm xuống, trêu chọc nói, các người cái này tiêu thụ bán building bộ khiến cho quá keo kiệt. Hứa Thuần Lương chỉ vào trên tường bảng hiệu nói, người không biết chữ. Mặc Hàm đương nhiên nhận ra, trên đó viết Hoa Niên tập đoàn khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục Trù Hoài Kiến lập bộ chỉ huy. Đàm Hải Yến nhìn thấy có khách nhân đến, đứng dậy cáo từ, Trương Hải Đào cũng cùng đi theo. Cà phê vẫn là trà, Hứa Thuần Lương biểu hiện được không phải thường khách khí. Mặc Hàm tuyển cà phê, nhìn thấy Hứa Thuần Lương làm cái duy nhất một lần chén giấy tử, lấy ra một bao nhanh tan cà phê. Mặc Hàm đuổi gấp ngăn cản nói, ta còn là uống trà đi, ta không cần chén giấy tử, được, ta còn là không uống. Hứa Thuần Lương nói, người này thật đúng là khó hầu hạ, đi thôi, đi phòng làm việc của ta uống trà. Mặc Hàm cùng hắn cùng đi văn phòng, Hứa Thuần Lương nấu nước pha trà. Mặc Hàm nhiều hứng thú nhìn xem nhất cử nhất động của hắn, khó trách không nỡ đi nơi này núi cao hoàng đế xa, nghiễm nhiên là một phương chư hầu diễn xuất. Hứa Thuần Lương cười nói, Thâm Sơn cùng cốc, còn chư hầu. Buồn khỉ còn tạm được, hôm nay khảo sát còn thuận lợi sao? Mặc Hàm nhẹ gật đầu, tiếp nhận hắn đưa tới một ly trà, nhấp một ngụm trà nói, Vương Kim Vũ thật nhiệt tình, Hiển Hồng nông trận thật sự là đồn không ít thổ địa, khó trách Đường Kinh Luân đánh bọn hắn chủ ý. Hứa Thuần Lương nói, thương nghiệp bí mật đừng tiết lộ ra ngoài. Mặc Hàm nói, người có biết hay không Hiển Hồng trong nông trại thật có một chút suối nước nóng? Hứa Thuần Lương lắc đầu, hắn đến Nguy Sơn đảo lâu như vậy đều chưa nghe nói qua. Mặc Hàm nói, chỉ là nhiệt độ nước không tính quá cao thôi đều tưởng rằng phổ thông nước suối, ta lấy chút hàng mẫu, mang về làm nước chất xét nghiệm. Hứa Thuần Lương nói, một chút đi,
ngươi lần này tới Nguy Sơn đảo đến cùng có ý đồ gì? Mặc Hàm nói, nếu như Đông Nghiễm Sinh thật muốn kết thúc Hiển Hồng nông trường sinh ý, Loan Tổng có thể cho ra một cái để hắn hài lòng giá cả, nếu như hắn không muốn kết thúc, chúng ta Xích Đạo tập đoàn cũng có thể đầu tư hợp tác. Hứa Thuần Lương nói, Đông Thúc ý nghĩ ta cũng không rõ ràng, hai ngày nữa ta về Đông Châu ở trước mặt hỏi một chút hắn, người nói hợp tác cụ thể là cái gì? Mặc Hàm nói, kỳ thật Đại Hằng tập đoàn bảo dưỡng Tiểu Trấn lý niệm rất tốt, nhưng là lấy bọn hắn nhất quán thủ pháp, nhất định làm không tốt. Ngươi không phải nói Đường Kinh Luân cũng cố ý cùng Hiển Hồng nông trường hợp tác, Hoa Niên tập đoàn hiện tại tình trạng tài chính căn bản trèo trống không khởi lớn như vậy mặt bài, Đông Nghiễm Sinh cũng không có làm khai thác kinh nghiệm. Hứa Thuần Lương nói, người ta nông nghiệp làm phải hảo hảo, vì cái gì nhất định phải làm khai phát. Mặc Hàm nói, người còn không có phát hiện Phó Trấn trưởng Tần Chính Dương ý đồ, hắn khảo sát Hiển Hồng nông trường mục đích là muốn kỹ càng giải nông trường thổ địa sử dụng tình huống. Hứa Thuần Lương nói, đó chính là nhớ thương Hiển Hồng nông trường thổ địa, lại nhớ thương cũng vô dụng, hợp đồng còn tại đó. Mặc Hàm nở nụ cười, người tại trên buôn bán thật sự là vô tri, có hợp đồng thế nào? Kiến thiết cấp quốc gia nghỉ phép khu là Đông Châu Thị làm ra quyết định, đi qua không có chứng thực trước đó, Hiển Hồng nông trường hoàn toàn chính xác làm ra xúc tiến kinh tế địa phương phát triển, cải thiện nơi đó quần chúng vào nghề vấn đề, nhưng là theo Nguy Sơn đảo khai phát, theo các đại tập đoàn vào ở, Hiển Hồng nông trường liền biến thành vướng víu. Hứa Thuần Lương nói, người nói là Hồ Sơn Trấn chính phủ nghĩ tá ma giết lừa rồi. Kỳ thật trước đó bọn hắn bệnh viện cũng đứng trước qua một lần dạng này nguy cơ, sau tới vẫn là bị hắn cùng Triệu Phi Dương liên thủ hóa giải, đương nhiên Mai Như Tuyết xuất lực không nhỏ, hiện tại Mai Như Tuyết phải chăng trở về không giải quyết được, nghĩ không ra đồng dạng nguy cơ phát sinh ở Hiển Hồng nông trường trên thân. Mặc Hàm nói, cũng không thể nói như vậy, ưu hóa sản nghiệp kết cấu là mỗi một chỗ chính phủ đều muốn cân nhắc được vấn đề. Ta nhóm lấy một thí dụ, nếu như Hiển Hồng nông trường phát hiện mỏ dầu, ngươi là khai phát mỏ dầu còn tiếp tục làm cái gì mới nông nghiệp? Hứa Thuần Lương không nói. Mặc Hàm nói, ngươi nói hợp đồng vấn đề cùng lắm thì là bồi thường, ta đoán chừng Đông Nghiễm Sinh đại khái suất không gánh nổi Hiển Hồng nông trường, nhưng là hắn cũng lại bởi vì chính phủ trưng dụng hắn nông trường thổ địa kiếm lấy một số lớn tiền đền bù. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có phải hay không được cái gì tin tức? Mặc Hàm cười nói, thật không có, ta chính là từ Tần Chính Dương trong lời nói nhìn ra được. Chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta làm sao lại không nhìn ra? Mặc Hàm nói, người không có thương nghiệp ánh mắt, ở phương diện này không đủ nhạy cảm. Hứa Thuần Lương ở phương diện này không thể phản bác, đã Hồ Sơn Trấn chính phủ đều muốn trưng dụng Hiển Hồng nông trường thổ địa, người còn muốn nói chuyện gì hợp tác? Mặc Hàm nói, ta quá rõ ràng những người này muốn cái gì ưu hóa sản nghiệp kết cấu để trấn kinh tế. Cái gì dân sinh công trình cuối cùng còn cũng là vì hai chữ. Hứa Thuần Lương khiêm tốn thỉnh giáo nói, cái nào hai chữ? Mặc Hàm lườm hắn một cái, còn tưởng rằng hắn không gì làm không được đâu, hôm nay trung thực, sụt rè, bộc lộ ra tri thức ngắn tấm. Hứa Thuần Lương nhìn Mặc Hàm thừa nước đục thả câu, suy nghĩ một chút nói, chiến tích. Mặc Hàm nhẹ gật đầu, cho nên lúc ban đầu bọn hắn sẽ đưa ra muốn tại bệnh viện các ngươi mở đường quy hoạch. Trừ phi ngươi có thể sử dụng một cái càng có sức thuyết phục phương án đi đánh động đến bọn hắn. Hứa Thuần Lương minh bạch Mặc Hàm ý tứ, nếu như Đông Nghiễm Sinh kiên trì không làm bất kỳ thay đổi nào, Hiển Hồng nông trường liền gặp phải bị trinh nguy cơ, nếu như Đông Nghiễm Sinh lựa chọn thuận theo Nguy Sơn đảo phát triển, phối hợp quốc gia nghỉ phép khu chiến lược làm ra điều chỉnh, tiến hành cái gọi là sản nghiệp thăng cấp, như vậy hắn liền có thể bảo trụ Hiển Hồng nông trường, thậm chí có thể từ nơi đó chính phủ thu hoạch càng nhiều chi cầm. Cùng nơi đó chính phủ liên hệ cần trí tuệ, kỳ thật cùng bất luận kẻ nào liên hệ đều là giống nhau, không thể luôn muốn mình hợp vừa, nhất định phải cân nhắc đến song phương cộng đồng lợi ích, tìm tới một cái tất cả mọi người có thể được đến chỗ tốt phương pháp, như thế mới có thể xích cho nên đến hợp tác vui vẻ tất cả đều vui vẻ. Hứa Thuần Lương chậm rãi nhấp một ngụm trà, cười tủm tỉm nhìn qua Mặc Hàm nói, từ ngươi lần đầu tiên tới thời điểm đã nhìn chằm chằm nơi này a. Mặc Hàm nói, lúc ấy thật đúng là không phải. Loan Tổng nhìn chúng phải là Đại Hằng, hắn để cho ta tới điều tra Đại Hằng tình huống. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Loan Ngọc Xuyên người này là đùa bỡn vốn liếng cao thủ, hắn đã từng cố ý thả ra thu mua Đại Hằng tin tức, từ đó kiếm lấy không ít lợi nhuận. Các ngươi đã đầu tư khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, chẳng lẽ còn muốn tại Đông Châu địa khu đầu tư một nhà đồng dạng tính tình dưỡng lão bệnh viện sao? Mặc Hàm cười nói, cũng đã nói với ngươi, Loan Tổng cùng khỏe mạnh Tổng Giám đốc Địch Bình Thanh là bằng hữu. Hắn chỉ là hỗ trợ, cố
cũng không phải là đầu tư, chúng ta cũng không tham gia khỏe mạnh bất luận cái gì vận doanh. Hứa Thuần Lương từ trong lời của nàng bắt được một chút mấu chốt tin tức, chẳng lẽ Xích Đạo vốn liếng lần này dự định tham gia thực thể vận doanh. Cho dù là Đường Kinh Luân quyết định kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, Hứa Thuần Lương cũng không cho rằng hạng mục này quy mô sẽ thêm hùng vĩ, chính như Mạc Hàm nói, Hoa Niên tập đoàn tình trạng tài chính không thể lạc quan. Ưu tiên kiến thiết nơi này đơn giản là hủy đi đông chắn bổ tây chắn làm pháp, không bài trừ lấy sau phát sinh biến cố khả năng. Đường Kinh Luân cùng Loan Ngọc Xuyên không hẹn mà cùng để mắt tới nơi này, đủ để chứng minh khỏe mạnh dưỡng lão ngành nghề chính là một khối lớn thịt mỡ, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều vốn liếng xông tới kiếm một chén canh. Khái niệm mặc dù là Trường Hưng nói ra, nhưng bây giờ chạy đến trước mặt lại là Đại Hằng. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng Đại Hằng bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn là treo đầu dê bán thịt chó, bọn hắn đã không có suối nước nóng, cũng không có bảo dưỡng phục vụ ủng hộ, nhưng là người nhà giỏi về làm khái niệm, nói trắng ra chính là bánh họa thật tốt. Dựa theo Đường Kinh Luân thuyết pháp, Đại Hằng chính là tại làm kém tệ khu trục lương tệ sự tình, nếu như bọn hắn không cách nào kịp thời làm ra phản ứng, như vậy Đại Hằng mục đích liền sẽ đạt thành, liền sẽ có rất nhiều dân chúng gặp nạn. Bọn hắn đem Đại Hằng hộ khách quần thể cho tranh thủ lại đây, tương đương với cứu vớt những dân chúng kia đồng đẳng với làm một trận việc thiện. Hứa Thuần Lương cho rằng Đường Kinh Vĩ cùng Đại Hằng trên bản chất không có bất kỳ cái gì phân biệt, đều là để mắt tới người ta trong túi dưỡng lão tiền, muốn nói có khác nhau cái trước dự định lấy tiền về sau xử lý chút sự tình, mà cái sau chỉ chuẩn bị cầm tiền lập tức vỗ mông rời đi. Mặc Hàm trên một điểm này cách nhìn cùng Đường Kinh Luân là nhất trí. Muốn cho dân chúng nhận rõ Đại Hằng xáo lộ tốt nhất xử lý pháp chính là so sánh. Thường nói hay lắm, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng, muốn chứng minh người khác không được biện pháp tốt nhất chính là ngươi lập một cọc tiêu. Hứa Thuần Lương cảm giác có chút ý tứ, Mặc Hàm mặt ngoài đối Trường Hưng cảm thấy hứng thú, nhưng là giấu giếm nhằm vào Đại Hằng ý tứ. Hứa Thuần Lương mặc dù không có học qua cái gì kinh doanh, nhưng là hắn giỏi về xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Độ cao hoài nghi Mặc Hàm là muốn minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương, hợp tác phía sau mục đích thực sự là muốn mượn này đến đả kích Đại Hằng, đi qua hắn liền đã từng thấy qua Loan Ngọc Xuyên đánh lén Đại Hằng tin tức, xem ra Loan Ngọc Xuyên còn chưa tâm chết. Muốn lợi dụng cơ hội lần này cho Đại Hằng một lần thống kích. Nghĩ không ra nho nhỏ Nguy Sơn đảo vậy mà thành làm vốn liếng đại ngạc tranh giành sân thi đấu, có phần tham dự trong đó Hứa Thuần Lương cảm giác đến đại chiến tiến đến trước hưng phấn. Buổi chiều Mặc Hàm muốn đi Nguy Sơn đảo bốn phía đi dạo, Hứa Thuần Lương lấy cớ bận quá không có thời gian để Trương Hải Đào phụ trách cùng đi, chủ yếu mục đích là muốn giám thị nàng động tĩnh. Trương Hải Đào đi theo Mặc Hàm tại Nguy Sơn đảo chuyển một ngày, cơ hồ tướng Nguy Sơn đảo chạy toàn bộ, ở giữa còn bò lên một chuyến Thạch Lương Sơn. Mặc Hàm về Hiển Hồng nông trường về sau, Trương Hải Đào hướng hắn báo cáo nàng kỹ càng lộ tuyến, nghe nói Mặc Hàm lại đi leo Thạch Lương Sơn. Hứa Thuần Lương phát giác nàng đối Thạch Lương Sơn thật đúng là tình hữu độc chung, lần trước gặp được nàng thời điểm chính là tại Thạch Lương Sơn, đoán chừng Mặc Hàm lại đi vụng trộm chụp hình, cô nàng này sở tác sở vi tựa như là một cái thương nghiệp gián điệp, cái này càng ấn chứng suy đoán của hắn. Có phát hiện hay không chỗ kỳ quái gì? Trương Hải Đào cẩn thận nhớ lại một chút, một ngày này liền theo Mặc Hàm đi vòng vo, hắn cảm thấy cũng không có gì chỗ đặc biệt, chợt nhớ tới một sự kiện, đúng rồi. Ta còn mang nàng đi tử phòng mộ dạo qua một vòng. Tử phòng mộ, chính là Trương Lương mộ A. Trương Hải Đào giải thích nói, Trương Lương là Tây Hán khai quốc công thần, cùng Tiêu Hà cùng Hàn Tín cùng một chỗ được xưng là Hán Sơ Tam Kiệt. Trương Lương phụ tá Lưu Bang thành lập Hán Triều, công huân rất cao, Tây Hán kiến quốc sau Trương Lương được phong làm Lưu Hầu, đất phong Lưu Thành, hôm nay đã không tồn tại, bị Nguy Sơn Hồ bao phủ. Bất quá tại Nguy Sơn đảo bên trên còn để lại một tòa Trương Lương mộ. Trong nước tuyên bố là Trương Lương mộ địa phương liền có hơn 100 chỗ, so như đất phong Lưu Thành, ẩn cư chi địa Lan Thi, chỗ tu hành Trương gia giới, đến cùng cái nào tòa là thật, học thuật giới trước mắt còn không có thống nhất kết luận. Hứa Thuần Lương đến Nguy Sơn đảo công việc lâu như vậy còn chưa hề đi Trương Lương mộ tham quan qua, chủ yếu là dân bản xứ cũng không thấy đến kia là cái cảnh điểm. Bởi vì Mặc Hàm nguyên nhân, Hứa Thuần Lương đối với nơi này sinh ra hứng thú. Ngày thứ hai bớt thời gian để Trương Hải Đào mang theo hắn đi một chuyến. Tử phòng mộ vào chỗ tại Thạch Lương Sơn dưới chân, trước mắt ngay tại sửa chữa kiến thiết, nguyên bản chỉ còn lại một cái đống đất nhỏ, bên cạnh còn có một tấm bia đá, phía trên khắc lấy Hán Lưu Hầu Trương Lương mộ, tấm bia đá này nhiều năm rồi, nhìn phía trên thời gian là Thanh Càn Long 2 năm đứng lên. Bởi vì Nguy Sơn đảo kiến thiết cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu, hiện tại cái này một mảnh chế tạo Lưu Hầu từ văn hóa vườn.
một mảng lớn giả cổ kiến trúc chính đang xây, trong nước du lịch cùng chất hóa nghiêm trọng, gần nhất như ong vỡ tổ đều đang làm loại này giả cổ cảnh khu, nghe nói Nguy Sơn đảo có kế hoạch tại bến tàu phụ cận chế tạo một đầu giả cổ thủy nhai dùng để hấp dẫn du khách. Hứa Thuần Lương đứng tại tử phòng mộ bên cạnh quan sát bia đá thời điểm, nghe được có người chào hỏi hắn, lại là nông thôn bác sĩ Liễu Sơn Dân vừa vặn đi qua từ nơi này, hắn cõng cái gùi, đang chuẩn bị lên núi hái thuốc. Hứa Thuần Lương hô, Liễu tiên sinh. Liễu Sơn Dân cười nói, Trương viện trưởng tới chơi à. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói nơi này có cái Trương Lương mộ cho nên tới xem một chút. Liễu Sơn Dân nói, một cái Gò Đất Tử nào có cái gì Trương Lương mộ, đều là dùng để hống người bên ngoài, dù sao chúng ta bản địa người đều không cảm thấy là cái gì cảnh điểm. Hắn là sinh trưởng ở địa phương Thạch Lương thôn nhân, khi còn bé thường xuyên ở chỗ này chơi, liền nói tòa này Trương Lương mộ, cũng không biết ở trên bột đạp bao nhiêu hồi, nghe nói phá bốn cựu thời điểm, nơi này còn bị người cho san bằng qua, liền tòa này Gò Đất Tử đều là về sau nặng mới chất đống. Hứa Thuần Lương chỉ bia đá nói, tấm bia đá này tổng không phải giả. Liễu Sơn Dân nói, bia đá không giả, nhưng ngươi nhìn xem phía trên Càn Long 2 năm, Càn Long 2 năm bọn hắn có thể biết Tây Hán năm đầu sự tình. Trương Lương chôn ở nơi nào bọn hắn liền kết luận như vậy. Chúng ta trong nước Trương Lương mộ hơn 100 cái, Trương Lương người nào? Chư Cát Sáng một người như vậy vật, trí tuệ siêu quần, trước kia tinh thông hoàng lão chi đạo hắn mộ há có thể để hậu nhân tùy tiện tìm tới. Trương Hải Đào nghe được như lọt vào trong sương mù, nhịn không được chen lời nói, cái gì hoàng lão chi đạo? Liễu Sơn Dân cười nói, cũng gọi hoàng lão chi học, chính là hoàng đế học thuyết cùng lão tử học thuyết, là hoa hạ đạo học chi nơi tụ tập. Hoàng đế nội kinh, đạo đức kinh các ngươi hẳn phải biết đi. Hứa Thuần Lương nghe được hoàng đế nội kinh, trong lòng không khỏi khẽ động, đi qua đế vương tướng tướng có tướng một chút chân quý tài bảo điển tịch làm vật bồi táng thói quen, chẳng lẽ Trương Lương trong mộ cũng có những vật này. Hắn đang muốn hỏi, không nghĩ tới Trương Hải Đào hỏi trước ra. Chủ yếu là Trương Hải Đào gần nhất đang nhìn trộm mộ tiểu thuyết, não mạch kín không tự chủ được đi lên, Liễu Đại Phu, cái này mộ bị người trộm qua sao? Liễu Sơn Dân cười ha ha, đều nói không phải mộ, chính là cái Gò Đất Tử, bên trong đều không có chôn người, nào có cái gì tuẫn táng phẩm. Không có chết theo phẩm, trộm mộ ai sẽ cảm thấy hứng thú? Trương Hải Đào nói, Trương Lương không phải chôn ở Nguy Sơn đảo sao? Liễu Sơn Dân lắc đầu nói, dù sao ta cảm thấy không phải. Bất quá ở trên đảo có không ít liên quan tới hắn truyền thuyết, liền nói cái này Thạch Lương Sơn có một chỗ hắn đi theo Xích Tùng Tử chỗ tu luyện. Trương Hải Đào mặc dù là người địa phương đều chưa từng nghe nói qua. Hứa Thuần Lương biết Xích Tùng Tử người, hào trái thánh. Học 5.000 văn, trong truyền thuyết thượng cổ tiên nhân, là trước nhận Viêm Hoàng, sau Khải Nghiêu Thuấn, đặt vững hoa hạ vạn thế cơ nghiệp Trung Hoa Đế Sư. Tương truyền là thần nông lúc phú sư, có thể vào lửa tự thiêu, theo gió mưa mà lên hạ. Dù sao là phi thường như bức, Hứa Thuần Lương tu luyện đỉnh phong thời điểm cũng không đạt được Xích Tùng Tử tình trạng. Xích Tùng Tử dạy thần nông thị khử bệnh duyên niên, hắn thường thường đi thần tiên ở lại Côn Luân Sơn, ở tại Tây Vương mẫu tảng đá cung điện bên trong. Viêm đế tiểu nữ nhi đi theo hắn học tập đạo pháp, cũng thành người trong chốn thần tiên, cùng hắn cùng một chỗ ẩn thoát ra thế. Nghe đồn Trương Lương lúc tuổi già cơ duyên xảo hợp gặp Xích Tùng Tử, đi theo Xích Tùng Tử tu luyện, về sau cũng phải đạo thành tiên. Bất quá có người nói đây chỉ là Trương Lương vì quy ẩn tìm kiếm một cái lấy cớ, Trương Lương là đại trí tuệ nhân vật, nhìn thấu lưu bang có mới nới cũ, qua cầu rút ván diện mục, cho nên tìm cái tu tiên lấy cớ công thành lui thân. Liễu Sơn Dân nói cho bọn hắn, Xích Tùng Tử chỗ tu luyện ngay tại Thạch Lương Sơn bên trên, nếu như bọn hắn muốn nhìn, có thể dẫn bọn hắn đi qua. Trương Hải Đào nghe xong leo núi liền nhức đầu không thôi, hôm qua đã đi theo Mặc Hàm bò lên một chuyến Thạch Lương Sơn. Đến bây giờ bắp chân còn chua đâu. Còn tốt Hứa Thuần Lương để hắn dưới chân núi trở lấy, Trương Hải Đào cầu còn không được. Hứa Thuần Lương đi theo Liễu Sơn Dân cùng nhau lên núi, Liễu Sơn Dân bởi vì muốn hái thuốc, cho nên lựa chọn con đường cùng bình thường mọi người thường đi lộ tuyến khác biệt. Cái này Thạch Lương Sơn mặc dù không lớn, nhưng là dược liệu chủng loại nhưng thật không ít. Hứa Thuần Lương giúp đỡ Liễu Sơn Dân đào một chút, gặp được một chút không thường gặp dược thảo cố ý thỉnh giáo một chút Liễu Sơn Dân. Liễu Sơn Dân thuộc như lòng bàn tay, tướng dược liệu hiệu dụng cùng tác dụng phụ đều nói đến rõ ràng rõ ràng. Hứa Thuần Lương đối Liễu Sơn Dân phi thường thưởng thức, đừng nhìn Liễu Sơn Dân cũng không phải là xuất thân chính quy, nhưng là hắn trung y tạo nghệ không cạn, coi như so với Trịnh Bồi An cũng có hơn chứ không kém.
Liễu Sơn Dân đã từng thấy tận mắt Hứa Thuần Lương là tiểu tư nam khu trừ xuân ti trùng, Hứa Thuần Lương chữa bệnh toàn bộ quá trình hắn đều tại trận, lúc ấy đối Hứa Thuần Lương y thuật kinh động như gặp thiên nhân, cũng là từ đó trở đi, hắn muốn bái Hứa Trường Thiện vi sư tâm nguyện liền trở nên càng phát ra bức thiết. Trước mấy ngày hắn đi tham gia xong Trịnh Bồi An nghi thức bái sư, Liễu Sơn Dân cũng hướng Hứa lão biểu đạt lòng của mình nguyện. Hứa lão không nói đáp ứng cũng không nói không được, cho nên Liễu Sơn Dân muốn thông qua Hứa Thuần Lương lại cùng già linh tử nói một chút. Hứa Thuần Lương nói cho Liễu Sơn Dân, lão gia tử đối với hắn ấn tượng không tệ, bất quá giả mắt gỗ đối với hắn còn không hiểu rõ, để hắn có thời gian đi thêm hồi xuân đường đi dạo, tỉ như bớt thời gian đi ngồi xem bệnh cái gì, đương nhiên cái này muốn nhìn Liễu Sơn Dân chính mình ý tứ. Liễu Sơn Dân lúc này biểu thị không có bất cứ vấn đề gì, hắn mỗi tuần đều có thể nhín chút thời gian đi hồi xuân đường, cũng không cầu thù lao, có thể nhìn thấy Hứa lão mắt gỗ, tự nhiên không lo đạt được chỉ điểm. Hứa Thuần Lương phát hiện coi như liên tiếp triệt để lui ra đến, hồi xuân đường cũng có thể tiếp tục, Trịnh Bồi An, Liễu Sơn Dân còn có Lý Gia Khoan, mỗi người đi giúp một ngày bận bịu, hồi xuân đường một tuần đều có thể bảo chứng 3 ngày kinh doanh. Hai người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác đi tới Liễu Sơn Dân nói tới xích tùng tử tu luyện chỗ. Hứa Thuần Lương đến tới chỗ về sau mới phát hiện nơi này mình đã từng tới, đây là hai đạo sườn núi, lúc trước Đông Nghiễm Sinh chính là từ nơi này rơi xuống, hắn cùng Thư Viễn Hàng liên thủ tướng Đông Nghiễm Sinh cứu lên. Liễu Sơn Dân nói, nơi này gọi hai đạo sườn núi, phía dưới có cái bình đài, đi đến có một vị tiên nhân động, nghe nói là Trương Lương hộ tống xích tùng tử chỗ tu luyện. Hứa Thuần Lương nói, người đi qua chưa? Liễu Sơn Dân nói, cái này hai đạo trên sườn núi đi qua thừa thải linh chi, ta đi qua cũng thường xuyên đi, bởi vì địa thế hiểm trở, bình thường đều là hai người phối hợp, đại khái tại 10 năm trước, cái này hai đạo sườn núi không biết xảy ra chuyện gì, dược thảo mảng lớn chết héo, cũng không có linh chi. Hứa Thuần Lương ghé vào vách đá nhìn xuống dưới, đừng nói linh chi, cái này trên vách đá dựng đứng liền liền thảm thực vật cũng không nhiều, quả nhiên như Liễu Sơn Dân nói đến như thế, thảm thực vật mảng lớn chết héo. Hứa Thuần Lương bỏ qua hai đạo sườn núi, bất quá lần trước là vì cứu người, lại thêm ban đêm trời hắc, căn bản không có quan tâm quan sát hoàn cảnh chung quanh. Liễu Sơn Dân nhắc nhở hắn cẩn thận chút, vạn nhất trượt chân rơi xuống nhưng rất khó lường. Hứa Thuần Lương quan sát đến địa hình, từ khi tu luyện thiên dưỡng thiên về sau, nội lực của hắn đã có chỗ khôi phục, kỳ thật lần trước cứu Đông Nghiễm Sinh thời điểm, hắn đều có thể gánh vác một người leo lên leo xuống, lại càng không cần phải nói hiện tại. Liễu tiên sinh, ta nghĩ đi xuống xem một chút. Liễu Sơn Dân nghe được Hứa Thuần Lương yêu cầu này lập tức lấy làm kinh hãi, không thể a, cái này vách núi thẳng từ trên xuống dưới, ngươi lại không có mang theo dây thừng. Hứa Thuần Lương cười nói, ta bình thường chính là luyện tập tay không leo núi, Liễu tiên sinh, ngài giúp ta lưu ý một chút chung quanh liền có thể. Hắn hơi cả sửa lại một chút. Liễu Sơn Dân lại khuyên hai câu, nhưng Hứa Thuần Lương chủ ý đã quyết. Liễu Sơn Dân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hứa Thuần Lương tay không bò xuống sườn núi, Hứa Thuần Lương thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt đến như cùng một con lớn hầu tử, Liễu Sơn Dân chăm chú nhìn trong chốc lát, tâm dần dần để xuống, người ta không phải khoác lác mà là hoàn toàn chính xác thân thủ đến, đi qua mình tại hai đạo sườn núi hái thuốc, trên lưng buộc lấy dây thừng còn phải nơm nớp lo sợ địa, nhìn Hứa Thuần Lương quả thực là như dẫm trên đất bằng, liền 3 phút đều vô dụng liền đi tới tầng thứ nhất bên dưới vách núi. Đây là Hứa Thuần Lương cố ý giữ lại thực lực, nếu thật là sử xuất bích hổ du tường thuật, liền 1 phút đồng hồ đều không cần, hắn là sợ dọa Liễu Sơn Dân. Nhẹ nhàng rơi vào khối kia bằng phẳng cự nham phía trên, khí tức bình ổn vẫn như cũ, dưới chân mặt đất còn có thể nhìn ra ảm đạm máu dấu vết, đây là lần trước Đông Nghiễm Sinh lưu lại, Hứa Thuần Lương hướng Liễu Sơn Dân phất phất tay nói, Liễu tiên sinh, yên tâm đi. Liễu Sơn Dân nói, tiên nhân động ngay tại ngươi bên trái đằng trước. Đại khái hơn 10 mét khoảng cách. Hứa Thuần Lương dựa theo hắn chỉ dẫn đi thẳng về phía trước, Liễu Sơn Dân nói tới tiên nhân động bị một mảnh khô cạn dây leo che lại, như quả không phải trước đó có người chỉ dẫn, căn bản sẽ không phát hiện. Hứa Thuần Lương đẩy ra dây leo dùng di động ánh đèn hướng bên trong chiếu một cái, bên trong quả nhiên là sơn động, cửa hang không lớn, chỉ có thể cho một cái trưởng thành thông qua. Đổi thành người khác đã sớm đánh lên chống lui quân, nhưng Hứa Thuần Lương kẻ tài cao gan cũng lớn. Từ chật hẹp cửa hang chui vào, động miệng kết đầy tơ nhện nhân thế, đi vào trong mấy bước, liền trở nên khoáng đạt rất nhiều, nhưng là độ sâu rất nhạt, đi vài chục bước liền đã đến cuối cùng, nếu như nói xích tùng tử tuyển nơi này mang theo Trương Lương tu luyện, như vậy hai người bọn hắn phẩm vị thật là không thế nào dạng.
Hứa Thuần Lương dùng di động chiếu sáng vách đá, nhìn thấy trên vách đá lại có họa, họa phải là dắt tay một nam một nữ, phía trên còn có danh tự, lại là Đông Nghiễm Sinh, Thư Lôi. Hứa Thuần Lương hơi chút suy nghĩ, lập tức minh bạch Đông Nghiễm Sinh đi qua khẳng định tới qua cái này tiên nhân động, 89/10 cùng Thư Lôi một lên, Thư Lôi hẳn là Thư Viễn Hàng mẫu thân, khi đó Đông Nghiễm Sinh hẳn là còn rất trẻ, mang theo Thư Lôi đến nơi đây u hội, thật là nghĩ không ra a. Nghĩ không ra lão Đông cư nhiên như thế lãng mạn, cái này cô nam quả nữ chạy đến trong cái hang này đến có thể làm gì? Làm không tốt Thư Viễn Hàng chính là ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Nghĩ tới đây Hứa Thuần Lương mình cười ra tiếng, thanh âm tại tiên nhân trong động quanh quẩn. Hứa Thuần Lương giờ mới hiểu được vì cái gì Đông Nghiễm Sinh lần kia sẽ kéo lấy một bộ tàn chân đến hai đạo sườn núi, nơi này là có lưu hắn cùng vợ tử Mỹ hảo hồi ức địa phương. Bởi vậy có thể thấy được, Đông Nghiễm Sinh nhất định yêu tha thiết thê tử của hắn. Hứa Thuần Lương tìm kiếm một vòng không có phát hiện gì, lại dọc theo đường cũ bỏ lên. Liễu Sơn Dân chờ hắn trở lại bên người mới nới lỏng khẩu khí, cảm thán nói, người cái này tay không leo núi công phu thật sự là quá lợi hại. Hứa Thuần Lương tin miệng Hồ Xiểm nói, đây là chúng ta Hứa gia tổ truyền kỹ nghệ, chính là vì hái thuốc chuẩn bị. Liễu Sơn Dân tin là thật, đối hồi xuân đường càng phát ra mê mẩn. Mặc Hàm lúc đầu kế hoạch buổi trưa hôm nay liền trở về, nhưng vừa vặn Đông Nghiễm Sinh một nhà trở về, Mặc Hàm quyết định lưu thêm một ngày tốt tốt cùng vị này nơi đó nhân vật truyền kỳ nói một chút. Đông Nghiễm Sinh thiếu Mặc Hàm một cái rất lớn ân tình, lúc trước bảo bối cháu trai bị bắt cóc thời điểm, là Mặc Hàm hỗ trợ chủ tập 450 vạn tiền mặt, lại là Mặc Hàm ra mặt tìm Loan Ngọc Xuyên tạo áp lực giải quyết nhi tử cừu gia Lê Tông Nguyên, nghe nói Mặc Hàm đến, tự nhiên trở lên tân đối đãi. Đông Nghiễm Sinh lần này trở về rõ ràng khí sắc tốt lên rất nhiều, hắn dự định ngốc 3 ngày sau đó lại về Trường Hưng tiến hành đến tiếp sau trị liệu. Mặc Hàm cũng không vội vu biểu minh bạch mình ý đồ đến, chỉ nói là tới du ngoạn, thuận tiện khảo sát một chút Nguy Sơn đảo đầu tư vòng cảnh. Đông Nghiễm Sinh nói, Nguy Sơn đảo hiện tại thế nhưng là đầu tư nóng thổ, từ khi trong thành phố quyết định tướng vùng này chế tạo thành cấp quốc gia độ giả khu, cả nước các đại khai phát thương đều đưa ánh mắt về phía nơi này. Mặc Hàm cười nói, Đông Tổng vượt mức quy định ánh mắt để cho người ta bội phục. Đông Nghiễm Sinh nói, ta chính là cái thổ báo tử, nào có cái gì vượt mức quy định ánh mắt, chỉ là đánh bậy đánh bạ dựng vào lần này xe. Hắn cũng không phải là khiêm tốn, lúc ấy chỉ muốn phát triển mới nông nghiệp, trợ giúp một chút hương thân hương lý, cũng không nghĩ tới Nguy Sơn đảo sẽ trở thành cấp quốc gia nghỉ phép khu. Đông Tổng đối Hiển Hồng nông trường tương lai phát triển có tính toán gì? Đông Nghiễm Sinh hướng phương xa nói chuyện Vương Kim Vũ cùng Thư Viễn Hàng nhìn thoáng qua nói, ta già, lại bị bệnh, không có gì đánh được rồi, về sau chủ yếu sự tình chính là chữa bệnh, bồi bồi ta tiểu tôn tử, nơi này ta chuẩn bị giao cho người trẻ tuổi. Mặc Hàm mỉm cười nói, Đông Tổng quả nhiên là cái đại trí tuệ người, không phải mỗi người cũng có thể làm đến giống ngài một dạng dòng chảy xiết dũng lui. Đông Nghiễm Sinh cảm khái nói, người sớm tối đều sẽ có một ngày này, ta còn cố ý khí. Nhưng là ánh mắt của ta không được, cùng không lên thời đại, hiện tại trên thương trường tung hoành đều là các ngươi dạng này thế hệ tuổi trẻ, ta lại không lui liền không thức thời. Mặc Hàm nhẹ gật đầu, ta nghe được một chút tin tức, quốc gia nghỉ phép khu sự phát triển của tương lai quy hoạch rất có thể dính đến Hiển Hồng nông trường. Đông Nghiễm Sinh cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngạc nhiên, hắn đã nghe Vương Kim Vũ báo cáo qua phó trấn trưởng Tần Chính Dương tới khảo sát sự tình tình, Đông Nghiễm Sinh mặc dù không có Mặc Hàm trình độ cùng lý luận tri thức. Nhưng là nhiều năm qua tại trong thương trường sờ soạng lần mò cũng rèn luyện ra cảm giác siêu cường lực, hắn lúc ấy liền đánh giá ra trong trấn 89/10 để mắt tới Hiển Hồng nông trường thổ địa. Dựa vào Đông Nghiễm Sinh đi qua tính tình, tay hắn nắm hợp đồng khẳng định sẽ kiên trì tới cùng, chỉ cần hắn có một hơi tại, người khác mơ tưởng động đến hắn một tấc đất, quá khứ là vệ quốc, hiện tại là bảo đảm nhà. Nhưng từ khi sinh bệnh về sau, Đông Nghiễm Sinh tính tình trong lúc vô tình phát sinh cải biến. Nhất là cùng nhi tử hòa giải chi về sau, Đông Nghiễm Sinh trở nên khiêm tốn lại tha thứ, bỏ qua ngàn vạn hắn lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, huống chi là cho chính phủ tổng thể quy hoạch nhường đường. Đông Nghiễm Sinh lắc đầu nói, mặc kệ, vẫn là để bọn hắn đi xử lý. Lúc này nhìn thấy một cỗ Santana hướng bên này lái tới, Vương Kim Vũ cùng Thư Viễn Hàng đồng thời nghênh đón, Hứa Thuần Lương đến. Hứa Thuần Lương sau khi xuống xe, trước cùng Thư Viễn Hàng lên tiếng chào hỏi. Sau đó trở về Đông Nghiễm Sinh trước mặt, cười nói, Đông Thúc, khí sắc không tệ nha. May mắn mà có người cho ta thuốc, Đông Nghiễm Sinh thanh âm cũng phi thường to, hắn cùng Hứa Thuần Lương ước hẹn trước đây,
Hứa Thuần Lương dạy hắn dưỡng huyết quy nguyên công chuyện này không thể ngoại truyền, coi như đối con trai con dâu của hắn cũng không thể nói. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Mặc Hàm cố ý nói, ngươi làm sao còn chưa đi à? Mực Ngầm tức giận lườm hắn một cái. Đông Nghiễm Sinh nói, tiểu tử ngươi làm sao cùng ta quý khách nói chuyện? Hứa Thuần Lương ở bên cạnh hắn ngồi xuống, là chính nàng nói chúng buổi trưa muốn đi, ta nghĩ đưa nàng còn không cho. Mặc Hàm nói, ta nghe nói Đông Tổng trở về, đương nhiên muốn gặp mặt lại đi. Đông Nghiễm Sinh nói, nghe được không, người ta là hướng về phía ta lưu lại, cũng không phải hướng về phía ngươi. Vương Kim Vũ nói, Đông Thúc, ta đã để cho người ta an bài buổi trưa yến. Mặc Hàm đứng lên nói, không được, ta cái này liền đi. Đừng a, ăn cơm xong hãy đi, ta an bài du thuyền đưa ngươi. Du thuyền mặc dù cho thuê Đại Hằng tập đoàn, nhưng là Đông Nghiễm Sinh muốn dùng vẫn là tùy thời điều động, lần này bọn hắn một nhà trở lại đảo chính là thông chi du thuyền đi đón. Mực Ngầm lắc đầu nói, thật không phải cùng ngài khách khí, ta hôm nay nhất định phải chạy về Nam Giang, chính là muốn theo ngài gặp mặt. Đông Nghiễm Sinh nói, Kim Vũ, an bài du thuyền đưa một chút. Hứa Thuần Lương hướng Mặc Hàm phất phất tay, Mặc Hàm nói, ngươi tới đây một chút. Hứa Thuần Lương chỉ có thể đưa nàng đi du thuyền, đi vào du thuyền bên cạnh, Mặc Hàm nói, qua mấy ngày Loan Tổng sẽ đích thân đi Đông Châu, ngươi an bài một chút Đông Tổng cùng hắn gặp mặt. Hứa Thuần Lương nói, ngươi làm sao không trực tiếp nói với hắn. Đông Nghiễm Sinh thiếu Mặc Hàm ân tình, chỉ cần nàng mở miệng Đông Nghiễm Sinh chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Mực cười thầm nói, đây chính là sinh ý trên trận quy củ, thông qua ngươi nhận biết, không thể đem ngươi cho đi vòng qua. Nhìn qua du thuyền đi xa, Vương Kim Vũ dùng bả vai va vào một phát Hứa Thuần Lương, đừng xem, con gái người ta đều đi xa. Hứa Thuần Lương nói, ta đây là lễ phép. Đông Nghiễm Sinh từ Hứa Thuần Lương nơi đó biết được Mặc Hàm đại biểu Xích Đạo vốn liếng mà đến, lần này tới khảo sát Hiển Hồng nông trường chính là vì hợp tác. Không thể nín được cười, Mặc tiểu thư cũng không nói thẳng, không phải để ngươi truyền đạt. Nói lên hợp tác, ta bên này cũng có một chuyện. Hứa Thuần Lương đem Đường Kinh Luân muốn theo Đông Nghiễm Sinh chuyện hợp tác nói. Đông Nghiễm Sinh biểu thị hợp tác không có vấn đề, nhưng là nhất định phải làm lương tâm công trình, không thể làm hố dân chúng sự tình. Hắn sinh tại tư lớn ở tư, khắp nơi đều là hương thân hương lý, đánh chết cũng không thể chơi hại hương thân sự tình. Hứa Thuần Lương khuyên hắn suy nghĩ thật kỹ, tuyệt đối không nên hướng về phía cùng mình giao tình liền tùy tiện đáp ứng hợp tác, về phần Mặc Hàm kia phương bột cũng không cần có bất kỳ trong lòng gánh vác, coi như nợ nhân tình cũng là mình thiếu Mặc Hàm, cùng Đông Nghiễm Sinh không có bất kỳ cái gì quan hệ. Đông Nghiễm Sinh để Hứa Thuần Lương cứ yên tâm, tại trên phương diện làm ăn hắn phân rõ ràng. Bất quá hắn hiện tại đối sự nghiệp cũng không coi trọng, hắn mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp phú hào, nhưng đã sớm thực hiện tài vụ tự do, nhi tử lại có tiến bộ như vậy, bọn hắn một nhà cũng không truy cầu cái gì xa xỉ phù hoa sinh hoạt, cuộc sống sau này chỉ cầu thân thể an khang gia đình hòa thuận, sinh ý phương diện thuận theo tự nhiên liền tốt. Đông Nghiễm Sinh đối với chuyện này có thể hoàn toàn buông tay, giao cho Hứa Thuần Lương cùng Thư Viễn Hàng, Vương Kim Vũ bọn hắn hợp lại xử lý. Hứa Thuần Lương cùng Đông Nghiễm Sinh trò chuyện trong chốc lát, tướng chủ đề tự nhiên giao qua tiên nhân động phía trên. Đông Nghiễm Sinh nghe hắn nhắc lên tiên nhân hiểu rõ hiền sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, người thế mà cũng biết cố sự này. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng là vừa mới nghe nói, giống như ngay tại hai đạo sườn núi bên kia, có cơ hội ta muốn đi xem đâu. Không có gì đáng xem, chính là một cái lỗ rách. Đông Nghiễm Sinh thốt ra. Hứa Thuần Lương nhìn qua Đông Nghiễm Sinh nói. Đông Thúc đi qua. Đông Nghiễm Sinh nhẹ gật đầu, làm sao có thể không có đi qua, nơi đó là hắn khó quên nhất địa phương. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói nơi đó là Xích Tùng Tử mang Trương Lương tu hành địa phương. Đông Nghiễm Sinh lắc đầu nói, ngươi đừng nghe người ta nói cản nói bậy, trên đời này nào có cái gì thần tiên. Coi như thật có, người ta không chọn Tam Sơn Ngũ Nhạc, không phải tuyển ngọn núi nhỏ này. Đông Thúc lời ấy sai rồi, núi không tại cao, có tiên thì có danh. Chẳng lẽ tiên nhân trong động không có cái gì? Không có cái gì, Đông Nghiễm Sinh có chút chột dạ, chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện hắn năm đó lưu bên trong động bí mật. Hôm nào phải tìm cơ hội đem động cho che lại, nếu thật là bị người phát hiện cũng có chút thẹn thùng, cái chỗ kia nhưng mà năm đó hắn cùng vợ trước đã từng hẹn hò chỗ. Hứa Thuần Lương nói, bên trong có hay không văn vật loại hình đồ vật. Đông Nghiễm Sinh cẩn thận suy nghĩ một chút nói, người kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ lại. Ngược lại là cũng có dạng vật kỳ quái, người đi theo ta.
Hứa Thuần Lương đi theo Đông Nghiễm Sinh đến đi vào trong phòng, Đông Nghiễm Sinh đi lấy tiếp theo chỉ cành liễu dương, mở ra về sau, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, kia hộp gỗ xem xét liền nhiều năm nguyệt, mở ra hộp gỗ, bên trong dùng bông vải trong bao chứa lấy. Đông Nghiễm Sinh tướng vải bông từng tầng triển khai, bên trong nằm lại là một nam một nữ hai cái dài hơn thước độ đồng nhân, đồng trên thân thể người mặc quần áo, hẳn là về sau có người chuyên môn may. Đông Nghiễm Sinh hai mắt tràn đầy yêu thương, cái này đồng nhân là hắn cùng vợ trước tại tiên nhân động phát hiện, lúc ấy đôi này đồng nhân trần như nhộng, vợ trước ghét bỏ bất nhã, cho nên cho bọn hắn may quần áo, còn nói đôi này em bé chính là bọn hắn, vốn cho rằng có thể cùng thê tử bạch đầu giai lão, lại nghĩ không đến cuối cùng nàng sẽ ở mình gặp rủi do thời điểm không để ý mà đi. Bây giờ càng là nhân quỷ cách xa nhau, Đông Nghiễm Sinh trong lòng đã không có cửu hận, còn lại đến chỉ là hồi ức cùng tiếc nuối. Hứa Thuần Lương đạt được Đông Nghiễm Sinh sau khi cho phép, tướng kia đối đồng người quần áo trên người cởi xuống, đã thấy đồng trên thân người lít nha lít nhít tiêu ký lấy kinh mạch huyệt đạo, nếu là tướng hai con đồng nhân chồng hợp lại cùng nhau, vừa vặn lồi lõm chỗ tương hỗ khảm hợp, nhìn phi thường bất nhã. Đông Nghiễm Sinh có chút lúng túng nói, vẫn là mặc xong quần áo rất nhiều. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, thứ này là bảo bối a, phía trên chẳng những tiêu ký kỹ càng kinh mạch cùng mặt huyệt, hơn nữa còn giấu giếm một bộ lấy dương đạo âm luyện khí chi thuật. Nếu như nói thiên dưỡng thiên có thể dễ trải qua tẩy tủy, quay về tiên thiên, cái kia thuộc về đánh đơn, đôi này tiểu nhân nhưng chính là đánh ghép hạng mục, một cá nhân tu luyện liền có thể ban ơn cho một cái khác. Hứa Thuần Lương có thể kết luận, đôi này tiểu nhân cùng thiên dưỡng thiên không quan hệ, nhưng là cùng hoàng đế nội kinh có không quan hệ, hắn hiện tại cũng nói không rõ ràng. Mấu chốt nhất một điểm chính là, vô luận tu luyện thiên dưỡng thiên hay là hắn thông thiên bảo điển, đều muốn cầu nhất định phải bảo trì đồng thân không phá, có đôi này đồng nhân, hẳn là có thể tìm tòi nghiên cứu ra âm dương trung tu chi nói. Đông Nghiễm Sinh nhìn thấy Hứa Thuần Lương thưởng thức đôi này đồng nhân yêu thích không buông tay, đôi này đồng nhân thiết kế đến cực kỳ xảo diệu, vô luận mặt đối mặt, vẫn là đối diện lưng, đều có thể khảm hợp lại cùng nhau, kín kẽ. Đông Nghiễm Sinh mặc dù là người từng trải, nhưng nhìn đến tiểu tử này đem hai cái đồng nhân lật qua lật lại loay hoay, cũng cảm thấy mặt mo phát nhiệt, như là ưa thích, liền đưa cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta lấy về giúp ngài bàn bàn, chờ bàn tốt trả lại cho ngài. Đông Nghiễm Sinh trong lòng tự nhủ lần đầu nghe nói bàn cái đồ chơi này, hắn làm người khẳng khái trả đại phương, huống chi là Hứa Thuần Lương ở trước mặt đưa ra yêu cầu, không dùng xong, đưa cho ngươi, bất quá y phục này ta phải lưu lại. Kỳ thật đồng nhân đối với hắn không có quá nhiều ý nghĩa, chân chính đáng giá lưu lại phải là đôi này đồng trên thân người tiểu y phục, đây chính là vợ trước một châm một tuyến làm ra. Hứa Thuần Lương mới không muốn quần áo vui tươi hớn hở đem đồng nhân thu hồi, bắt đầu dạy Đông Nghiễm Sinh tiếp tục tu luyện, dưỡng huyết quy nguyên công. Đông Nghiễm Sinh dựa theo phân phó của hắn trong khoảng thời gian này cần luyện không ngừng, rõ ràng cảm giác được thể chất đổi thiện rất nhiều, bất quá hắn nhận là chủ nếu là bởi vì thuật hậu thân thể dần dần khang phục xuyên cớ. Đông Nghiễm Sinh tại Nguy Sơn đảo ngốc đến thời gian không dài, bởi vì con dâu yêu cầu hắn mau chóng về bệnh viện tiến hành một lần toàn diện thân thể kiểm tra, sau đó phải căn cứ hắn tình huống tóe đi đến tiếp sau trị liệu. Đông Nghiễm Sinh đối con dâu nói gì nghe nấy, cho nên hắn hai ngày sau đó liền tiến về Trường Hưng nằm viện, Hứa Thuần Lương cùng Thư Viễn Hàng cùng một chỗ hộ tống Đông Nghiễm Sinh trở về Đông Châu. Nghe nói Đông Nghiễm Sinh đến Trường Hưng nằm viện, Triệu Phi Dương để cho người ta chuyên môn an bài mũ, phòng bệnh. Trước tiên cùng bí thư Cao Tân Hoa qua tới thăm, có thể nói Triệu Phi Dương đem cầu hiền như khát biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đông Nghiễm Sinh phi thường rõ ràng Triệu Phi Dương không là hướng về phía mình tới, hắn hướng Triệu Phi Dương an bài biểu thị ra cảm tạ, Triệu Phi Dương hàn huyên vài câu, để Cao Tân Hoa bồi tiếp Đông Nghiễm Sinh ôn chuyện. Thư Viễn Hàng đưa Triệu Phi Dương đi ra ngoài, Triệu Phi Dương cười nói, thư giáo sư, có hay không làm ra quyết định kỹ càng. Thư Viễn Hàng nói, ta cùng người nhà thương lượng qua, chúng ta quyết định gia nhập Liên minh Trường Hưng. Quá tốt rồi, ta lập tức để cho người ta an bài hiệp ước, nhất định phải long trọng tuyên truyền. Kỳ thật bọn hắn lần trước tại Nam Giang gặp mặt liền đàm đến không sai biệt lắm, Thư Viễn Hàng không có làm tức làm ra quyết định là muốn trở về cùng thê tử lại thương lượng một chút, đây cũng là giữa vợ chồng vốn có tôn trọng, Nguyễn Tinh Mai mặc dù là An Nam người, nhưng là đối Trung Hoa truyền thống so với bình thường người trong nước càng tôn trọng. Nàng cho rằng phu sướng phụ tùy là chuyện đương nhiên. Thư Viễn Hàng biết điệu thấp gia nhập liên minh là không thể nào, Trường Hưng phương diện chắc chắn sẽ không buông tha cái này tuyên truyền cơ hội thật tốt, hắn cùng thê tử gia nhập liên minh sẽ để cho Trường Hưng ngực ngoại khoa cùng huyết dịch khoa kéo lên một bậc thang,
không chút nào khiêm tốn nói Triệu chắc chắn lúc toàn bộ Đông Châu địa khu trổ hết tài năng. Thư Viễn Hàng hướng Triệu Phi Dương biểu đạt từ mình đến tổ kiến đoàn đội yêu cầu. Triệu Phi Dương nói, không có vấn đề, bệnh viện chúng ta ngoại khoa hệ thống nhân viên y tế tùy ngươi đến chọn lựa, nếu như ngươi cảm giác bản viện không cách nào thỏa mãn yêu cầu, ta có thể từ bên ngoài đào người. Thư Viễn Hàng cười nói, ta vừa tới, cũng không rõ ràng quý viện khoa tim mạch tài nghệ thật sự, như vậy đi, ngài an bài trước ta đi khoa tim mạch công việc một tháng, liền xem như thử việc, coi ta là thành phổ thông bác sĩ mà đối đãi, một tháng sau ta lại tới chọn. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, Thư Viễn Hàng mặc dù thanh danh lan xa, nhưng là tài nghệ thật sự của hắn đến cùng như thế nào, hắn cũng không có chứng kiến qua, một tháng này đủ để nghiệm chứng tài nghệ của hắn, không phải Triệu Phi Dương đối với hắn không tín nhiệm, mà là Thư Viễn Hàng có thể lợi dụng một tháng đi phục chúng. Văn nhân tương khinh trong bệnh viện cũng tồn tại loại này hiện tượng, cùng cấp bậc, thậm chí thượng hạ cấp bác sĩ ở giữa lẫn nhau không phục, âm thầm so tài chỗ nào cũng có, loại hiện tượng này trở thành trong bệnh viện hao tổn nguyên nhân chính một trong, cái nào phòng không có kéo bè kết phái. Cái nào chuyên nghiệp không có lục đục với nhau. Thử việc là hoàn toàn không cần, dứt bỏ Thư Viễn Hàng trình độ không đề cập tới. Vẻn vẹn là danh tiếng của hắn đã có thể cho Trường Hưng mang đến to lớn xã hội hiệu ứng, có hiệu ứng liền sẽ có hiệu quả và lợi ích. Triệu Phi Dương phi thường xem trọng Thư Viễn Hàng, cho là hắn có thể lấy lực lượng một người tướng Trường Hưng bệnh viện ngực ngoại khoa tăng lên tới toàn bộ Đông Châu đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Thư Viễn Hàng lại nói, về phần ngài nói đến đảm nhiệm cái gì phó viện trưởng, ta không thể tiếp nhận, ta là làm nghiệp vụ xuất thân, trị bệnh cứu người là ta bản chức, ta không có tinh lực chiếu cố cái khác tạp vụ. Triệu Phi Dương cười nói, yên tâm đi, không sẽ an bài công tác cụ thể, Trường Hưng dẫn tóe ngành học người dẫn đầu trên cơ bản đều sẽ cho phó viện trưởng danh hiệu vinh dự, cái này cũng khiến cho Trường Hưng gần nhất phó viện trưởng phi tốc tăng thêm, bản viện nhân viên đều cười xưng Trường Hưng phó viện trưởng thuộc về bán buôn tính chất, không đáng giá, chân thực quyền lực thậm chí còn so ra kém viện trưởng trợ lý. Thư Viễn Hàng mỉm cười nói, đã không có công tác cụ thể, ta đương cái này phó viện trưởng càng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cá nhân ta đối loại này hư danh cũng không coi trọng. Triệu Phi Dương gặp hắn kiên trì cũng chỉ có thể coi như thôi, Thư Viễn Hàng đi qua làm nghề y hoàn cảnh cùng trong nước hoàn toàn khác biệt, cho nên hắn không hiểu được bên này quy tắc, bất quá dạng này cũng tốt, có thể chuyên tâm làm nghiệp vụ. Lúc này Hứa Thuần Lương đi tới, nhìn thấy hai người bọn họ, tranh thủ thời gian tới lên tiếng chào. Triệu Phi Dương nói, tiểu Hứa, ta chính tìm ngươi đây. Hứa Thuần Lương biết Triệu Phi Dương trong khoảng thời gian này mọi việc không thuận, chưa chừng muốn tìm mình phiền phức, bất quá hắn cũng không quan trọng, đi qua không sợ, hiện tại càng không sợ, Triệu Phi Dương nếu là dám tìm mình xúi quẩy, hắn có thể kích động Đường Kinh Luân đến ứng phó, nước chát điểm đậu hũ vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thư Viễn Hàng nhìn ra hai người bọn họ có việc cần, lấy cớ còn có việc nên rời đi trước. Hứa Thuần Lương cười đùa tí từng nói, Triệu Viện, cùng Thư Viễn Hàng đàm đến thế nào? Cũng không tệ lắm, chuyện này muốn cho ngươi ghi lại một công. Triệu Phi Dương không có quên đem Thư Viễn Hàng đề cử cho mình chính là Hứa Thuần Lương. Vẫn là đến điểm thực tế, phát chút tiền thưởng đi. Triệu Phi Dương trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử ngươi hiện tại còn thiếu tiền à? Thiếu, sao có thể không thiếu, ta còn chưa kết hôn, chính là phải dùng tiền thời điểm. Triệu Phi Dương nghe được kết hôn hai chữ này không khỏi nhíu mày, hắn đối hai chữ này cực kỳ kháng cự. Từ khi Bùi Lâm mang thai về sau, hắn cảm thấy mình liền bắt đầu mọi việc không thuận. Nữ nhân này không phải đèn đã cạn dầu, gần nhất không ít gây phiền toái cho mình, đầu tiên là cùng Hứa Thuần Lương náo ra chuyện xấu, hiện tại lại muốn gia nhập liên minh hoa niên lớn khỏe mạnh, thật đúng là không yên tĩnh. Triệu Phi Dương cũng là vừa vặn mới biết được Đường Kinh Luân cùng Bùi Lâm tự mình gặp mặt, còn muốn đem kiểm tra sức khỏe cùng y đẹp cái này một khối giao cho nàng phụ trách. Triệu Phi Dương lần này không có bất kỳ cái gì phản ứng quá kích động, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, vô luận mình làm sao phản đối, Bùi Lâm cũng sẽ không thay đổi quyết định của nàng. Triệu Phi Dương phát hiện mình bây giờ mới chậm rãi hiểu rõ Bùi Lâm, nữ nhân này chẳng những khuyết thiếu cảm giác an toàn, mà lại tương đương tự tư, nàng không cam tâm làm mình hiền nội trợ, không thể là vì mình từ bỏ hết thảy, không những như thế, nàng còn muốn lợi dụng thân phận của mình cùng địa vị sáng tạo thuộc về nàng giá trị của mình. Nhận Đường Lão Thái là mẹ nuôi, cùng Đường Kinh Luân tự mình đạt thành hợp tác hiệp nghị, những chuyện này đều không cùng hắn thương lượng qua, biết rõ hắn sẽ phản đối vẫn là quyết giữ ý mình, nàng không có khả năng không rõ ràng những sự tình này sẽ cho mình tạo thành nhiều ít bối rối. Bi thương tại tâm chết, Triệu Phi Dương cảm giác mình đoạn thứ hai hôn nhân so trước đó còn muốn thất bại,
hắn đều không biết mình đổ Bùi Lâm cái gì. Ngoại trừ thanh xuân mỹ mạo, giống như nàng cũng không có vật gì khác. Chỉ tiếc hắn hiện tại đã tới không kịp thoát khỏi, Bùi Lâm dùng trong bụng tiểu sinh mệnh đem hắn một mực bao lấy, mà Hoa Niên tập đoàn Đường gia huynh đệ kia hai đều phát hiện nhược điểm của hắn, lại dùng Bùi Lâm đến bao lấy hắn. Hiện tại Triệu Phi Dương có loại mua dây buộc mình cảm giác, hắn cho là mình có thể trưởng khống hết thảy, nhưng hiện thực lại vài phút dạy hắn làm người. Triệu Phi Dương chuẩn bị đi hai kỳ công trường đi một chút, Hứa Thuần Lương đi theo hắn cùng đi đi qua, trên đường Triệu Phi Dương một câu đều không nói, giữa hai người bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Hứa Thuần Lương cho rằng Triệu Phi Dương hẳn không phải là bởi vì Bùi Lâm sự tình, mình cùng Bùi Lâm không có bất cứ vấn đề gì, là có người cố ý chế tạo sự cố. Triệu Phi Dương lòng dạ cũng không có như vậy chật hẹp. Lớn nhất khả năng hay là bởi vì lớn khỏe mạnh sự tình, Đường Kinh Luân nhập chủ Hoa Niên về sau, cho Triệu Phi Dương không ít lạnh nhạt, thành lập Hoa Niên lớn khỏe mạnh, chính là muốn yếu hóa Triệu Phi Dương quyền khống chế. Đi vào công trường hiện trường, người phụ trách cho bọn hắn cầm hai đỉnh nón bảo hộ, Hứa Thuần Lương nhìn thấy trong đó một trên đỉnh có lục sơn, vượt lên trước đem có lục sơn lấy tới mang lên trên. Triệu Phi Dương cầm lấy mặt khác một đỉnh, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này xác thực thông minh, nhưng nghĩ lại hắn lại quá thông minh, ý thức được mình sẽ kiêng kỵ, nhưng là cứ như vậy mình thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy hắn trên đầu lục, phi thường chướng mắt, còn không bằng mình mang, mắt không thấy tâm không phiền. Hứa Thuần Lương nhìn qua trên công trường đâm cốt thép bận rộn tràng diện nói, công trình tiến độ rất nhanh a. Hy vọng một mực có thể duy trì. Triệu Phi Dương trong nội tâm tràn đầy sự không chắc chắn, Đường Kinh Luân sau khi lên đài đủ loại biện pháp chứng minh, hắn muốn trọng điểm kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, Hoa Niên tập đoàn tài chính tình trạng không thể lạc quan, đầu tư tại Đông Châu tiền cứ như vậy nhiều, nếu như hướng chảy một phương khác tất nhiên sẽ xuất hiện tài chính căng thẳng. Tài chính căng thẳng, công trình tự nhiên sẽ thả chậm. Hứa Thuần Lương nói, khẳng định không có vấn đề, Trường Hưng tại ngài lãnh đạo hạ nhất định sẽ thực hiện hai lần bay lên. Triệu Phi Dương nhìn hắn một cái, tiểu tử ngươi ít cùng ta chơi hư, gần nhất cùng Đường Kinh Luân chỗ không tệ a. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ngài cũng không phải không hiểu rõ ta, ta từ trước đến nay xem thường đám kia có tiền không học thức nhà tư bản. Triệu Phi Dương nói, khẩu thị tâm phi đi, hiện tại tiền mới là đạo lý quyết định. Đường Kinh Luân cũng không phải không học thức, nghe nói cũng cầm xuống châu Úc bác sĩ học vị, có thể cầm xuống loại này học vị, chẳng những phải có điểm văn hóa còn phải có tiền. Ngài nói như vậy liền vũ nhục ta, ta nếu là quan tâm tiền, liền trở về kế thừa Hồi Xuân Đường, không nói những cái khác, chỉ chúng ta Hồi Xuân Đường tổ truyền bí phương cũng phải gặp hơn mấy chục ức, ta làm gì đến Trường Hưng kéo cối say. Triệu Phi Dương nhìn không được bật cười, người này thật sự là ngựa không biết mặt dài, như bức đều nhanh thổi phá thiên. Nếu như nói Hồi Xuân Đường tổ truyền bí phương có thể đáng cái ngàn thanh vạn hắn tin, mười mấy cái ức. Lừa gạt quỷ a, Nhân Hòa Đường cũng đáng không được mười mấy cái ức. Triệu Phi Dương nói, người có tiền như vậy làm sao không dứt khoát đem Trường Hưng cho mua, ta làm việc cho ngươi, ngươi làm lão bản của ta cho ngươi kéo cối say, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện, gần nhất lệ khí rất nặng a, ai đắc tội ngài, nói với ta, huynh đệ ta cho ngươi xuất khí. Triệu Phi Dương nhìn qua hắn, lực lượng càng ngày càng đủ, trực tiếp cùng mình lôi kéo làm quen, huynh đệ. Ta lúc nào cùng ngươi trở thành huynh đệ rồi? Hứa Thuần Lương nói, ta đắc tội ngài. Đừng a, ngài như thế anh minh nên sẽ không tin tưởng bên ngoài những lời đồn đại kia chuyện nhảm đi. Triệu Phi Dương nói, đây chính là ngươi sách. Hứa Thuần Lương nói, ai bảo ngài hoài nghi ta phải nói rõ ràng a. Có cái gì tốt nói, sự tình đều đi qua. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện, ngài tin tưởng ta không? Triệu Phi Dương trong lòng tự nhủ ta cũng không dám tin, tiểu tử ngươi quá trơn đầu, lúc trước ta còn muốn dùng tốt cây đao này, hiện tại ngược lại tốt, đảo lại chặt ta mấy đao, nghĩ thì nghĩ, hay là giả tỉnh táo nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, lần trước ta bồi tẩu tử dạo phố chuyện kia, chính là Đường Kinh Luân để cho người ta chụp lén. Triệu Phi Dương mím môi, kỳ thật coi như Hứa Thuần Lương không nói. Hắn cũng đoán cái 8-9 phần 10. Biết kẻ đầu têu là ai thì có ích lợi gì. Đường Kinh Luân là Hoa Niên tập đoàn CEO, mình cũng không thể tìm hắn đi lý luận, nhưng Đường Kinh Luân làm như vậy không khỏi quá tiểu nhân, chỉ là từ Hứa Thuần Lương miệng bên trong nói ra đến tột cùng có mấy phần có thể tin còn khó nói, làm không tốt là hắn đang bị đâm thọc đâu. Tiểu tử này sớm không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông, tại trước trận tu luyện đột nhiên tăng mạnh đối với hắn không thể không phòng. Triệu Phi Dương thở phào nói,
Tiểu Hứa, ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng ngươi. Hứa Thuần Lương nghe ra câu nói này nói bóng gió, hắn cùng Bùi Lâm truyền chuyện xấu, Triệu Phi Dương nói như vậy liền mang ý nghĩa hắn đối tín nhiệm của mình độ muốn so đối Bùi Lâm còn cao hơn, cái này có ý tứ, chứng minh cái này hai cái tử còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài như thế hòa thuận. Hứa Thuần Lương cố ý nói, hy vọng không muốn bởi vì việc này ảnh hưởng đến vợ chồng các ngươi ở giữa tình cảm. Triệu Phi Dương tức giận nói, tình cảm của chúng ta là ngươi có thể ảnh hưởng tới sao? Nói một chút Nguy Sơn đảo bệnh viện sự tình. Hứa Thuần Lương cũng không có giấu giếm hắn, đem Đường Kinh Luân kế hoạch nói một lần, Hứa Thuần Lương có loại dự cảm, Triệu Phi Dương cùng Đường Kinh Luân ở giữa sớm tối tất có một trận chiến, hắn mừng rỡ châm ngòi thổi gió, về sau cũng có thể cách bờ xem lửa. Triệu Phi Dương thở dài nói, ta cũng tán thành kiến thiết dưỡng lão bệnh viện, thế nhưng là nào có nhiều tiền như vậy. Hắn lo lắng nhìn qua bận rộn công mà nói, nếu như Đường tổng toàn lực kiến thiết dưỡng lão bệnh viện, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Đông Châu bên này công trình tiến độ. Hứa Thuần Lương nói, ngài không sẽ bởi vì việc này đối ta sinh ra ý nghĩ à. Triệu Phi Dương vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai nói, làm sao lại, người có năng lực đến đâu mà đều sẽ được người tán thưởng, Đường Kinh Luân làm người như thế nào ta không rõ ràng, nhưng là ánh mắt của hắn coi như không tệ. Triệu Phi Dương trong lòng âm thầm quyết định được chủ ý, hắn phải đi một chuyến Nam Giang, hắn muốn cùng Đường Kinh Vĩ hảo hảo nói chuyện, bây giờ có thể thay đổi cục diện người chỉ còn lại Đường Kinh Vĩ. Lúc này viện xử lý chủ nhiệm Lâm Nham Sinh đi tới, xa xa nói, Triệu viện. Ta một đoán ngài ở chỗ này. Triệu Phi Dương nói, có việc, Lâm Nham Sinh tìm tới nơi này nhất định là có chuyện, mà lại là không tiện trong điện thoại nói sự tình. Lâm Nham Sinh nhìn Hứa Thuần Lương một chút, Hứa Thuần Lương đang muốn cáo từ, Triệu Phi Dương nói đi, đều là người một nhà. Câu nói này đầy đủ biểu hiện ra hắn đối Hứa Thuần Lương tín nhiệm, kỳ thật hắn chỉ là làm bộ dáng cho Hứa Thuần Lương nhìn. Lâm Nham Sinh nói, Hoa Niên lớn khỏe mạnh là lần này Đông Châu vượt năm tiệc tối nhà tài trợ một trong, đồng viện phó để cho ta hỏi ngài muốn hay không có mặt lần này tiệc tối thu. Triệu Phi Dương hơi suy nghĩ một chút liền làm ra quyết định, hắn muốn có mặt, loại người này trước lộ mặt sự tình không thể để cho Đồng Trường Hạo đoạt danh tiếng, coi như Đường Kinh Luân tận lực áp xúc quyền lợi của hắn phạm vi, hắn dù sao vẫn là Hoa Niên lớn khỏe mạnh phó tổng. Triệu Phi Dương nói, ta sẽ có ghế, cùng đài truyền hình liên lạc một chút. Hy vọng bọn họ trọng điểm tuyên truyền một chút Thư Viễn Hàng tiến sĩ vợ chồng. Hắn muốn mượn cơ hội này cho Trường Hưng làm tuyên truyền. Hứa Thuần Lương nhớ tới Tô Tình mời hắn tham gia sự tình, chủ động sách ra bản thân cũng muốn đi qua nhìn một chút, Triệu Phi Dương để Lâm Nham Sinh phụ trách an bài. Đông Châu đài truyền hình vượt năm tiệc tối áp dụng ghi âm phương thức, chủ yếu tài trợ đơn vị có 3 nhà, theo thứ tự là Đông Châu Công trình Tập đoàn, Hoa Niên lớn khỏe mạnh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, Ân Hằng chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn. Cái này 3 nhà tài trợ đơn vị 2 nhà đều là đưa ra thị trường công ty, Hoa Niên lớn khỏe mạnh trước mắt cũng không đưa ra thị trường, nhưng là phí tài trợ phương diện lại là nhất khẳng khái một cái, móc nhiều nhất, đương nhiên thu được quan danh quyền. Đường Kinh Luân thích nhất lợi dụng truyền thông chế tạo ảnh hưởng, đi qua Hoa Niên tập đoàn liền trải qua thường xuất hiện tại tỉnh đài các ngăn lôi cuốn chuyên mục nhà tài trợ trong danh sách. Tài trợ là hắn định ra tới, hắn nguyên bản cũng dự định có mặt cái này lần vượt năm vãn hồi, nhưng là Lâm Thu trước đó có việc muốn lưu tại Nam Giang xử lý, không cách nào đến đây hiện trường, chỉ có thể thâu một đoạn ra. Chính thức thu xế chiều hôm nay 3 điểm, khán giả lần lượt ra trận, Thư Viễn Hàng vợ chồng so phổ thông người xem tới sớm một đoạn thời gian, bọn hắn còn có một cái bài tin tức, Trường Hưng muốn mượn lấy lần này tiệc tối tướng hai vợ chồng này chuyên ra hướng Đông Châu địa khu giới thiệu. Người chủ trì Tô Tình cùng hai người bọn họ làm thu trước câu thông thời điểm, có người tặng hoa tới, ký tên Đường Thiên Nhất, Tô Tình có chút buồn bực nhíu mày, trước mấy ngày vừa dọa lui hắn, nghĩ không ra người này chết tính không thay đổi lại tới dây dưa. Tô Tình không chút khách khí cự thu, tiếp tục cùng Thư Viễn Hàng vợ chồng giao lưu, lúc này, Tống Nghệ Bộ Tổng đạo diễn Văn Kỳ đi tới thông chi nàng ban đêm thu kết thúc về sau chớ đi, trong đài mời tài trợ đơn vị mấy vị lãnh đạo ăn cơm, nàng phải tất yếu trình diện. Tô Tình vốn định chối từ, nhưng Văn Kỳ nói đây là chính trị nhiệm vụ, nàng chỉ có thể đáp ứng, bất quá sự tình tuyên bố trước mình phải sớm đi trở về nhà chiếu cố phụ thân. Đạo diễn rời đi về sau, Tô Tình cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, hỏi hắn đêm nay có thể hay không tới tham gia tiết mục thu. Hứa Thuần Lương nói cho nàng mình đã ngồi bên trong ba đến đây đài truyền hình trên đường, Tô Tình để hắn nhìn xem ra trận khoán khu vị hào, Hứa Thuần Lương đập tấm hình phát tới. Tô Tình bên này để điện thoại xuống, Nguyễn Tinh Mai mỉm cười nhìn qua nàng nói, Hứa Thuần Lương.
Đúng vậy à. Chúng ta là bạn rất thân. Tô Tình mỉm cười nói, chúng ta cũng là. Hứa Thuần Lương vừa mới ngồi xuống, liền có một vị đài truyền hình nhân viên công tác tìm tới, là Tô Tình ủy thác nàng tới. Hứa Thuần Lương đi theo tên kia nhân viên công tác đi khách quý tịch chỗ ngồi đại bộ phận đều là có danh tự, bất quá chủ yếu khách quý ra trận đều sẽ hơi trễ một chút. Hứa Thuần Lương thấy được phía trước hàng thứ nhất cơ bản bên trên đều trống không, trên đó viết Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm, Đồng Trường Hạo, Thư Viễn Hàng vợ chồng, Ân Hằng chế dược tổng giám đốc Thịnh Chiêu Huy danh tự, còn có Đông Châu công trình tập đoàn tổng giám đốc, đài truyền hình mấy vị lãnh đạo chủ yếu danh tự. Trong đó cũng không ít Đông Châu bản thổ minh tinh, trong đó có hai cái đặc biệt có tên tức giận, một vị là tuyển xuất sắc nói đang hồng nam ca sĩ Húc Đông, một vị là truyền hình điện ảnh nữ minh tinh Nghiêm Dai Dai. Hai vị này ở trong nước nhiều nhất cũng chính là hàng hai, nhưng là tại Đông Châu đã được cho đỉnh cấp minh tinh. Đừng nhìn hai người là hàng hai, bên người trợ lý cũng không ít, Hứa Thuần Lương đi vào khách quý tịch ngồi xuống, hắn vị trí vừa vặn tại Húc Đông đằng sau.